những sản phẩm này bán đi đâu? Triệu Quốc Đống vào sân mà không nói mấy. Triệu Tam Hỷ và cán bộ thôn giới thiệu, Ngụy Hiểu Lam bổ sung, phải nói là khá tường tận. Hắn chỉ muốn xem thị trường của các sản phẩm từ tre, trúc lớn đến đâu. Loại ghế này là hàng bình thường, chủ yếu bán sang Vĩnh Lương, Thông Thành. Hàng tháng khách ở hai nơi này tới hợp tác xã Trúc Hoa chúng tôi lấy hàng 2 đến 3 lần, đều xếp đầy xe, đỉnh cao là một tháng một lần. Cao Liên Thăng rất tự hào nói. Thực ra bên Vĩnh Lương cũng có tre, trúc, nhưng thứ nhất chất lượng của bọn họ không tốt mấy, hai là các hộ bên đó làm với quy mô lẻ tẻ, khó có thể đảm bảo sản xuất nhiều, không giống như thôn Trúc Hoa chúng tôi đã có quy mô, phân chia từng người có công việc cụ thể. Ồ, anh làm như thế nào? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Lúc trước các nhà đều làm, mặc dù bán được nhưng do sản lượng nhỏ, có khách lớn tới là phải huy động mười mấy nhà, hơn nữa sản phẩm khác nhau nên khó làm khách hài lòng. Sau đó tôi suy nghĩ trước hết tụ tập bà con họ hàng của mình lại, học cách nước chảy đá mòn, từ chặt cây, phơi nắng, gia công, cuối cùng là vận chuyển, hình thành một vòng tròn, sản phẩm khá giống nhau, sản lượng tăng lên, mọi người dần quen với công việc của mình nên hiệu suất lao động cũng tăng lên. Cao Liên Thăng nói tiếp. Sau đó các hộ xung quanh thấy cách của tôi có tác dụng liền gia nhập, tôi cũng nhận bọn họ rồi phân công, quy mô càng lúc càng lớn. Bây giờ gần 70% các hộ làm nghề này đều tham gia hợp tác xã. Bí thư Triệu, ngài thấy đây chỉ là một điểm, còn có mấy điểm khác với quy mô tương tự. Ồ, lão Cao, anh rất linh hoạt, có thể nghĩ ra cách này để nâng cao hiệu suất lao động, còn hiểu cách kinh doanh, hiếm có. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Ha ha, bí thư Triệu. Đây không phải là do công của tôi hết. Lúc trước chúng tôi cũng làm nhưng chỉ làm mấy sản xuất rẻ tiền, thông dụng. Sau đó bí thư xã Triệu và chủ tịch xã Khang đến chỉ đạo bảo chúng tôi phải ra ngoài học hỏi. Chúng tôi trước đó còn không muốn, sau đó mới tổ chức một đội ra ngoài, cảm thấy chênh lệch của bên mình với sản phẩm trúc của Chiết Giang cùng Tứ Xuyên nên mới về cải tiến. Cao Liên Thăng này khá dẻo miệng, nói không ngừng. Bây giờ chúng tôi ngoài làm ghế, bàn ăn. Chúng tôi cũng bắt đầu làm các sản phẩm công nghệ như giỏ trúc, năm ngoái chúng tôi nhận được đơn hàng của vài công ty muốn chúng tôi làm hộp, giỏ chứa các sản phẩm cao cấp của bọn họ, mỗi lần đều đặt hàng trên chục ngàn chiếc, chúng tôi phải bận mấy tháng mới xong. Hơn nữa chủ tịch Ngụy cũng giúp chúng tôi liên lạc mấy công ty lớn bên Thiên Châu, bọn họ cũng hy vọng chúng tôi làm bao bì đóng gói cho bọn họ, chúng ta đang suy nghĩ xem dám nhận đơn lớn này không. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Ngụy Hiểu Lam, sau đó nhìn Cao Liên Thăng. Các anh còn có thể làm đồ đóng gói. Ha ha, bí thư Triệu, con gái lão Cao học khoa thiết kế của trường đại học, sau đó bố cô ấy bảo cô bé vẽ bản thiết kế cho chúng tôi, cô bé cũng dần thành nhà thiết kế. Thời gian này cô bé đang vào học ở Học viện Công nghiệp Nhẹ An Nguyên, cứ thứ sáu mỗi tuần là về. Chủ tịch xã Khang Thượng Quyền nói. Quyền 9, chương 26. Cao Liên Thăng cười nói. Chủ tịch Khang quá khen rồi, chẳng qua Thúy Thanh cũng cố gắng. Thiết kế của hợp tác xã về cơ bản đều do nó phụ trách. Nó còn cân nhắc làm các vật phẩm thủ công mỹ nghệ. Tốt, rất tốt, có thể nghĩ như vậy thì hợp tác xã các anh mới có hy vọng. Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Không ngờ hắn đến xã Vân Đầu Câu xa nhất của quận mà còn gặp nơi như thế này. Chủ tịch Hiểu Lam, bí thư Tam Hỷ, chủ tịch xã Thượng Quyền, xã Vân Đầu Câu có tài nguyên trúc phong phú, ngành trúc sẽ khiến cho xã đổi núi thay đổi bộ mặt. Tôi không dám nói tất cả các nhà của xã nhờ ngành này giàu hết, nhưng tăng thu nhập thì có thể làm được. Ủy ban quận và đảng ủy, chính quyền xã phải tăng cường chỉ đạo, hơn nữa còn phải ủng hộ về chính sách và tài chính. Tôi chỉ chính là làm điều gì đó thực tế, không phải như chúng ta chắp tay sau lưng đến xem là về. Mấy người Ngụy Hiểu Lam vội vàng gật đầu. Làm như thế nào để mở rộng quy mô là rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ như thế nào đảm bảo con đường tiêu thụ và không ngừng đề cao cấp độ của sản phẩm càng quan trọng hơn. Con gái lão Cao có thể thiết kế là cơ hội, tài chính của xã, thôn phải ủng hộ việc tập huấn này, ủng hộ bọn họ ra ngoài học tập đề cao năng lực. Rất nhiều nghề trước đó có xu thế phát triển tốt nhưng lại đắc ý với tình hình hiện nay nên dần bị đào thải. Vết xe đổ này có rất nhiều, tôi không hy vọng ngành sản xuất của thôn cũng đi vào con đường đó. Bí thư Triệu nói đúng. Ngành trúc là một ngành sản xuất khá có tương lai. Tôi và phòng nông nghiệp đã nghiên cứu làm như thế nào để lợi dụng tài nguyên phát triển ngành sản xuất này, cố gắng làm dân chúng của xã Vân Đầu Câu có thể hưởng thụ lợi ích của ngành sản xuất này mang tới. Ngụy Hiểu Lam cũng nói theo. Tôi cảm thấy chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm mấy nơi phát triển mạnh ngành này như Chiết Giang và Tứ Xuyên, tìm
tìm con đường phát triển thích hợp cho chúng ta. Sau đó Triệu Quốc Đống lại đến thăm vài hộ không tham gia hợp tác xã do Cao Liên Thăng đề xướng. Không phải bọn họ không muốn tham gia mà là do sản phẩm của nhà bọn họ có điểm đặc sắc, làm đồ truyền thống. Triệu Quốc Đống rất tán đồng với cách thực hiện của thôn. Vừa có sản xuất với quy mô lớn, vừa có các hộ làm sản phẩm riêng biệt, phát triển như vậy mới phù hợp quy luật thị trường. Hiểu Lam, tôi thấy bí thư, chủ tịch xã Vân Đầu Câu không giống các vị bí thư, chủ tịch xã khác chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy ngành truyền thống như trồng rau, trồng lúa, nếu không chính là xem có công ty nào tới đầu tư vào địa bàn mình hay không. Bọn họ không nghĩ xem nhà đầu tư dựa vào cái gì đến chỗ bọn họ xây dựng nhà máy, thị trường không có, tài nguyên không, dựa vào miệng lưỡi mà lừa được sao. Ừ, Triệu Tam Hỷ đã làm bí thư nhiều năm, y là người xã Vân Đầu Câu nên có uy tín. Khang Thượng Huyền là người từ ngoài vào, chẳng qua cũng ở xã Vân Đầu Câu vài năm. Nghề trồng nấm của xã Vân Đầu Câu do chính anh ta đưa tới, mấy năm nay phát triển tốt, chẳng qua hai năm qua kém hơn nhưng coi như là một ngành sản xuất chính của hai thôn phía bắc của xã Vân Đầu Câu. Bây giờ y lại cổ vũ phát triển trồng cây khác, đầu óc người này cũng nhạy bén, cái này không được liền nghĩ cái khác. Triệu Tam Hỷ mặc dù không có nhiều biện pháp nhưng lại rất ủng hộ Khang Thượng Huyền, biết cách dùng người. Ngụy Hiểu Lam cười cười giới thiệu. Ồ, Hiểu Lam, mảng nông nghiệp này làm tôi rất vui mừng. Nói thật tôi tới Tây Giang mà nói cũng không quá muốn. Tôi thấy nói Tây Giang có trụ cột tốt nhưng nó chỉ là các công ty, nhà máy sắp phá sản mà thôi. Triệu Quốc Đống nói. Tôi cũng tìm Bí Thư Kỳ kể khổ, Bí Thư Kỳ nói tổ chức đưa cậu tới Tây Giang là suy nghĩ cậu có thể gánh vác trọng trách ở đây. Ha ha, đúng là coi trọng tôi. Ngụy Hiểu Lam cũng cười nói. Bí Thư Triệu, Tây Giang đúng là có trụ cột tốt, nhưng bốn công ty lớn nhất thì có ba công ty đã suy sụp. Chỉ còn mỗi nhà máy rượu Ninh Lăng thì trên thị xã đang nhìn chằm chằm vào. Bây giờ thị xã đang mở to mắt thấy công ty nào có hiệu quả kinh doanh tốt một chút là muốn thu về phía mình. Chẳng qua bây giờ gần như không có mấy, công ty nhà nước đang kém phát triển. Còn công ty tư nhân kinh doanh tốt chẳng lẽ bọn họ muốn thu sao? Mà ở Ninh Lăng không có công ty thuộc trung ương hay tỉnh nào nên thị xã cũng giống Tây Giang ta, đều là đám chết đói. Hừ, đây mà là trụ cột tốt sao? So sánh với mấy thành phố phát triển thì tôi thấy chúng ta là ăn mày ở nông thôn. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua tôi lại thấy mấy công ty nhà nước suy sụp cũng được. Ninh Lăng chúng ta không có mấy ngành sản xuất quan trọng của quốc gia, công nghiệp nhẹ kinh doanh kém thì để người có năng lực phụ trách. Chính quyền phụ trách phục vụ, thu thuế là được. Bí thư Triệu, quan điểm này của ngài sẽ dẫn tới tranh cãi lớn, có ủng hộ có phản đối. Tôi thấy thời gian này Chủ tịch Hoắc rất bận. Ngài có phải đặt thời gian cho anh ta không vậy? Ngụy Hiểu Lam sau nhiều lần tiếp xúc liền biết đôi chút về tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, biết hắn chỉ cần không phải lúc đi làm thì nói chuyện khá tùy tiện. Nếu để tôi ngồi trên vị trí này thì phải làm theo ý tôi, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Triệu Quốc Đống có nhạy cảm nhận ra sự lo lắng trong lời của Ngụy Hiểu Lam nên nó. Có phải chị nghe được gì không? Ồ, Chủ tịch Hoắc đã bày ra thế trận, nhất định có một số người không hiểu. Không hài lòng. Tây Giang chúng ta nằm ngay dưới mắt thị ủy ban thị xã, khó tránh khỏi có chuyện truyền lên thị xã. Ngụy Hiểu Lam thản nhiên nói. Ồ, chị lại định gạt tôi gì đó. Nghe được gì thì nói chứ, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, đã nói với Bí Thư Kỳ cùng thị trưởng thư. Nói nếu để tôi tới Tây Giang, vậy phải để tôi làm theo ý mình, đáng phá sản sẽ cho phá sản, đáng bán phải bán, đáng cổ phần phải cổ phần. Chỉ cần có người muốn là đưa ra ngoài ngay, Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Ngụy Hiểu Lam có chút giật mình. Cô trước đó nghe có người nói Hoắc Vân Đạt muốn cho không người ta hai nhà máy còn nghĩ là đồn nhảm, không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói như vậy. Cho không, tài sản quốc gia có thể tùy tiện cho không sao. Bí thư Triệu, phá sản, chuyển nhượng, cổ phần hóa thì tôi hiểu, nhưng nếu cho không thì sợ không nói nổi. Ngụy Hiểu Lam cẩn thận nói. Cho không thì chị cũng phải xem đó là công ty, nhà máy nào, nợ trong ngân hàng quá lớn, gánh nặng nhiều, hiệu quả kinh doanh kém thì tôi chấp nhận cho không nó. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Cùng với việc nó không ngừng bị giảm giá trị, cuối cùng thành bao quần áo nặng nề cho chính quyền, vậy tốt hơn hết thừa dịp sang tay, coi như tiết kiệm cho chính quyền, giải thoát cho chính quyền. Ngụy Hiểu Lam im lặng không nói. Tư tưởng của Triệu Quốc Đống hơi xa vời, điểm này cô sớm biết. Nhưng nếu cho không nhà máy cho người thì dù tình hình thực tế ra sao cũng khó có thể giải thích. Nhất là các công ty nhìn qua còn có thể kinh doanh,
anh làm như vậy người khác nói trong đó có vấn đề, anh sẽ thành bia ngắm cho người nói. Ngụy Hiểu Lam không biết tại sao Triệu Quốc Đống lại đề cử mình làm thường vụ quận ủy, có lẽ đến từ lúc hắn cùng cô đi kiểm tra công việc ở mấy phòng ban cô phụ trách. Cách kiểm tra công việc của Triệu Quốc Đống rất đặc biệt, không nghe báo cáo, cho trưởng phòng 5 phút để nói qua về tình hình cơ quan mình, sau đó hắn thích trực tiếp đặt câu hỏi, hơn nữa rất rõ ràng là trước đó hắn đã chuẩn bị đủ về các thông tin về nhân sự của phòng ban. Ngụy Hiểu Lam cũng biết Triệu Quốc Đống mới đầu hy vọng Hoắc Vân Đạt làm thường vụ quận ủy, nhưng Hoắc Vân Đạt không được thị ủy tán thành, Triệu Quốc Đống liền đề cử cô. Ngụy Hiểu Lam cũng biết mình không có ưu thế gì, nhưng Triệu Quốc Đống lại đột nhiên tỏ năng lực của mình trong thị ủy, trực tiếp thuyết phục bí thư Kỳ cùng thị trưởng Thư, cuối cùng chưa lên hội nghị thường vụ thị ủy đã xác định. Điều này làm giấc mộng của mấy vị phó chủ tịch quận khác tan vỡ. Quyển 9, chương 27. Nhưng mà bí thư Triệu, quan điểm đại chúng sợ rằng khó chấp nhận cách làm này, sợ rằng sẽ có tranh cãi lớn. Ngụy Hiểu Lam khéo léo nhắc nhở. Bởi vì đại chúng không hiểu mà chúng ta phải dừng lại chờ bọn họ hiểu mới đi tiếp sao. Nhưng đợi đến khi dân chúng hiểu thì có lẽ khi đó nhà máy dù muốn cho không cũng không ai nhận, chẳng lẽ chính quyền phải bỏ thêm nữa hay sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Dân chúng không hiểu thì chúng ta có thể tăng cường tuyên truyền, mong được giải thích. Nếu không được thì chúng ta chỉ có thể bỏ mặc, để bọn họ mắng. Về phần cán bộ lãnh đạo không hiểu thì tôi cũng chỉ có thể cho rằng năng lực chỉ huy của các đồng chí có vấn đề. Khi chúng ta đưa đạo lý ra, chị sợ bị mắng, sợ bị trách nhiệm, vậy chị không xứng làm cán bộ lãnh đạo. Thái độ rất kiên quyết của Triệu Quốc Đống làm Ngụy Hiểu Lam có ấn tượng sâu. Ai cũng nói hắn rất bá đạo ở Hoa Lâm nhưng đến Tây Giang thì không thấy hắn biểu hiện gì. Đám người Thiếu Chiêu Quý, Ngô Ứng Cương vẫn được Triệu Quốc Đống sử dụng, điều này làm mọi người thấy hắn không bá đạo như lời đồn. Nhưng cuộc nói chuyện này làm cô cảm thấy khí phách của hắn một cách rõ ràng. Ngụy Hiểu Lam không tiện tiếp tục nói chuyện này, thứ nhất còn chưa tới lúc, thứ hai đây là công việc của Hoắc Vân Đạt. Triệu Quốc Đống nếu tin Hoắc Vân Đạt như vậy, Ngụy Hiểu Lam tin Hoắc Vân Đạt cũng có lo lắng của mình. Cô đổi đề tài mà nói. Bí thư Triệu, ngài nói hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước sẽ tổ chức ở Vĩnh Lương, Ninh Lăng nếu xác định làm điểm tham quan thì sẽ tới đâu? Bây giờ đã có tin cụ thể chưa? Cụ thể thì chưa có, các quận, huyện đang cạnh tranh. Tôi đoán Hoa Lâm có hy vọng, chẳng qua Tây Giang cũng có điểm sáng ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi neo đầu tư xây dựng nhà máy, ví dụ như siêu thị Phúc Mãn Đường, còn mảng nông nghiệp. Như vậy khi nói chuyện với bí thư Kỳ cùng thị trưởng Thư và cũng tự tin hơn. Triệu Quốc Đống nhìn Ngụy Hiểu Lam rồi nói. Mảng chị phụ trách đúng là làm người ta vui mừng, ép. Bí thư Triệu, ngài nói mảng nông nghiệp cũng có thể. Ngụy Hiểu Lam có chút giật mình nói. Tại sao không, chẳng những có mà tôi thấy đáng để làm điểm tham quan. Việc trồng trọt ở thị trấn Thái Ất đã thành quy mô hóa, mà bên Vân Đầu Câu thì cũng là điểm sáng. Tôi cảm thấy nó còn có ý nghĩa hơn là hạng mục công nghiệp. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ riêng mảng nông nghiệp này tôi đã có thứ để nói chuyện với bí thư Kỳ cùng thị trưởng Thư. Hiểu Lam, hơn 2 tháng tới chị nhất định phải cố gắng khiến những nơi kia có sự đột phá. Trong thời gian này Hoắc Vân Đạt đúng là rất bận. Triệu Quốc Đống rất rộng lượng giao quyền lực cho y cũng thấy vui vẻ. Chỉ cần không bỏ vào túi mình, có lợi cho các công ty đang hấp hối, giải quyết được khó khăn cho chính quyền là muốn làm gì cũng được. Từ trước Tết đến nay đã là 1 tháng, Hoắc Vân Đạt còn không có thời gian về nhà. Chẳng qua y cũng có chút xúc động là Triệu Quốc Đống đã đến nói chuyện với Cục Nhân sự, Cục Tài chính để điều vợ y từ Ngân hàng Nông nghiệp Khuê Dương lên Phòng Tài chính Tây Giang. Còn bố trí nhà cho bọn họ. Triệu Quốc Đống đã hạ lệnh không cần biết chính quyền dùng biện pháp gì cũng cần có nhà cho Hoắc Vân Đạt. Vì thế Ngô Ứng Cương cũng tốn không ít sức lực mới làm được. Quy mô phổ biến của các nhà máy thuộc quản lý của Tây Giang là nhỏ, hơn nữa chỉ có vài ngành sản xuất như giấy, máy nông nghiệp, nhà máy nhựa. Đây đều là mấy ngành phát triển những năm 80, nhưng đến bây giờ hiệu quả kinh doanh càng lúc càng kém. Hoắc Vân Đạt trọng điểm phân các nhà máy ra làm vài loại. Ví dụ như nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu Kiện thì còn kinh doanh được chút, Hoắc Vân Đạt cũng tiến hành điều tra 2 nhà máy này. Phát hiện bọn họ có thể nỗ lực duy trì là do tư tưởng lãnh đạo nhà máy khá nhạy bén, có thể kịp thời điều chỉnh sản phẩm, nhưng do thể chế cũng khiến cho 2 nhà máy này không thở nổi. Về phương diện khác thì độ tuổi của nhân viên nhà máy coi như tạm ổn, nhưng nếu kéo dài thêm vài năm công nhân về hưu nhiều lên đó sẽ là gánh nặng đối với nhà máy. Ngoài ra là mấy nhà máy như giấy,
nhựa thì năm nay kém hơn năm trước, cũng là nhà máy gây ô nhiễm môi trường lớn. Ví dụ nhà máy giấy ở gần nội thành, vấn đề xử lý nước thải là ác mộng. Nếu như đóng cửa nhà máy này thì sợ rằng gần 200 công nhân sẽ đến vây quanh cửa chính quyền thị xã, hoặc là đến trụ sở quận ủy, ủy ban quận mà ngồi. Cho nên nhiều năm qua thị xã, Tây Giang chỉ có thể mắt nhắm mắt mở kéo dài. Mấy nhà máy thương nghiệp thì tốt hơn đôi chút, số lượng công nhân không nhiều, hơn nữa cũng có địa điểm tốt nên chỉ riêng tiền cho thuê mặt bằng cũng miễn cưỡng duy trì tiền sinh hoạt cho nhân viên. Chỉ là mấy khu đất của nhà máy nằm trong quy hoạch giải tỏa của thị xã. Mấy trăm công nhân của các nhà máy này cũng là vấn đề khó khăn. Hoắc Vân Đạt định lợi dụng việc khai thác khu thương mại này mà bồi thường và bố trí cho hơn 100 công nhân, người gần đến tuổi sẽ do chính quyền trực tiếp trả lương hưu, tuổi chưa tới thì có thể theo yêu cầu của mọi người là đưa vào công ty, nhà máy khác làm, hoặc là nhận tiền một cục, hoặc do chính quyền trả lương hàng tháng đủ đảm bảo sinh hoạt. Chỉ là cách này có chút khó khăn. Công nhân đã quen nhận tiền cho thuê rồi phát lương tất nhiên không hài lòng với tiền lương hàng tháng chỉ được một phần nhỏ so với trước, đòi giá cao hơn. Theo bọn họ thấy khu đất là thứ để sống, thuộc về bọn họ không thèm để ý đây vốn là tài sản quốc gia. Vân Đạt, anh có nắm chắc không? Triệu Quốc Đống rất kiên nhẫn nghe Hoắc Vân Đạt giới thiệu. Hắn biết cả tháng nay Hoắc Vân Đạt gần như không nghỉ. Mấy lãnh đạo nhà máy, công nhân bình thường đều quen với vị phó chủ tịch Tây Giang phụ trách mảng công nghiệp, thương mại này. Từ sáng đến chiều, Hoắc Vân Đạt gần như ngâm mình trong các nhà máy. Ngoài việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các nhà máy, còn hỏi suy nghĩ của công nhân, đồng thời cũng cẩn thận nói ý đồ của chính quyền với công nhân, muốn để bọn họ hiểu cải cách là không thể thay đổi. Bây giờ không tiến hành thì sau này càng thêm khó khăn. Bí thư Triệu, tình hình nhà máy vừa ủng hộ, lại có mâu thuẫn. Chẳng qua tôi cảm thấy vấn đề đã đưa ra và để cán bộ, công nhân từ từ thích ứng. Đương nhiên muốn mọi người đều hài lòng là không thể, nhất định có người kiên quyết phản đối, nói không chừng sẽ đến trụ sở chính quyền dương oai, việc này quận phải chuẩn bị tâm lý. Hoắc Vân Đạt cười nói. Tôi thực ra lo lắng thái độ trên thị xã và quận. Tôi nghe đồn rằng thị xã có ý kiến khác với việc Tây Giang đẩy mạnh cải cách. Anh nghe ai nói? Là một người quen ở Ủy ban Kinh tế thị xã. Nói Tây Giang là người đầu tiên đi ăn cua, cẩn thận bị cua kẹp chết. Hoắc Vân Đạt cười nói. Bị cua kẹp thì chúng ta sớm chuẩn bị tư tưởng, cải cách không có mâu thuẫn mới lạ. Y còn nói thị xã có ý kiến với việc Tây Giang tiến hành với quy mô lớn như vậy, có thể cảm thấy cách làm của chúng ta không thỏa đáng. Thị xã có cái nhìn. Triệu Quốc Đống nhíu mày, lại là Nghiêm Lập Dân, nhưng hắn nghĩ thì chắc là không phải. Nghiêm Lập Dân nhất định không lộ thái độ vào lúc này. Vậy là ai? Tôi thấy thị trưởng Chu có thể không hiểu kế hoạch cải cách của Tây Giang chúng ta. Nhất là nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu Kiện, y cảm thấy đây là hai nhà máy hàng đầu của thị xã, hiệu quả kinh doanh cũng tốt, sao lại đưa vào đội ngũ cải cách? Hoắc Vân Đạt suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ cải cách đang tiến hành ở giai đoạn đầu trong cả nước, các nơi đều không nhất trí, nhưng có một điểm rõ ràng, ai cải cách trước sẽ chiếm thời cơ, càng kéo dài áp lực càng lớn. Thị trưởng Chu lo lắng tài sản quốc gia tổn thất sao? Hay là cảm thấy không cần cải cách? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Hắn không ngờ Chu Xuân Tú lại nhảy ra đâm hắn. Cuối năm trước hắn đã trao đổi với Chu Xuân Tú về việc cải cách, tên này cũng cho rằng đây là đường ra duy nhất, sao bây giờ lại có thái độ? Quyển 9, chương 28. Hoắc Vân Đạt im lặng không nói gì. Nói thật y cũng không rõ ý của lãnh đạo thị xã. Năm trước khi tổ chức tổng kết thì thị trưởng Chu đã đề cập qua việc này, cũng không có ý kiến phản đối. Nhưng sao bây giờ lại không đồng ý? Hơn nữa hình như không phải một mình thị trưởng Chu có thái độ, nghe nói thị trưởng Thư có vẻ cũng có ý nghĩa như vậy. Mặc dù còn chưa xác định nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm. Bí thư Triệu, tôi thấy ngài nên trao đổi với lãnh đạo thị xã nhiều hơn một chút. Dù sao Tây Giang chúng ta cũng nằm ngay dưới mắt thị xã, động một là động toàn thân. Khó tránh khỏi ảnh hưởng đến công ty của thị xã, thậm chí các công nhân kiện lên thị ủy, ủy ban thị xã là rất bình thường. Điều này cần lãnh đạo thị xã chuẩn bị về tâm lý. Hoắc Vân Đạt rất hàm xúc nói. Ừ, anh nói có lý, tôi sẽ đi tìm Bí thư Triệu và thị trưởng Thư. Bên này anh phải báo cáo nhiều với thị trưởng Chu và thị trưởng Kim. Nhất là thủ tục cải cách của nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiện, phân tích rõ số liệu kinh doanh của hai nhà máy này mấy năm qua. Phải để bọn họ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi cũng phải lên tỉnh mời một số lãnh đạo nói giúp. Trên TV đang đăng tin về hội nghị đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 chính thức bế mạc.
Phó Thủ tướng Hồng chuyển thành Thủ tướng Hồng, ngay sau đó nhân viên Quốc vụ viện cũng đã có. Dương Thiên Minh làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Thái Chánh Dương làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, mà Quý Thành Công cũng chính thức thành Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Có lẽ mình cần lên Bắc Kinh một chuyến. Triệu Quốc Đống nhìn lên TV, hắn cũng lên đến gặp Thái Chánh Dương và Dương Thiên Minh, chỉ là bây giờ có lẽ bọn họ đang rất bận, hắn đến cũng khó có thể gặp mặt. Triệu Quốc Đống bật TV, một hình ảnh quen thuộc hiện lên, Triệu Quốc Đống vội vàng bật lại kênh này. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành phố Thượng Hải Tô Giác Hoa đang có mặt trong nghi thức thành lập của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng ở khu Phổ Giang. Công ty công trình thực vật Thương Lãng được thành lập do sự kết hợp giữa công ty dược Thương Lãng, công ty con của tập đoàn Thương Lãng cùng với Đại học Y khoa Thượng Hải và Đại học Trung y Thượng Hải. Đầu tư giai đoạn 1 là 40 triệu nhân dân tệ, sau khi xây dựng xong thì giá trị hàng năm sẽ đạt 200 triệu, nộp thuế trên 50 triệu. Đài chúng tôi đang ở hiện trường phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thương Lãng Khuất Bình Tiên Sinh. Khuất Bình Tiên Sinh giới thiệu tập đoàn đã tiến hành đàm phán với Đại học Y khoa Thượng Hải và Đại học Trung y Thượng Hải một năm, ba bên nhất trí thành lập công ty công trình thực vật Thương Lãng. Triệu Quốc Đống cười cười. Động tá của Trường Xuyên, Đức Sơn đúng là không chậm. Mới đó mà đã chính thức khởi công xây dựng, không ngờ còn có thể mời Tổng Giám đốc đến, xem ra năng lực của Tập đoàn Thương Lãng đã không nhỏ. Thị xã. Công ty công trình thực vật Thương Lãng đã động công rồi hả? Triệu Quốc Đống gọi điện cho Trường Xuyên. Vâng, ban quản lý khu công nghiệp hy vọng sớm khởi công, kinh tế năm nay có vẻ không tốt, chính quyền hy vọng có hạng mục lớn một chút để phấn chấn lòng người. Trường Xuyên vui vẻ nói. Bọn em cũng yêu cầu ban quản lý ủng hộ về thực chất, nghi thức khởi công phải mời được Bí thư Tô tới, ngoài ra ngân hàng cũng ủng hộ chúng ta. Ừ, anh thấy trên TV rồi. Bí thư Tô tham gia là cơ hội hiếm có, chẳng qua đầu tư 40 triệu có làm khó tập đoàn không? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, 40 triệu không đáng gì mà, chẳng qua năm nay có lẽ kinh tế sẽ đóng băng nên áp lực tài chính rõ ràng hơn. Các công ty đều buộc chặt thắt lưng, đi chậm một chút. Chẳng qua tập đoàn không định đi chậm mà còn phải nhanh hơn. Có thể không dùng tài chính của tập đoàn là tốt nhất, nửa năm tới công ty tài chính Thương Lãng sẽ có nhiều hành động lớn. Ồ, công ty tài chính Thương Lãng đã thành lập sao? Định làm gì? Triệu Quốc Đống sớm biết Triệu Quốc Đống dự định thành lập công ty tài chính, nhưng tòa nhà Thương Lãng còn chưa xây dựng xong đã đi bước thứ hai sao? Chưa ạ, nhưng nhanh thôi. Về phần hành động gì thì anh cũng có thể đoán ra được mà. Chúng ta đã trao đổi đợt Tết mà anh. Trường Xuyên cười nói. Lúc ấy còn phải kéo cả tập đoàn Thiên Phu vào nữa. Nhanh như vậy đã tiến quân vào thị trường bất động sản ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày, Tết đúng là đã trao đổi nhưng hắn nghĩ Trường Xuyên ít nhất phải sang năm 99 mới làm. Anh, ra tay trước mới tốt, nếu chúng ta đã xác định năm 2000 kinh tế sẽ hồi phục thì tại sao không ra tay sớm? Chẳng lẽ chờ mọi người thấy xu thế hết rồi mới ra tay ư? Chỉ sợ khi đó chúng ta gặp nhiều đối thủ hơn, Bồi Ca cũng có ý này, nếu xác định thì ra tay sớm. Xem thấy Địa ốc Thiên Phu cũng định tiến quân vào Bắc Kinh và Thượng Hải. Như vậy Thương Lãng có thể hợp tác với bọn họ ở mảng bất động sản. Trường Xuyên rất kiên quyết nói. Triệu Quốc Đống cũng biết quan niệm của hắn đã ảnh hưởng tới Dương Thiên Bồi, Trường Xuyên, bây giờ đã ảnh hưởng thêm đám người Hứa Minh Viễn. Mặc dù bây giờ còn chưa hiện rõ nhưng bọn họ đều đang chuẩn bị sẵn sàng xuất trận. Bồi Ca quyết định đặt chân ở Thượng Hải. Triệu Quốc Đống không ngờ Dương Thiên Bồi lại quyết đoán như vậy, một khi đã quyết định liền phải lập tức áp dụng. Không những vậy còn ở cả Bắc Kinh, em thấy Bồi Ca rất có tham vọng, lại có Huy Ca giúp, em thấy không lâu nữa tập đoàn Thiên Phu sẽ có thương hiệu ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Trường Xuyên cười nói, muốn bay cả hai cánh sao? Triệu Quốc Đống đang cân nhắc xem tập đoàn Thiên Phu ăn lớn như vậy có nuốt nổi không? Ồ, em thấy Bồi Ca dự định đặt chân trước ở Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng không phải vừa lên đã có động tác lớn. Có lẽ vẫn thực hiện theo cách hiện nay của Địa ốc Thiên Phu là làm sản phẩm cao cấp. Trường Xuyên cảm thấy ông anh mình có chút lo lắng. Bồi Ca vẫn ở Thượng Hải chứ? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Không, anh ấy và Huy Ca đi Bắc Kinh, nghe nói coi trọng hai mảnh đất ở đây. Xem ra bọn họ chuẩn bị ném đá dò đường ở Bắc Kinh, đầu tiên làm một hai cái cho ấm người. Trường Xuyên cười nói. Anh yên tâm, Bồi Ca cùng Huy Ca đều là người lão luyện, còn có Hứa Minh Viễn là cao thủ chuyên nghiệp, anh sợ bọn họ có vấn đề gì sao? Khuất Bình làm phó tổng giám đốc tập đoàn rồi sao? Triệu Quốc Đống không hỏi việc của tập đoàn Thiên Phu nữa.
Đúng như Trường Xuyên nói, có mấy người Dương Thiên Bồi, Kiều Huy thì hắn không nên quá lo lắng. Vậy mảng nước suối thì ai phụ trách? Tạm thời vẫn do Khuất Bình kiêm nhiệm, đợi hết mùa tiêu thụ thì để anh ta rời khỏi mảng này. Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Anh lúc nào dành thời gian sang đây thư giãn một chút? Em thấy anh bây giờ có vẻ rất mệt, Tết mà cũng có tâm sự. Anh còn trẻ, đường còn dài, nếu gặp chuyện không như ý thì đừng làm. Thương Lãng bây giờ càng lúc càng phát triển mạnh, em cũng thấy không thể khống chế nổi. Anh nếu về thì em rất yên tâm. Ha ha, chú cũng biết cách kéo người đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh mặc dù mệt nhưng cũng chỉ là do công việc của mình, không giống chú phải phụ trách cả sự phát triển của tập đoàn. Chú đi đến bước này thì muốn ngừng cũng không được, chỉ có thể kiên trì đi tới. Anh chỉ có thể chỉ đường giúp chú, các vấn đề khác thì không thể giúp nhiều. Nếu thật sự thấy mệt thì anh thấy sau khi Vân Hải tốt nghiệp thì bảo nó sang giúp. Theo tập đoàn không ngừng mở rộng, chú cũng cần nhiều nhân tài, nhất là bây giờ Thương Lãng không giới hạn ở ngành sản xuất nước suối, mảng dược và đầu tư tài chính cũng dần dần có sức nặng, chú cũng phải suy nghĩ ai phụ trách mấy mảng này. Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Anh, em không muốn khuyên anh nữa. Mặc dù em không thấy vị trí của anh bây giờ có thể làm được bao sự nghiệp. Anh nghĩ như vậy là có lý của anh, em chỉ hy vọng anh không nên quá mệt. Anh là cột chống của nhà chúng ta, sự nghiệp không có thì có thể làm lại, nhưng nếu con người suy yếu thì không còn gì nữa. Trường Xuyên, anh biết, cơ thể là tài sản của cách mạng mà, phải kiên trì rèn luyện. Anh thấy chú và Đức Sơn mới cần kiên trì. Xem nào, chờ khi trời ấm lên, công việc cũng giảm đi thì anh xin nghỉ vài hôm. Anh em ta có thể ra nước ngoài thư giãn. Quyển 9, chương 29. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đọc nhật báo Nhân dân. Ngày 19 tháng 3 hội nghị đại hội đại biểu Nhân dân bế mạc, Trung ương đã bắt đầu tiến hành một loạt động tác nhằm vào nền kinh tế. Ngày 21, Trung ương quyết định tiến hành cải cách chế độ tài chính, cũng tiến hành giảm bớt lãi suất ngân hàng. Mặc dù chỉ điều chỉnh nhỏ nhưng nó là một dấu hiệu cho thấy chính phủ phải kiên quyết thực hiện được lời hứa trong hội nghị đại hội đại biểu Nhân dân. Tốc độ phát triển kinh tế không dưới 8%, giá trị nhân dân tệ không được giảm. Ngoài mấy điểm cơ bản trên thì còn yêu cầu trong vòng 3 năm tiến hành cải cách các công ty nhà nước khổng lồ, thành lập chế độ công ty hiện đại, cải cách hệ thống tài chính và cơ cấu chính quyền. Ngoài ra còn có 5 hạng mục cải cách khác, trong đó quan trọng nhất chính là khởi động chế độ nhà ở và cải cách chế độ điều trị y tế. Một loạt động tác này có nghĩa chính phủ đã chính thức bắt đầu phát huy tác dụng, Trung Quốc sẽ nghênh đón 5 năm làm người ta sôi sục. Trung ương có động tác lớn như vậy, thế còn tỉnh? Cụ thể là Ninh Lăng thì hắn nên làm như thế nào? Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà vào cho tỉnh táo. Tin tức Hoắc Vân Đạt đưa về không quá tốt, cười một tiếng nói rõ không ủng hộ cải cách hai nhà máy kia, cho rằng cách này tương đương chính quyền hoàn toàn buông tha quyền khống chế các nhà máy. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ không thể thực hiện được ở Tây Giang. Nhưng y lại ủng hộ tiến hành cải cách các công ty, nhà máy có hiệu quả kinh doanh kém cỏi. Đồng thời yêu cầu Tây Giang phải kiên quyết làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ, công nhân các nhà máy thương mại, dịch vụ. Điểm này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Nếu nói Chu Xuân Tú hoàn toàn chối bỏ việc cải cách của Tây Giang thì hắn có thể chấp nhận. Nhưng Chu Xuân Tú chỉ phản đối hai nhà máy kia, nhưng lại đồng ý cải cách các nhà máy có hiệu quả kinh doanh kém. Đồng thời việc Chu Xuân Tú yêu cầu làm tốt công tác tư tưởng với công nhân mấy nhà máy thương mại, đảm bảo cho việc xây dựng khu thương mại của thị xã diễn ra thuận lợi cũng làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Mảng xây dựng thành thị không do Chu Xuân Tú phụ trách, mà do Phó Thị trưởng Lý Đại Phú phụ trách. Nếu Lý Đại Phú nói như vậy thì Triệu Quốc Đống còn thấy bình thường, nhưng sao bây giờ Chu Xuân Tú lại tích cực như vậy? Chẳng qua thái độ của Chu Xuân Tú mặc dù quan trọng nhưng y không phải là bí thư thị ủy, hơn nữa các nhà máy trực thuộc Tây Giang thì do Triệu Quốc Đống quyết định. Mà bí thư thị ủy và thị trưởng mới có tác dụng quan trọng. Kỳ Dư Hồng sẽ ủng hộ hắn, về lý thuyết thì Tiền Thanh Chí cũng không thể phản đối cải cách các nhà máy. Triệu Quốc Đống đã từng cùng thư chí cao điều tra về việc cải cách các nhà máy, mặc dù không cụ thể đến đâu nhưng hắn cảm thấy tư tưởng cải cách khá thoáng. Nhưng Hà Vi Trạch lại nói thái độ của thư chí cao hơi thay đổi làm Triệu Quốc Đống không thể hiểu nổi. Hắn muốn đi hỏi trực tiếp nhưng trong thời gian này không có cơ hội thích hợp. Nếu nói thư chí cao và Chu Xuân Tú phản đối kế hoạch của hắn thì vấn đề có chút phức tạp. Không chừng đưa ra hội nghị thường vụ thị ủy cãi nhau. Mặc dù Triệu Quốc Đống không sợ nhưng cũng không hy vọng vì việc này mà chậm trễ sự phát triển của Tây Giang. Quốc Đống, cậu ở trên thị xã chứ? Vưu Liên Hương gọi đến. Tôi đang ở quận, có việc gấp.
có chuyện gì vậy chị? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc vì giọng điệu kỳ lạ của Vưu Liên Hương. Vậy cậu tới văn phòng tôi. Vưu Liên Hương không nói là việc gì nhưng Triệu Quốc Đống đoán có lẽ có chuyện rất quan trọng nên nói. Được, tôi lập tức tới. Trên đường đến thị ủy, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ xem là có chuyện gì. Nghĩ mãi hắn chỉ dám chắc đây là việc ảnh hưởng đến hắn và Vưu Liên Hương. Triệu Quốc Đống vào thì thấy vẻ mặt Vưu Liên Hương đang có chút thất thần, đến khi hắn vào thì mới thoáng tỉnh lại. Cô cười cười quyến rũ làm cho cô một người luôn được đánh giá là lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Quốc Đống, ngồi đi. Vưu Liên Hương mặc bộ đồ công sở trông khá đẹp, mặc dù người hơi đẫy đà một chút nhưng phối hợp với bộ váy này cũng làm cô thêm phần quý phái của người phụ nữ thành đạt. Ha ha, Vưu tỷ gọi tôi gấp như vậy, có phải có gì dạy bảo tôi? Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm nhận ra một tia bất ổn trong mắt Vưu Liên Hương. Không có chuyện gì, cậu lâu như vậy sao không về An Đô? Vưu Liên Hương lấy lại bình tĩnh mà nói. Ừ, tôi tính xem nào, đã 2 tuần chưa về. Tôi dự định tuần này sẽ về. Sao, Vưu tỷ có gì muốn tôi mang về sao? Triệu Quốc Đống cầm lấy cốc trà do một nhân viên văn phòng đưa tới rồi nói. Cô gái kia ra ngoài rồi đóng cửa lại, Vưu Liên Hương lúc này mới nghiêm túc nói. Khó trách, Quốc Đống, có thể Ninh Lăng chúng ta sẽ có điều chỉnh nhân sự. Lại điều chỉnh. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Không thể, thị trưởng Thư mới tới, sao có thể động? Vưu Liên Hương nghiêm túc nói việc điều chỉnh nhân sự như vậy thì tất nhiên không phải là các vị thường vụ, chỉ có thể là bí thư thị ủy hoặc thị trưởng. Bí thư Kỳ có thể sẽ đi. Vưu Liên Hương trầm ngâm một chút rồi nói. Đây là tin tôi vừa nhận được từ trên tỉnh. 2 hôm nay Kỳ Dư Hồng đã không thấy đâu. Triệu Quốc Đống gọi điện cho thư ký của y, thư ký nói bí thư Kỳ đang họp trên tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý nhưng không ngờ 2 hôm nay lại biến hóa lớn như vậy. Nhưng hắn nghĩ sau hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, Kỳ Dư Hồng về có tâm trạng khá tốt, có lẽ lúc ấy y đã biết chút ít tin tức. Bây giờ Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nếu Kỳ Dư Hồng đi thì ai thay? Người ngoài tới, Lục Kiếm Dân và Lam Quang vừa từ ngoài đến không lâu, bộ máy Ninh Lăng gần như đã thay đổi một nửa, 2 lãnh đạo chủ yếu đều từ ngoài đến thì sẽ khiến Ninh Lăng có chút mất khống chế. Thư Chí Cao thay thế, đưa một người bản địa lên. Nghiêm Lập Dân, Kim Vĩnh Kiện hay là Lục Kiếm Dân? Thứ nhất Thư Chí Cao đến Ninh Lăng chưa lâu, uy tín chưa đủ, nếu như đề cử một cán bộ địa phương làm thị trưởng thì chỉ sợ sẽ thành thời đại Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy mấy năm trước. Một lúc sau Triệu Quốc Đống mới nói. Bí thư Kỳ đi đâu? Ai đến? Bí thư Kỳ đến Lam Sơn làm bí thư thị ủy, công tác bên thị ủy có thể tạm thời do Thư Chí Cao phụ trách. Vưu Liên Hương đang quan sát vẻ mặt và phản ứng của Triệu Quốc Đống. Mặt Triệu Quốc Đống vẫn luôn âm trầm làm Vưu Liên Hương khó tưởng tượng đây là vị trưởng đồn công an 5 năm trước đây. Tạm thời phụ trách, Triệu Quốc Đống nói. Tạm thời phụ trách có hàm nghĩa phong phú, hơn nữa ai tạm thời phụ trách cũng là một vấn đề. Về lý thuyết Kỳ Dư Hồng đi, Nghiêm Lập Dân tạm thời chủ trì thì hơn phân nửa vị bí thư thị ủy sẽ điều từ ngoài vào. Nó giống lúc trước đây khi Kỳ Dư Hồng chưa tới sẽ do Tương Uẩn Hoa chủ trì mà không phải là Mạch Gia Huy. Nếu như thị trưởng chủ trì công việc, vậy bình thường đều là thị trưởng lên bí thư. Nhưng Thư Chí Cao mới làm thị trưởng chưa đầy nửa năm, làm bí thư thị ủy có vẻ không hợp tình hợp lý. Cho nên Vưu Liên Hương cũng không dám xác định. Ừ, chẳng qua tạm thời chỉ là quá độ, tôi thấy khả năng Thư Chí Cao làm bí thư là rất lớn. Vưu Liên Hương và Thư Chí Cao có quan hệ không tốt. Đây hoàn toàn là vì Kỳ Dư Hồng. Thư Chí Cao, Lục Kiếm Dân đi lại gần, Chu Xuân Tú cũng có vẻ dựa vào Thư Chí Cao, Lam Quang là người không dựa vào ai, Kim Vĩnh Kiệt, Mao Bình lại đoàn kết với nhau. Kỳ Dư Hồng dựa vào Nghiêm Lập Dân, Trương Thiên Phóng và Vưu Liên Hương nên về cơ bản khống chế được phương hướng. Thư Chí Cao cũng ý thức được điểm này nên khá nhẫn nhịn. Nhưng Thư Chí Cao ngoài Kỳ Dư Hồng ra thì không nể mặt ai. Nghiêm Lập Dân biết che giấu. Mà Trương Thiên Phóng lại khá nhũn nhặn, chỉ có Vưu Liên Hương là người có mặt mày rõ ràng. Mấy lần trong hội nghị thường ủy 2 người cũng tranh cãi. Thư Chí Cao nếu làm bí thư thị ủy, Vưu Liên Hương làm trưởng ban thư ký thị ủy sẽ khổ sở. Với tính cách của Vưu Liên Hương thì muốn cô đi lấy lòng Thư Chí Cao cũng là làm khó cô. Quyển 9, chương 30. Vưu tỷ, nếu thị trưởng Thư thành bí thư thì bên chính quyền sợ sẽ biến hóa. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Cậu nói là Nghiêm Lập Dân hay Kim Vĩnh Kiện? Vưu Liên Hương rất nhạy cảm mà nói. Lục Kiếm Dân đến chưa lâu, muốn lên thêm thì khó.
Hơn nữa nếu hai lãnh đạo chủ yếu đều từ ngoài vào sẽ không tiện triển khai công việc, tỉnh phải lo lắng cho tâm trạng cán bộ địa phương. Cá nhân tôi đương nhiên hy vọng Kim Vĩnh Kiệt, chẳng qua khả năng Nghiêm Lập Dân sẽ cao hơn. Nghiêm Lập Dân mặc dù là cán bộ từ ngoài tới nhưng ở Ninh Lăng khá lâu, quen thuộc tình hình Ninh Lăng, hơn nữa lại là phó bí thư, nên có làm thị trưởng cũng là hợp lý. Kim Vĩnh Kiện chỉ là phó thị trưởng thường trực, hơn nữa khi đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực cũng không có biểu hiện đặc biệt. Chẳng qua từ góc độ của Thư Chí Cao thì người này sẽ hy vọng Kim Vĩnh Kiện xây dựng bộ máy với mình. Đương nhiên tất cả phải dựa trên khả năng Thư Chí Cao có thể làm bí thư thị ủy. Vưu Liên Hương nhíu mày, Nghiêm Lập Dân cũng không quan hệ tốt với cô, nếu so sánh thì cô quan hệ với Kim Vĩnh Kiện tốt hơn chút. Vưu tỷ, chẳng lẽ chị không có suy nghĩ sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Chị làm thường vụ ở Ninh Lăng một thời gian rồi, chẳng lẽ cứ mong ở chức này đến già sao? Tôi cũng muốn nhưng đâu có cơ hội tốt như vậy. Mắt Vưu Liên Hương sáng lên mà nói. Quốc Đống, cậu có phải có ý gì không? Tôi có thể có ý gì chứ? Tôi làm thường vụ chưa đầu nửa năm thì có thể làm gì? Đàng hoàng ngồi ở vị trí bây giờ là được, cái khác không nghĩ tới, đồng thời cũng không thể nghĩ tới. Tôi tự biết bản thân mình. Triệu Quốc Đống ra vẻ hồ đồ. Phi, cậu còn ra vẻ hồ đồ với Vưu tỷ này. Tôi hỏi cậu cảm thấy Vưu tỷ nên làm như thế nào? Ngoài cuộc rõ, trong cuộc rối, Vưu Liên Hương cũng biết mình bây giờ là như vậy. Nếu Thư Chí Cao lên chức thì đó là cơ hội. Nghiêm Lập Dân rất có thể lên làm thị trưởng, vậy còn chống vị trí phó bí thư thị ủy. Đương nhiên dù là Trương Thiên Phóng hay Lục Kiếm Dân đều nhìn chằm chằm vào vị trí này. Mặc dù Kim Vĩnh Kiện có thất bại khi tranh chức thị trưởng nhưng cũng khó tránh khỏi nhằm vào vị trí phó bí thư thị ủy. Còn chưa tính khả năng tỉnh ủy sẽ điều cán bộ từ nơi khác đến, đương nhiên khả năng này nhỏ hơn. Vưu tỷ, chẳng lẽ việc này còn cần tôi góp ý sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, xem ra Vưu Liên Hương đã động tâm nên mới rối loạn, vì thế tìm mình đến bàn chuyện. Dù sao hắn nhất định không có cơ hội, đồng thời cũng nói rõ Vưu Liên Hương tin hắn. Vưu tỷ. Đầu tiên xem một chút, chỉ cần không lập tức xác định rõ ai làm bí thư, thị trường thì sẽ có cuộc tranh đoạt rất lớn, đương nhiên có thể thích hợp đánh một chút. Tôi nghĩ chị làm trưởng ban thư ký thị ủy 2 năm nên cũng có con đường. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Đối phương nói đây là nói nhảm nhưng lại là thật. Bây giờ ngay cả bí thư thị ủy là ai còn chưa xác định thì chị hoạt động như thế nào. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nói làm Vưu Liên Hương bị kích thích mạnh. Câu nói con đường kia làm Vưu Liên Hương bắt đầu nôn nóng. Cô đi lên từ ủy ban kỷ luật, theo sát dấu chân của Hùng Chính Lâm. Lúc ở ủy ban kỷ luật thành phố Ando, cô càng ra sức làm việc, có thể nói buông tha thời gian của người phụ nữ và người mẹ, giúp Hùng Chính Lâm làm mấy vụ án lớn. Hùng Chính Lâm cũng không bạc đãi cô từ một cán bộ bình thường được đề bạt lên cấp huyện, cuối cùng làm cô nhảy lên cấp phó giám đốc sở. Mặc dù Ninh Lăng là nơi khá nghèo nhưng có thể lên làm phó giám đốc sở đâu có dễ gì. Vưu Liên Hương phát hiện từ lòng tham vô đáy đã ám chỉ rất chính xác người trong chốn quan trường, kể cả cô trong đó. Khi cô lên làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Ninh Lăng thì đã thấy thỏa mãn. Một nữ cán bộ có thể làm đến chức này thì cả tỉnh cũng không có mấy người. Nhưng đến Ninh Lăng chưa đầy năm, Vưu Liên Hương lại phát hiện mình có tham vọng đi lên. Chức thường vụ thị ủy. Trưởng ban thư ký thị ủy nghe thì oai, nhưng nó chỉ là quản gia. Bí thư thị ủy, phó bí thư đều có thể phân công công việc cho chị phải làm tốt. Các thường vụ nói gì đó với chị cũng cần suy nghĩ, cân nhắc. Công tác phục vụ này rất nhanh làm Vưu Liên Hương nhàm chán. Cô thấy mình thậm chí còn xa không bằng Lam Quang, Triệu Quốc Đống, thậm chí là Mao Bình kia. Ít nhất bọn họ tự mình phụ trách một mảng. Vưu Liên Hương cảm thấy mình sau khi đến Ninh Lăng liền như bị người quên đi. Mặc dù có quan hệ tốt với Kỳ Dư Hồng nhưng Kỳ Dư Hồng không có quyền quyết định vận mệnh của cô. Nếu muốn di động vị trí thì cần có người nói giúp ở trên tỉnh, mà việc này là điểm yếu nhất của cô. Câu nói của Triệu Quốc Đống đã đánh trúng vết sẹo của Vưu Liên Hương. Trong các lãnh đạo tỉnh ủy thì cô cũng không quen mấy. Hùng Chính Lâm nói Triệu Quốc Đống có quan hệ rộng, hơn nữa Thái Chánh Dương cũng coi trọng. Cũng giúp Triệu Quốc Đống bắt quan hệ với trên tỉnh. Vưu Liên Hương tin vào lời này của Hùng Chính Lâm, nếu không Triệu Quốc Đống dựa vào cái gì mà đánh ngã Sử Chí Hòa để lên làm thường vụ thị ủy. Đây là phá vỡ lẽ thường, Vưu Liên Hương biết vì thế đã khiến Kỳ Dư Hồng có một thời gian buồn bực. Cô nếu muốn điều chỉnh vị trí thì sợ là không dựa vào mối quan hệ của Triệu Quốc Đống là không thể, còn phải nghĩ cách để Triệu Quốc Đống giúp cô. Quốc Đống,
Mặc kệ ai đến làm bí thư thị ủy, Vưu tỷ năm nay đã 38, đã đến Ninh Lăng hơn 2 năm, đây là cơ hội nên Vưu tỷ muốn động. Cậu phải giúp Vưu tỷ. Vưu Liên Hương hơi nóng mặt một chút nhưng lúc này cô không để ý quá nhiều. Triệu Quốc Đống và cô có quan hệ mật thiết, cô coi Triệu Quốc Đống là em trai của mình. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười nói. Vưu tỷ, chị thật sự muốn động sao? Sao, cậu cảm thấy Vưu tỷ chỉ có thể ngồi ở vị trí trưởng ban thư ký cả đời sao? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Vưu tỷ, chị biết tôi không có ý đó, chỉ là bây giờ mới có phương hướng, rốt cuộc động như thế nào thì còn chưa rõ. Hơn nữa Vưu tỷ, tôi giúp chị như thế nào? Nếu dựa vào bầu cử mà chọn vị trí thì tôi nhất định bầu cho chị. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, cậu đừng giả vờ với tôi. Chẳng lẽ nói cậu không có quan hệ mật thiết gì với lãnh đạo tỉnh sao? Nếu như lần này tỉnh ủy để thư ký Cao lên, Nghiêm Lập Dân hoặc Kim Vĩnh Kiện lên làm thị trưởng là khá lớn. Như vậy Vưu tỷ cũng muốn nhìn vào vị trí của Nghiêm Lập Dân hoặc Kim Vĩnh Kiện bây giờ. Cậu phải chạy giúp chị. Vưu Liên Hương không hề e ngại mà nói thẳng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói. Vưu tỷ, như vậy đi, tuần này tôi về An Đô hỏi thăm tình hình, xem một chút Ninh Lăng biến đổi như thế nào. Có thể giúp Vưu tỷ thì tôi không từ chối. Vưu tỷ cũng nên hoạt động một chút. Triệu Quốc Đống từ thị ủy đi ra mà vẫn suy nghĩ đôi chút. Thư ký Cao thay đổi thái độ về việc cải cách hai nhà máy của Tây Giang có phải vì nhân sự thị ủy thay đổi. Tây Giang toàn lực cải cách sẽ khiến mâu thuẫn xuất hiện. Khó nói nó có khiến công nhân vây trụ sở thị ủy, ủy ban thị xã không. Trước đó hắn mặc dù đề cập với thư ký Cao cũng đồng ý. Chẳng qua bây giờ thời thế thay đổi, thư ký Cao nếu muốn lên thì sẽ không mong mất ổn định xã hội. Vì thế y mong cải cách ở Tây Giang dừng đến khi điều chỉnh nhân sự trên thị xã xong. Quyển 9, chương 31. Tin tức luôn đến nhanh hơn đường chính thống. Triệu Quốc Đống chưa về An Đô thì người nhanh nhạy ở Ninh Lăng đều biết Kỳ Dư Hồng sẽ điều đi. Thị trưởng thư ký Cao sẽ tạm thời chủ trì công việc. Triệu Quốc Đống cũng đã nhận tin chính xác, sáng thứ hai tuần sau tỉnh ủy sẽ phái người tới Ninh Lăng tuyên bố quyết định này. Đợt điều động này khiến cho rất nhiều người động tâm, ngay cả Vưu Liên Hương cũng vậy dù bình thường cô luôn thể hiện là người không tranh với đời. Điều này cũng khó trách, bỏ qua cơ hội này thì có lẽ chờ vài năm nữa mới có. Triệu Quốc Đống về đến An Đô đã là 9 giờ tối. Đường đang tắc. Hai chiếc xe tải đâm nhau chắn ngang đường khiến các xe khác không thể đi lại. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, xem ra không có 2-3 tiếng thì không thể thoát được. Xe của cảnh sát giao thông cũng bị chặn bên ngoài, mà muốn thông đoạn này thì phải bắt đầu thông từ ngoài. Bí thư Triệu, hay là như vậy, ngài xuống trước, đường này vòng sang bên đường Ngu Sơn nhất định tắc đường, ngài đi về phía trước khoảng 100 mét rồi sẽ sang bên trái sẽ có con đường nhỏ, đường này nhất định không tắc đường. Ngài đến đường Vũ Lâm bắt taxi là có thể vào thành. Bành Trường Quý rất cân đường An Đô, y vừa nhìn cũng biết đường này tắc rất lâu. Đây không phải cảnh sát giao thông không ra sức mà do lượng xe qua quá nhiều, phải sang bên Lê Hoa Viên bên kia thì mới có thể rẽ sang các đường khác. Cũng được, tôi đi dạo một chút cũng được, tôi đã lâu rồi không đi bộ ở An Đô. Lão Bành, anh về cẩn thận một chút, không nên chạy quá nhanh. Triệu Quốc Đống cầm cặp xuống xe. Đi dọc theo ven đường mà xuống cầu. Lúc này trên và dưới cầu toàn ô tô, nhất là xe tỉa càng kéo dài. Phía tây thì nhiều xe con hơn. Triệu Quốc Đống thấy nhiều vị khách trên xe cũng xuống và dự định đi bộ như hắn. Cù Vận Bạch và Văn Ngạn Hoa sang Tây An họp, trên danh nghĩa là học tập kinh nghiệm nhưng chắc là thuận tiện vui chơi một thời gian. Ở Tây An có nhiều điểm vui chơi như Hoa Thanh Trì, Hoa Sơn, Bi Lâm, phải tầm nửa tháng mới có thể về An Đô. Văn Ngạn Hoa đã không thể tranh được chức trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nghe Cù Vận Bạch nói thì Văn Ngạn Hoa cũng không quá suy sụp. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Từ Xuân Nhạn, bảo cô đến đón hắn. Hai chị em Từ Xuân Nhạn đã mua một chiếc xe auto, bây giờ Từ Xuân Nhạn phụ trách tiêu thụ các máy tập, Thu Nhạn quản lý các học viên đến học, làm ăn khá tốt. Triệu Quốc Đống cũng thông qua Kiều Huy cùng Trịnh Kiện mà kéo giúp vài mối làm ăn cho Từ Xuân Nhạn. Dụng cụ tập thể thao trong nhà thi đấu hệ thống ngân hàng An Đô hầu hết đều mua ở chỗ Từ Xuân Nhạn. Từ Thu Nhạn cũng thông minh, mượn quan hệ này mà tiến hành phát triển hội viên trong ngân hàng xây dựng An Đô, kéo được không ít người phụ nữ suốt ngày ngồi trong văn phòng. Kế hoạch Từ Xuân Nhạn đến nơi, Triệu Quốc Đống đã đi trên đường Vũ Lâm vài km, đi đến độ cả người nóng lên. Bây giờ An Đô đang là thiên hạ của Auto, Sarat,
xe riêng tập trung chính vào mấy loại xe này. Triệu Quốc Đống nhìn mãi không thấy xe auto màu trắng của Từ Xuân Nhạn đâu, hắn định bỏ 2 tiếng đi về nhà thì lúc này lại thấy Từ Xuân Nhạn từ từ đi tới. Triệu Quốc Đống lên xe Từ Xuân Nhạn thì thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt mấy. Hắn thấy mắt cô hơi đỏ lên hình như vừa khóc, hắn nghĩ đến vừa nãy khi gọi cho Từ Xuân Nhạn thì có tiếng ồn ào thì hắn đoán nhà cô có việc gì đó. Xuân Nhạn, có chuyện gì phải không? Không có gì, không có gì đâu. Từ Xuân Nhạn lắc đầu nói. Thật mà. Thật sao? Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nhìn cô. Thật mà. Từ Xuân Nhạn có chút giật mình né tránh ánh mắt của hắn. Triệu Quốc Đống không hỏi nữa, bây giờ đang lái xe nên không tiện hỏi dò. Mãi đến khi về nhà, Triệu Quốc Đống mới phát hiện trong nhà có vẻ mới dọn dẹp, còn có cả vệt nước trên sàn. Triệu Quốc Đống ngồi lên ghế, Từ Xuân Nhạn lấy nước cho hắn. Buổi tối Triệu Quốc Đống bình thường đều uống trà xanh cho dễ ngủ. Chị ngồi xuống đi. Triệu Quốc Đống nhìn Từ Xuân Nhạn đang có chút lo lắng liền cười cười vỗ đùi mình. Từ Xuân Nhạn có chút xấu hổ. Mặc dù hai người đã có quan hệ từ lâu nhưng Từ Xuân Nhạn vẫn còn không quá quen với hành vi phóng túng của hắn. Từ Xuân Nhạn đi tới định ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, Triệu Quốc Đống đã lấy tay ôm eo cô vào lòng mình. Cặp mông căng tròn của cô ngồi lên chân Triệu Quốc Đống. Trên khuôn mặt trắng nõn đã đỏ lên vì xấu hổ, hai gò má như thêm một vầng sáng. Tuổi gần như không hề lưu lại dấu vết trên khuôn mặt cô. Triệu Quốc Đống không nhìn được dụi mặt mình vào cổ của cô, mùi hương thơm quanh quẩn trên mũi làm Triệu Quốc Đống xúc động và ham muốn. Còn không chịu nói thật sao? Tay Triệu Quốc Đống khẽ đưa xuống dưới nách Từ Xuân Nhạn. Từ Xuân Nhạn sợ ngứa, chiêu này của Triệu Quốc Đống đúng là hiểm làm cô không thể kiên trì nổi. Quốc Đống, đừng mà, chị nói là được chứ gì? Hừ, nói thật xem có chuyện gì, dám giấu em sao? Triệu Quốc Đống lúc này mới bỏ tay ra. Chẳng qua tay hắn cũng nhân cơ hội kéo khóa bên hông của cô, hai sợi dây váy bắt đầu trôi xuống. Từ Xuân Nhạn nũng nịu nhìn hắn, hôm nay đáng lẽ là giây phút thoải mái nhất nhưng lại bị chuyện buồn phiền làm cô bực mình. Ngón tay Triệu Quốc Đống vuốt dọc theo sống lưng mềm mại của đối phương, rất nhanh tìm trúng mục tiêu mà mở khóa áo lót, sau đó nhanh chóng vòng tay lên trước, đẩy hai chiếc lồng vốn không còn tác dụng bảo vệ lên trên, cặp vú của Từ Xuân Nhạn đã lọt vào tay Triệu Quốc Đống. Giờ phút này Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ đến cảnh hôm trước ở văn phòng của Vưu Liên Hương và thấy cặp vú của cô, không biết nếu nắm vào thì của Từ Xuân Nhạn và Vưu Liên Hương ai tốt hơn. Bị vân về chỗ mẫn cảm của mình, cả người Từ Xuân Nhạn run lên. Cô biết Triệu Quốc Đống thích nhất cặp vú căng tròn của mình, cho nên cô rất chú ý chăm sóc nó, đảm bảo nó luôn căng cứng, không sệ xuống. Thấy vẻ mặt hưng phấn và thỏa mãn của Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn cũng rất thỏa mãn. Cô chỉ cảm thấy ngọn lửa cũng bắt đầu cháy lên trong lòng cô, cả người như có kiến bò. Nói đi, rốt cuộc là có việc gì? Triệu Quốc Đống một bên hưởng thụ một bên hỏi. Không có gì mà, chỉ là em trai và bố mẹ chị đến đây và cãi nhau với Thu Nhạn. Từ Xuân Nhạn dựa đầu vào vai Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống một bên vân vê, một bên từ từ kéo áo len của cô lên, cặp ngực bắt đầu lộ ra. Tại sao? Vì nhà. Từ Xuân Nhạn thở dài một tiếng. Cô thấy ngực hơi lạnh nên rúc sâu vào trong lòng Triệu Quốc Đống. Người nhà em chị lên Ando, vợ chồng nó mới đầu muốn tới chỗ Thu Nhạn làm, nhưng làm không được. Chỗ chị thì tiền lương không cao, hơn nữa chủ yếu thu nhập là hoa hồng, em dâu cảm thấy làm không được nên bọn họ ra ngoài làm thuê và thuê nhà ở ngoài. Chị và Thu Nhạn trả tiền thuê nhà giúp, sau đó cho mấy trăm tiền sinh hoạt. Bố mẹ chị cũng theo bọn họ, nhưng bọn họ cảm thấy thuê nhà không hay. Liền xúi giục bố mẹ chị đến bảo chị ra ngoài thuê nhà, để nhà bọn họ tới đây ở. Thu Nhạn không đồng ý nên cãi nhau. Bố mẹ chị có thể ở lại đây mà. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Chẳng lẽ Từ Xuân Nhạn cảm thấy bố mẹ cô ở đây sẽ không tiện khi hắn về? Bọn họ không muốn ở cùng chị và Thu Nhạn. Từ Xuân Nhạn buồn bã nói. Triệu Quốc Đống cũng sớm biết quan hệ giữa hai chị em Từ Xuân Nhạn và bố mẹ không tốt. Có vẻ như bố mẹ cảm thấy Từ Xuân Nhạn và Thu Nhạn đều ly hôn nên không may. Hàng năm khi chị em Từ Xuân Nhạn gửi tiền về còn phải tươi cười, nhưng hình như bố mẹ các cô cũng không thích các cô. Thấy vẻ mặt của Từ Xuân Nhạn lúc này, Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Đâu có bố mẹ nào như vậy cơ chứ? Không muốn ở cùng chị, lại thấy nhà của chị tốt nên muốn chị giao nhà ra, sau đó chị ra ngoài thuê. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Đây là ý của bố mẹ chị hay vợ chồng em trai chị? Từ Xuân Nhạn cúi đầu không nói.
Bố mẹ và em dâu nói rất khó nghe, nói cô Thu Nhạn đều độc thân, sau này lấy người đàn ông có nhà là được. Từ gia chỉ có một người nối dõi tông đường, căn phòng này coi như hai chị cho em trai lập nghiệp. Nhưng căn nhà này là do chị em Từ Xuân Nhạn từ thuở đến mua. Ngoài mấy chục ngàn triệu quốc đống giúp lúc đầu, còn đâu hai chị em phải mất 2 năm mới mua được. Tuy nói hai chị em không nên tính toán với bố mẹ, nhưng cứ cho không em trai như vậy thì không muốn. Càng làm Thu Nhạn tức giận là em dâu cứ mở miệng nói như thể nhà này là của Từ gia, theo lý phải nhường cho em trai bọn họ. Cho nên hai bên cãi nhau, Thu Nhạn tức giận đập bình hoa. Triệu Quốc Đống cũng có chút buồn bực, xem ra vợ chồng em trai Từ Xuân Nhạn muốn nhằm vào căn nhà này. Tính cách Từ Xuân Nhạn dễ mủi lòng, vợ chồng kia có lẽ thấy Từ Xuân Nhạn dễ nói chuyện nên mới đưa bố mẹ ra. Nhưng không ngờ nhà này lại có phần của Thu Nhạn nên không dễ đạt được. Chị nghĩ sao? Một căn phòng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì không đáng gì, chỉ là Triệu Quốc Đống lo đến suy nghĩ của Từ Xuân Nhạn. Từ Xuân Nhạn không muốn bỏ căn nhà do hai chị em cô vất vả mua được. Chị không biết. Từ Xuân Nhạn bắt đầu khóc, cô ôm sát Triệu Quốc Đống mong có chỗ dựa. Quyển 9, chương 32. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, chuyện này cũng mơ hồ có liên quan tới hắn. Không cần đoán Triệu Quốc Đống cũng biết bố mẹ Từ Xuân Nhạn nhất định lên án vấn đề hôn nhân của chị em cô. Hai người phụ nữ đều ly hôn thì cũng nên sớm lấy người khác cho xong, sao lại có chuyện cứ làm ăn mãi bên ngoài mà không lấy ai. Quan niệm nông thôn khác với thành phố, một người phụ nữ không tìm đàn ông thì sẽ bị lên án lớn. Triệu Quốc Đống rời tay khỏi ngực Từ Xuân Nhạn, hắn kéo áo cô xuống. Hắn không biết nên khuyên Từ Xuân Nhạn như thế nào. Vấn đề này trên thực tế không phức tạp nhưng quan trọng là nằm ở cảm nhận của chị em Từ Xuân Nhạn. Đừng nói một căn phòng, dù là một căn biệt thự Triệu Quốc Đống có thể mua được. Nhưng hắn lại không thể nói thẳng, nếu không chị em Từ Xuân Nhạn sẽ thấy bị tổn thương. Xuân Nhạn, hay là cho bố mẹ chị căn phòng này, dù sao ở đây cũng là nhà cũ rồi. Em trai chị muốn thì cho bọn họ cũng được, coi như giữ lại tình chị em mà. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chị và Thu Nhạn tìm chỗ khác, em có 2 căn ở Khê Bạn Giật Cảnh, tháng 5 sẽ xây dựng xong, mất 2-3 tháng để lắp đặt óc có thể vào ở. Dựa vào cái gì mà phải cho nó? Từ Xuân Nhạn như muốn vùng lên. Từ lúc học cũng là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Khi ấy chị và Thu Nhạn học đều tốt, có thể thi đỗ đại học nhưng nhà khó khăn nên phải đi làm công nhân. Nhưng còn nó cấp 3 thiếu chút nữa không thi đỗ, khó khăn lắm mới xong cấp 3. Là thằng vô tích sự mà luôn sợ chị và Thu Nhạn chiếm gì đó trong nhà. Bây giờ thì hay rồi, chị và Thu Nhạn vất vả mua được căn phòng này, nó lại đòi chiếm là sao? Nhưng đó cũng là em trai chị, hơn nữa bố mẹ chị còn theo y, chị có thể không có trách nhiệm với y nhưng còn bố mẹ. Bố mẹ chị ra mặt thì đó cũng là bố mẹ sinh ra chị nhẫn tâm vì căn phòng này mà trở mặt với bọn họ sao? Triệu Quốc Đống biết tính cách của Từ Xuân Nhạn. Bây giờ thì nói như vậy nhưng cuối cùng nhất định sẽ mềm đi. Thu Nhạn không đồng ý đâu. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn mặc dù không muốn nhưng cũng không quá kiên quyết. Bên Thu Nhạn thì em sẽ nói. Nếu không thì bảo bọn họ chờ khi bên kia xong thì các chị chuyển sang, căn phòng này để cho bố mẹ chị là được mà. Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Từ Xuân Nhạn tốt hơn một chút nên cũng yên tâm. Không, chị sẽ đi thuê nhà, chị không muốn nhận của em nữa. Từ Xuân Nhạn lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Chị nói như vậy tức là không coi em là người đàn ông của chị sao? Em và chị đã như vậy, chị cảm thấy em có thể coi thường chị vì một căn nhà sao? Chị coi Triệu Quốc Đống em quá xấu xa đến thế sao? Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận mà nói. Từ Xuân Nhạn vẫn luôn muốn tránh dựa dẫm về kinh tế với hắn, tránh cho hắn cảm thấy cô tham tiền bạc. Chẳng qua trong mắt Triệu Quốc Đống chưa từng có cảm nhận này. Từ Xuân Nhạn mặc dù nhu nhược một chút nhưng có thể đứng vững trước sự dụ dỗ của Hùng Nhân Quý, chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống tin cô đã không phải người phụ nữ như thế kia. Không, Quốc Đống, chị không có ý đó, chỉ là cảm thấy. Triệu Quốc Đống chặn lên môi cô mà nói. Vậy là đủ rồi, em tin vào tình cảm của chúng ta, chị không nên lo lắng vì mấy việc không đâu, như vậy sẽ làm em không được vui. Một căn phòng đối với em mà nói cũng không đáng gì. Từ Xuân Nhạn nhìn thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống, môi run run. Người đàn ông nhỏ hơn cô 2 tuổi luôn làm cô động tâm, làm Từ Xuân Nhạn không nhịn được muốn dâng hai ân tất cả những gì của mình cho hắn. Được rồi, đừng như vậy nữa. Em không dễ về một chuyến, đừng làm em mất tâm trạng.
Triệu Quốc Đống dịu dàng lau nước mắt cho cô. Từ Xuân Nhạn có chút xấu hổ cúi đầu, cô cảm thấy mông mình như bị một thứ cứng rắn chạm nhẹ vào, ngay cả tất chân và quần lót cũng không ngăn được, làm cô run lên. Hai tay Triệu Quốc Đống lại về vị trí lúc trước. Sau đó tất cả đều theo một quy luật, Từ Xuân Nhạn rất nhanh đã khuất phục trước thế công của hắn, hơn 2 tuần phân biệt cùng với tâm trạng vừa nãy khiến Từ Xuân Nhạn muốn người đàn ông này chà đạp mình. Không chờ Triệu Quốc Đống cởi quần tất và quần lót ra, Từ Xuân Nhạn đã thấy đóa hoa của mình đã lầy lội, cô nhẹ nhàng cởi dây lưng ra cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống khẽ rên lên mà tiến quân vào thảo nguyên. Cặp mông trắng nõn kia lầm Triệu Quốc Đống không muốn buông tay. Vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông căng tròn tạo thành đường cong quyến rũ làm Triệu Quốc Đống không nhịn được nhớ đến những cô gái Nhật Bản trần truồng. Từ Xuân Nhạn chỉ biết mình bị Triệu Quốc Đống ôm từ phòng khách về phòng ngủ, lúc thì nằm ngửa, lúc thì quỳ, lúc nằm nghiêng, không ngừng thay đổi làm cô lơ lửng trên mây. Cô muốn hoàn toàn buông lỏng mình, cô trước vốn có chút xấu hổ thì bây giờ muốn phô bày những gì đẹp nhất cho người yêu. Chẳng qua tiếng điện thoại di động làm cho đôi nam nữ đang si mê trong tình dục tỉnh lạ. Triệu Quốc Đống không muốn nghe, lúc này hắn hy vọng có thể tinh tế thưởng thức từng giây phút khoái cảm mà thôi. Cuối cùng Từ Xuân Nhạn vẫn giãy giụa lấy điện thoại di động cho hắn. Triệu Quốc Đống mở ra thấy là Vưu Liên Hương gọi tới nên đành phải nghe điện. Quốc Đống, sao gọi lâu như vậy mới nghe? Vưu Liên Hương oán trách nói. Ngủ sớm như vậy sao? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy là 11 giờ, đối với ngủ mà nói thì đúng là sớm. Vưu tỷ, hôm nghỉ mà gọi điện có phải có chuyện tốt gì không? Có việc tốt gì chứ? Chỉ là thông báo cậu 2 giờ chiều thứ 2 người của tỉnh ủy đến tuyên bố quyết định, nhân viên 4 bộ máy đều phải tham gia. Vưu Liên Hương tức giận nói. Vẫn là chuyện kia sao? Triệu Quốc Đống lúc này đang nghĩ đến thân hình đẫy đà của Vưu Liên Hương, cặp ngực, mông kia thật to làm hắn không nhịn được vuốt ve Từ Xuân Nhạn. Ừ, không có gì thay đổi nên quy mô không lớn. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng. Sau khi có suy nghĩ kia, Vưu Liên Hương đã tính toán rất nhiều. Ngay cả cô cũng cảm thấy được việc này nhưng không thể tránh khỏi. Em đoán trong thời gian ngắn cục diện này sẽ duy trì một thời gian, mặc dù là thư chí Cao Lên hay người khác tới đều cần kéo một gian. Triệu Quốc Đống lười biếng vuốt ve bộ ngực trước mặt rồi nói. Em đã hỏi thì thấy không có động đậy, có vài điểm không thể chờ nên phải điều động trước. Ví dụ như ở Lam Sơn thì bí thư thị ủy điều tới Kiến Dương, thị trưởng lại tới Hoài Khánh nên bí thư Kỳ phải lập tức tới đó. Cậu nói là sau đây sẽ có điều chỉnh lớn. Vưu Liên Hương vội vàng hỏi, nếu như Ninh Lăng không thể động thì có thể đi nơi khác mà, đó cũng là lựa chọn tốt. Dù sao Ninh Lăng cũng là thị xã gần như xa nhất của tỉnh. Chắc là như vậy, vụ án ở Hoài Khánh liên quan quá rộng, bây giờ mới bắt đầu, chẳng những dính vào không ít cán bộ cấp giám đốc sở, ngay cả cán bộ cấp tỉnh cũng dính vào. Nghe nói người Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã đến chỉ đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy về việc này. Chẳng qua không phải là Hùng ca hình như đang ở tỉnh Quế điều tra vụ án của Phó Chủ tịch Từ Định Tùng. Triệu Quốc Đống từ từ nói. Ừ, chị đã gọi điện cho chủ nhiệm Hùng, ngài vẫn ở Quảng Tây nhưng cũng biết việc này. Cổ Diệu Hoa lật thuyền còn kéo theo 2 phó thị trưởng và 1 trưởng ban thư ký thị ủy. Có thể nói đây là vụ án lớn nhất của tỉnh, bây giờ không phải nói tỉnh đã điều tra xong sao? Sao còn lại có chuyện? Vưu Liên Hương tất nhiên không biết Triệu Quốc Đống vừa gọi điện cho mình vừa chơi gái, nếu không có đánh chết cô cũng không hỏi chi tiết như vậy. Vưu tỷ, xem ra chị cũng biết khá chi tiết, mấy tin kia người trên tỉnh đều biết, vậy mà Ninh Lăng chúng Tex A Xôi lại có phản ứng chậm chạp là sao? Triệu Quốc Đống cảm thấy điểm đỏ hồng của Từ Xuân Nhạn đã bắt đầu cứng lên khi hắn nghịch ngợm, hắn không nhịn được mà xua quân tiến lên. Nghe nói một vị phó thị trưởng được xác định làm phó bí thư thị ủy cũng bị dính vào. Nghe nói là vì việc khác. Lần này dính dáng còn nhiều hơn nữa, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng bị kéo xuống nước giống như là mua quan bán chức, nhận tiền lại không làm tốt công việc. Hả? Vưu Liên Hương nghe vậy mà rất vui mừng. Chỉ cần có nhiều người ngã ngựa là cô có cơ hội, điều này cũng nói rõ tin tức của cô khá bế tắc, nghĩa khác là bị đẩy sang bên bờ, bị tự động quên, căn bản không ai nghĩ đến chị. Quốc Đống, chuyện lớn như vậy sao không có truyền ra? Ừ. Có lẽ tỉnh có lo lắng, trước vốn không định mở rộng nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhúng tay vào nên chỉ sợ chuyện khó có thể hạ nhiệt. Từ Xuân Nhạn xoay người u oán nhìn Triệu Quốc Đống, cơ thể cũng linh hoạt ngồi xuống. Nghĩ đến cặp mông đẫy đà của Vưu Liên Hương, Triệu Quốc Đống càng như bị ngọn lửa dục thiêu đốt. Quốc Đống, vậy cậu có ý định gì không?
Vưu Liên Hương có vẻ nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng rên của một người phụ nữ. Phụ nữ rất mẫn cảm với âm thanh này, cô chỉ là không ngờ Triệu Quốc Đống vừa gọi vừa chơi gái. Tôi, không có, tôi tự biết mình mà nên chỉ có thể mang đuôi làm người. Triệu Quốc Đống một tay bóp vú, một bên rung người lên, giọng nói cũng có chút mập mờ. Vưu tỷ, nếu chị đã động tâm thì thử một lần xem sao. Vưu Liên Hương cẩn thận suy nghĩ đến tiếng rên rỉ kia, cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô đoán được đây là do một người phụ nữ đang hưng phấn cố gắng áp chế tiếng rên. Triệu Quốc Đống đáng chết dám làm loạn như vậy. Vưu Liên Hương có chút tức giận nhưng ngay lập tức lại nghĩ thông. Do mình gọi điện cho hắn cơ mà. Quyển 9, chương 33. Trưởng ban qua, chào ngài. Triệu Quốc Đống đứng ở cửa vội vàng đi lên chào. Tiểu Triệu, tôi có ấn tượng rất sâu về cậu. Qua Tĩnh một bên đi vào trong, một bên nói. Trưởng ban Tương, Tiểu Triệu này thì tôi đã nghe anh nhắc tới vài lần, chẳng qua gặp mặt chính thức là lần đầu. Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh không quá quen, nhưng Qua Tĩnh lại có quan hệ khá tốt với Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa sau khi lên làm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, hai người Qua Tĩnh và Tương Uẩn Hoa trước đó đã có quan hệ, bây giờ không ngờ lại công việc cùng trên tỉnh ủy. Tương Uẩn Hoa nói chuyện khôi hài, tác phong nghiêm cẩn, tuổi lại hơn Qua Tĩnh đôi chút, vì thế Qua Tĩnh rất tôn trọng Tương Uẩn Hoa. Mà Tương Uẩn Hoa cũng tận tâm trong công việc, mọi công việc đều làm tốt, điều này làm Qua Tĩnh có ấn tượng tốt. Tương Uẩn Hoa ra mặt mời, Qua Tĩnh đương nhiên không từ chối. Triệu Quốc Đống vì thế còn mời thêm cả Dương Thiên Bồi mới từ Bắc Kinh về. Chỉ riêng việc chọn địa điểm dùng cơm đã làm Triệu Quốc Đống phí công sức. Hồ Vân Loa, Tương Uẩn Hoa lập tức bác bỏ, Qua Tĩnh khá chú ý ảnh hưởng, nhất là sau khi làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy càng như vậy. Hồ Vân Loa khó tránh làm người ta chú ý, Qua Tĩnh đi đâu chẳng có nhiều người chú ý tới. Cuối cùng do Dương Thiên Bồi đề nghị ở Lan Khê, ở đây có một nhà hàng Đài Loan mới mở chưa lâu, nơi này dựa sát dòng Lan Khê, được đầu tư lớn, quy cách cao. Dương Thiên Bồi cũng đã mời một số lãnh đạo của Cục Đất Đai An Đô tới đây, cảm thấy hoàn cảnh tốt, đồ ăn ngon. Trưởng ban Qua quá khen, trưởng ban Qua làm tôi có cảm tưởng đó là anh tư rực rỡ, đó mới là ấn tượng khắc sâu. Triệu Quốc Đống cười nói, ồ, Tiểu Triệu gặp Qua tôi lúc nào? Qua Tĩnh có chút tò mò nói. 4 năm trước trong hội nghị thương mại đầu tư khu vực Tung Tây. Lúc ấy trưởng ban Qua còn để tóc ngắn, ánh mắt lão luyện. Tôi khi đó còn làm phó chủ nhiệm khu khai phát Giang Khẩu, phụ trách thu hút đầu tư. Triệu Quốc Đống cười nói. Qua Tĩnh cũng cười cười, 4 năm trước y đúng là cắt tóc ngắn, đến bây giờ mới chuyển dài hơn chút. Không ngờ 4 năm trước tên Triệu Quốc Đống đã chú ý tới mình. Không ngờ trưởng ban Qua lại có thể làm cậu có ấn tượng sâu như vậy. Quốc Đống, nếu trưởng ban Qua làm cậu có cảm nhận sâu, vậy cậu thấy trưởng ban Qua bây giờ và trưởng ban Qua trước đây có điểm gì khác nhau? Tương Uẩn Hoa cố ý kéo gần khoảng cách đôi bên nên tìm lý do thích hợp mà nói chuyện. Ha ha, nói thật trưởng ban Qua bây giờ và trưởng ban Qua trước đây không biến hóa mấy, chỉ có tóc khác. Mà trưởng ban Qua bây giờ nhìn trầm ổn hơn trước. Mặc dù biết Triệu Quốc Đống nói có ý lấy lòng, nhưng hắn đã nói chung ý trong lòng Qua Tĩnh, hơn nữa sự thật đúng là như vậy nên Qua Tĩnh cũng hài lòng. Được rồi Tiểu Triệu, tôi thấy mình gọi cậu như trưởng ban Tương. Quốc Đống, cậu đừng khen tôi mà một bà lão đã trên 40 tuổi. Trưởng ban Qua nói đùa rồi, ngài không nghe ngài cả chủ tịch Cam được gọi là nhị kiều của tỉnh ta sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi khi lên Thượng Hải thu hút đầu tư gặp mặt mấy người bạn ở tỉnh Tô thì bọn họ cũng nhắc tới trưởng ban Qua. Ồ, công ty nào vậy? Qua Tĩnh cười nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Giang Tô Trường Liên. Triệu Quốc Đống một bên đi vào một bên nói. Có lẽ Tổng Giám đốc Hứa Tĩnh Giang trong tháng sau sẽ tới Ninh Lăng khảo sát lần cuối. Khu khai phát Ninh Lăng chúng tôi đã ký hiệp định với công ty bọn họ. Nếu không có biến hóa thì công ty này sẽ đầu tư 15 triệu vào khu khai phát Ninh Lăng, xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Trường Liên Ninh Lăng, tháng 5 sẽ chính thức khởi công. Đến lúc đó còn mời trưởng ban Qua đến tham gia. Qua Tĩnh vốn nghĩ đối phương bịa chuyện lấy lòng mình nên hỏi lại một câu, không ngờ lại là như vậy. Hơn nữa đối phương cũng có ánh mắt, còn mời mình tới tham gia lễ khởi công, xem ra đúng là có. Chị không khỏi cười nói. Được. Công ty đầu tiên của quê hương đến quê hương thứ hai của tôi đầu tư, tôi mặc dù không phụ trách mảng này nhưng cũng muốn đến giúp vui. Đến lúc đó Quốc Đống nhớ báo sớm cho tôi biết. Ngay cả Tương Uẩn Hoa cũng phục đầu óc của Triệu Quốc Đống,
thoáng cái đã nói trúng tâm trạng của Qua Tĩnh. Vị này là... Thấy trong phòng còn có một người, Qua Tĩnh có chút buồn bực và nhìn Triệu Quốc Đống. Ồ, trưởng ban Qua, đây là bạn tôi Dương Thiên Bồi, tập đoàn Thiên Phu. Bồi ca, đây là trưởng ban Qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây là trưởng ban tương ban tuyên giáo tỉnh ủy là lão lãnh đạo của em. Ồ, tập đoàn Thiên Phu, tôi biết tập đoàn này. Đó là tập đoàn đứng đầu trong ngành bất động sản và xây dựng của Ando, còn là ngọn cờ đầu trong các công ty tư nhân. Bí thư Ninh cũng từng nhắc tới và đánh giá rất cao tập đoàn Thiên Phu. Qua Tĩnh cười nói. Tôi cũng nghe danh đã lâu. Khi tôi về Nam Kinh đã có bạn hỏi và nói với tôi rằng Mai Giang Minh Châu là khu biệt thự cao cấp đầu tiên của nội địa. Tôi hỏi ra mới biết là do tập đoàn Thiên Phu xây dựng. Trưởng ban Qua quá khen, tập đoàn Thiên Phu cũng là nhờ thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố Ando ủng hộ mà phát triển. Không có đảng ủy, chính quyền ủng hộ Thiên Phu chúng tôi sao có thể đi tới hôm nay. Thiên Phu chúng tôi cũng là dựa vào hy vọng của Bí Thư Ninh mà phát triển tập đoàn, phục vụ xã hội. Dương Thiên Bồi cung kính nói. Qua Tĩnh gật đầu nói. Thiên Phu có xu thế phát triển rất tốt, nếu có thể phát triển thêm nữa, tranh thủ tạo thành thương hiệu trong cả nước thì tôi nghĩ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều vui lòng thấy. Dương Thiên Bồi vội vàng cảm ơn rồi mời mọi người ngồi xuống. Triệu Quốc Đống thấy Qua Tĩnh uống khá được, chẳng qua chị ta không uống rượu trắng. Triệu Quốc Đống bảo mang rượu vang lên, không khí khá hòa hợp. Qua Tĩnh rất hứng thú về quan hệ mật thiết của Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi. Triệu Quốc Đống giới thiệu mình và Dương Thiên Bồi quan hệ từ ở Giang Khẩu, điều này làm Qua Tĩnh và Tương Uẩn Hoa phải thầm than trong lòng. Bồi ca, em nghe nói thời gian trước anh đến Bắc Kinh khảo sát mua đất. Sao, Thiên Phu muốn có căn cứ ở Tử Cấm Thành ư? Thấy tỉnh An Nguyên quá nhỏ sao? Triệu Quốc Đống một bên rót rượu cho Dương Thiên Bồi rồi nói. Quốc Đống, chú đừng nói xấu tập đoàn Thiên Phu của anh trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Chủ trương của Thiên Phu là ở tỉnh ta, chẳng qua Bắc Kinh và Thượng Hải lại là hai cửa sổ chính nhìn ra thế giới của Trung Quốc, không đi tranh thì Thiên Phu sao có thể trưởng thành. Dương Thiên Bồi cười nói. Bắc Kinh đúng là đầm rồng hang hổ, anh đi với thái độ học tập, không dám làm lớn. Ồ, Tổng Giám Đốc Dương thật sự đến đầu tư ở Bắc Kinh sao? Qua Tĩnh có chút tò mò nói. Trưởng ban Qua, không giấu ngài, tôi vừa từ Bắc Kinh về, chủ yếu là xem đất. Tôi ở Bắc Kinh nửa tháng, xem vài mảnh đất, có hai mảnh cũng được, đang đàm phán không biết có vào tay được không. Nếu không vấn đề thì Thiên Phu chúng tôi dự định sẽ khởi công trước tháng 6. Nghe ý của Tổng Giám Đốc Dương thì Thiên Phu còn muốn tiến quân vào Thượng Hải. Qua Tĩnh gật đầu nói. Ừ, điều này là không thể tránh khỏi. Thiên Phu muốn mở rộng ra cả nước. Thành tập đoàn mang tính quốc gia như vậy phải đặt chân ở hai nơi này. Thực ra công ty xây dựng Thiên Phu đã sớm đặt chân ở Thượng Hải. Ngoài xây dựng tòa nhà Thương Lãng thì cũng tiếp nhận vài công trình khác. Ừ, Thiên Phu phải có khí phách như vậy, tôi hy vọng Thiên Phu có thể thành ngọn cờ đầu trong số các công ty tư nhân của tỉnh, vang danh cả nước. Quyển 9, chương 34. Đề tài lại chuyển về chính trị. Qua Tĩnh cũng ý thức được quan hệ của Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi không bình thường cho nên cũng không ngại. Cô nói với vụ án ở Hoài Khánh khiến ba người kia đều phải than thở. Một cổ rượu hoa đã vén tấm màn đen của Hoài Khánh, khiến thị xã này thành nơi không còn lãnh đạo chủ chốt, đây có thể nói là động đất trong quan trường. Khi nói chuyện tới thị trưởng thành phố Lam Sơn điều tới Hoài Khánh làm bí thư thị ủy, Kỳ Dư Hồng điều đến Lam Sơn làm bí thư thị ủy, Qua Tĩnh cũng ám chỉ hỏi Triệu Quốc Đống có suy nghĩ gì không. Triệu Quốc Đống cũng khá biết ý nói rõ mình vừa được đề bạt làm thường vụ thị ủy, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức bí thư quận Tây Giang và khu khai phát Ninh Lăng chưa lâu, mới quen thuộc tình hình nên cũng muốn làm tốt công việc, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Qua Tĩnh khá hài lòng với thái độ này của hắn. Tương Uẩn Hoa cũng bóng gió hỏi ai làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, ở vấn đề này Qua Tĩnh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói tỉnh ủy còn đang cân nhắc, chưa xác định, tất cả đều có thể. Nhưng trong lời nói cũng tỏ vẻ Thư Chí Cao là lựa chọn thích hợp nhất. Ban tổ chức cán bộ và phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng đàn, Yến Nhiên Thiên có vẻ không quá hợp nhau. Qua Tĩnh muốn Thư Chí Cao làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng Yến Nhiên Thiên lại phản đối. Y cho rằng Yến Nhiên Thiên mới làm thị trưởng chưa đầy nửa năm, lập tức lên chức sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của cán bộ, đề nghị tỉnh điều người từ các sở hoặc nơi khác tới làm bí thư thị ủy. Nhưng ban tổ chức cán bộ cũng nói nếu điều người từ ngoài vào phải suy nghĩ cảm nhận của cán bộ địa phương,
hai là cả bí thư và thị trưởng đều từ ngoài vào sẽ không có lợi cho công việc, ảnh hưởng tới sự phát triển của Ninh Lăng. Điều này làm bí thư thị ủy Ninh Lăng khó có thể sinh ra ngay. Thêm cả bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp và chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu đều chưa tỏ rõ thái độ nên chuyện tạm bỏ đó. Tỉnh ủy quyết định thư chí cao tạm thời chủ trì công việc nhưng đây cũng là cơ hội cho thư chí cao. Chỉ cần thư chí cao làm ra thành tích, hoặc có thể tạo quan hệ với Yến Nhiên Thiên, thậm chí được Ninh Pháp đồng ý thì kiêm chức bí thư thị ủy cũng là dễ dàng. Sau khi có vài tin tức này, bữa ăn cũng đến lúc kết thúc. Dương Thiên Bồi cũng ân cần mời Qua Tĩnh nếu có thời gian đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải thì đến chỉ đạo công việc của tập đoàn Thiên Phu, cũng tỏ ý muốn thành lập chi bộ đảng trong tập đoàn. Điều này làm Qua Tĩnh khá hứng thú, nói về nhất định sẽ bố trí người đi điều tra việc này. Sau khi đưa Qua Tĩnh lên xe, ba người thở phào nhẹ nhõm. Tương Uẩn Hoa vui vẻ vỗ vai Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, hôm nay trưởng ban Qua rất cao hứng, được. Trưởng ban Tương, biểu hiện hôm nay của tôi có được không? Ừ, tôi thấy cũng được, trưởng ban Qua rất hài lòng với cuộc gặp hôm nay, có ấn tượng tốt với cậu. Biểu hiện của cậu khá xuất sắc, mà Tổng Giám Đốc Dương đứng bên biểu diễn cũng hay. Ha ha, điều này toàn bộ dựa vào trưởng ban Tương giúp đỡ, nếu không chỉ sợ trưởng ban Qua còn không biết tôi là ai. Triệu Quốc Đống ưỡn lưng rồi nói. Quốc Đống, cậu đừng tự hạ thấp mình, trưởng ban Qua cũng có chút ấn tượng với cậu. Cậu làm rất tốt ở Hoa Lâm, nhất là tuyên truyền khu du lịch Kỳ Lân Quan. Núi Hốt Luân, khi ấy trưởng ban Qua làm trưởng ban tuyên giáo nên rất thưởng thức, cho rằng đây là con đường mới khiến một khu lộ rõ tiềm năng của mình. Đương nhiên khi cậu làm chủ tịch huyện, chuyện dân chúng chặn đường bí thư Ninh Pháp thì trưởng ban Qua cũng nghe thấy. Đây chỉ là ấn tượng mà thôi, hôm nay gặp mặt mới coi như thật sự. Qua Tĩnh là nhân vật rất quan trọng, nhất là khi Dương Thiên Minh điều khỏi tỉnh An Nguyên, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình thiếu một chỗ dựa có trọng lượng ở trên tỉnh. Cam Bình thì sau khi nhờ Vương Phủ Mỹ thì hắn đã có thể một mình mời đối phương đi ăn, sau nhiều lần liên lạc khiến quan hệ phát triển tốt. Nhưng chị ta chỉ là phó chủ tịch tỉnh, không phải đảng viên nên ở vấn đề nhân sự sẽ không có quyền lên tiếng. Hàn Độ có ấn tượng tốt đối với hắn nhưng một là tiếp xúc chưa lâu, hai là do còn Hàn Đông đứng đó nên khó đoán trước. Phó chủ tịch thường trực Tần Hạo Nghiên và thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong thì chỉ có thể miễn cưỡng nói là biết mặt. Mà thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Vĩnh Đào nhờ Hùng Chính Lâm giới thiệu nên hắn cũng đã gặp mặt một lần. Mà phó bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên lại là người phương Bắc, có thể nói không một chút quan hệ gì. Hắn muốn tạo quan hệ thì chỉ dựa vào việc vùi đầu làm việc là không đủ, còn phải có người nói thay hắn. Ninh Pháp là điểm rất quan trọng, mặc dù có quan hệ với Thái Chánh Dương, nhưng Triệu Quốc Đống nói thì hai người này đều ở tầm cao. Thái Chánh Dương không thể không ngừng nói tốt về hắn trước mặt Ninh Pháp. Nhiều lắm chỉ là nói giúp vài câu ở lúc quan trọng mà thôi. Còn đâu bản thân hắn phải tạo trụ cột. Cái gì là trụ cột? Nó quan hệ với công việc thực tế của hắn, cùng với mạng lưới quan hệ. Mà Qua Tĩnh chính là một nhánh rất quan trọng trong đó. Là trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là người tỉnh Tô nên mặc định có sự thân thiết với Ninh Pháp người Thượng Hải. Nếu không cô không thể nào trong thời gian ngắn được Ninh Pháp tán thành mà điều làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Lý lịch của Qua Tĩnh rất phong phú. Nhưng về cơ bản không phụ trách một mảng nhất định. Khi ở Lô Hóa làm thị trưởng có một năm liền điều lên tỉnh ủy, đây là cán bộ đảng điển hình. Nhưng Qua Tĩnh khi ở ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có biểu hiện rất xuất sắc, Quý Thành Công và Ninh Pháp đều đánh giá cô rất cao. Sở dĩ lựa chọn Qua Tĩnh là do Triệu Quốc Đống muốn hiểu rõ tác phong làm việc của Qua Tĩnh. Hắn đã nhắc Dương Thiên Bồi nói ra việc thành lập chi bộ đảng trong công ty, phát huy tác dụng của tổ chức đảng với Qua Tĩnh, theo tình hình thì hiệu quả rất tốt. Qua Tĩnh rất hứng thú. Tổng Giám Đốc Dương, anh nói ra ý kiến thành lập chi bộ đảng ở tập đoàn Thiên Phu là rất chuẩn, trưởng ban Qua rất hứng thú. Không ngờ anh lại nhìn xa ở lĩnh vực này như vậy. Tương Uẩn Hoa cười nói. Ha ha, trưởng ban Tương, ngài là lão lãnh đạo của Quốc Đống thì còn không biết đầu óc của cậu ta sao? Đây không phải ý tưởng của tôi. Tôi mặc dù là đảng viên nhưng nói ra cũng xấu hổ. Mấy năm nay tôi quên mình là một đảng viên. Nhưng theo việc sát nhập vài công ty khiến lượng nhân viên càng lúc càng nhiều, quan hệ càng lúc càng phức tạp. Thân phận đảng viên của tôi như bay biến. Đều là Quốc Đống nhắc tôi đừng quên mình là đảng viên, tôi thế mới nhớ tới. Dương Thiên Bồi cười nói. Tương Uẩn Hoa liền hiểu đây là ý tưởng của Triệu Quốc Đống, đầu óc cậu này đúng là dễ dùng, gãi đúng chỗ ngứa của người khác. Vừa biết nói chuyện vừa biết lĩnh vực. Trưởng ban Tương, ở đây không có người ngoài.
tôi thấy ngài và trưởng ban qua có quan hệ tốt, sao không nhân cơ hội đi xuống? Ba người Triệu Quốc Đống tìm chỗ uống trà rồi nói chuyện. Tôi cũng muốn, trưởng ban qua cũng hỏi ý tôi nhưng Bí Thư Ninh không đồng ý, nói trưởng ban Hàn mới tới, lại có một phó trưởng ban sắp tới tuổi nên tôi không thể rời đi. Tương Uẩn Hoa thở dài một tiếng mà nói, đây là cơ hội, có Qua Tĩnh đứng giữa thì chuyện có thể thành. Nhưng không ngờ Ninh Pháp lại ngăn cản. Việc này cũng không có gì, nó nói rõ Bí Thư Ninh hài lòng với công việc của ngài. Chỉ là tình hình không thích hợp, chỉ là mấy tháng thôi mà. Chỉ cần Bí Thư Ninh tán thành công việc của ngài thì dễ rồi, lại có trưởng ban qua nói giúp thì tôi thấy nó chỉ là sớm hay muộn. Quyển 9, chương 35. Xem sao đã, chỉ mong đừng có trùng hợp như lần này. Tương Uẩn Hoa gật đầu nói. Quốc Đống, tôi đã hỏi Qua Tĩnh về chuyện của cậu. Chị ta cũng không giấu tôi, nói cậu có kinh nghiệm còn thiếu, lần này có lẽ không đến lượt. Mặc dù Bí Thư Ninh có chút ấn tượng với cậu nhưng Phó Bí Thư Tỉnh ủy Yến lại coi trọng kinh nghiệm công tác. Bản thân trưởng ban qua cũng thấy cậu không quá thích hợp, cần phải tích lũy thêm. Ha ha, tôi cũng không hy vọng lần này mình có cơ hội. Tuổi này của tôi mà làm thường vụ thị ủy đã không dễ. Nếu mà tiến thêm nữa thì sợ rằng bao người sẽ nói. Triệu Quốc Đống đoán Tương Uẩn Hoa hiểu lầm ý của mình nên vội vàng giải thích. Tôi chỉ là muốn thông qua ngài làm quen với trưởng ban qua, dù sao trưởng ban qua cũng quản mũ của mọi người, sau này có nhiều lúc cần nhờ mà. Ừ, cậu thấy như vậy là tốt, Qua Tĩnh tóm lại cũng dễ quan hệ, chỉ cần chị ta thấy cậu không có ý đồ, làm tốt công việc, nói chuyện hợp ý là được. Tương Uẩn Hoa gật đầu nói. Triệu Quốc Đống rót trà cho Tương Uẩn Hoa rồi nói. Trưởng ban Tương, chủ tịch Ứng là người như thế nào? Cậu nói về chủ tịch Tỉnh Ứng Đông Lưu, tôi tiếp xúc không nhiều nên khó đoán, chẳng qua xem ra có tác phong làm việc khác Bí Thư Ninh. Đây là người trọng điểm chú ý các việc chi tiết, tôi thấy không chỉ nhấn mạnh phát triển kinh tế, còn rất chú trọng ổn định xã hội. Tương Uẩn Hoa nói rất hàm xúc nhưng Triệu Quốc Đống có thể nghe ra ý nghĩa trong đó. Chú ý vấn đề xã hội, Ứng Đông Lưu xem ra là người không chỉ coi trọng tốc độ phát triển kinh tế, mà còn chú ý nhiều phương diện khác. Bảo sao Thư Chí Cao lại thay đổi thái độ trong việc cải cách của Tây Giang. Ồ, xem ra bên dưới còn phải thích ứng tác phong làm việc của Chủ tịch Tỉnh mới được. Đơn thuần chỉ lo phát triển kinh tế sẽ bỏ qua vấn đề khác, vậy là không được. Thời này đúng là làm quan càng lúc càng khó. Cậu đứng nói chuyện không sợ đau lưng sao? Người khác muốn làm quan phấn đấu bao năm, vậy mà vẫn thành một nhân viên cấp phòng. Tương Uẩn Hoa cười mắng. Chủ tịch Ứng mới đến và cũng cần cùng Bí Thư Ninh xây dựng bộ máy. Tôi thấy hai người bọn họ cần một thời gian quá độ giống lúc trước Chủ tịch Tô và Bí Thư Quý. Tương Uẩn Hoa cũng không thích hoạt động gì mấy sau khi ăn, ba người nói chuyện một lúc, Dương Thiên Bồi liền cho lái xe đưa Tương Uẩn Hoa về nhà, sau đó hai người đến câu lạc bộ sông hơi. Bồi ca, đổi xe rồi ư, xe Audi này được chứ? Dương Thiên Bồi mua xe Audi cũng là do Triệu Quốc Đống đề nghị. Dương Thiên Bồi không chú ý tới xe, theo y nói chỉ cần không ảnh hưởng tới hình ảnh tập đoàn là được. Cũng được, tôi thì không thấy gì nhưng nghe lái xe nói cũng được. Dương Thiên Bồi mệt mỏi nằm trên giường. Hôm qua y vừa từ Bắc Kinh về rồi bận rộn với công việc. Xe cũng như văn phòng vậy, nó đại biểu hình ảnh của tập đoàn. Thiên Phu to như vậy, tổng giám đốc lại đi xe Santana là sao? Em không chủ trương xa xỉ nhưng có những điểm cần chú ý. Triệu Quốc Đống gối tay lên đầu rồi nói. Anh phải học cách thích ứng với xã hội. Đúng thế, anh chỉ là thấy lãng phí. Tập đoàn cũng mua một xe Mercedes, Benz 350 để bên Thượng Hải, nói là lấy hình ảnh. Anh nói thật ra nếu cần hình ảnh thì có thể đến mượn của Trường Xuyên là được mà. Nhưng có chút vẫn phải đồng ý để mua. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Thi thoảng khi đàm phán mới dùng, sử dụng quá ít. Bồi ca, anh có quá keo kiệt không? Ông chủ lớn có hơn tỷ mà không biết xấu hổ đi mượn xe Trường Xuyên. Anh không xấu mặt, nhưng em lại thấy đỏ mặt. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười mà nói. Đây coi như là đầu tư tài sản cố định, không phải dùng một lần mà. Hừ, chú còn không biết xấu hổ mà nói sao? Chú là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, anh đây là tiết kiệm thay chú. Bồi ca, em không có quan hệ gì đó. Cổ đông lớn nhất là bố em, mặc dù có quan hệ bố con nhưng không liên quan tới em mà. Em cũng không quan hệ đến Thiên Phu. Triệu Quốc Đống cười nói. Em ủng hộ anh tiết kiệm nhưng lúc cần dùng phải dùng, giống như bữa ăn hôm nay vậy. Dương Thiên Bồi có chút tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Cậu nói hay nhỉ? Dương Thiên Bồi định nói thêm thì thấy bốn cô gái trẻ tuổi đi vào nên im miệng. Bốn cô gái thành thạo cởi quần áo cho hai người. Chỉ còn lại mỗi quần xịp làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Nhưng thấy Dương Thiên Bồi biểu hiện bình thường nên hắn cũng đành mặc bọn họ. Hai cô gái cũng không hề do dự, trực tiếp cởi quần xịp cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lúc này thấy hơi quá nên định nói. Chẳng qua hai cô gái đã lấy quần đùi rộng mặc cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống như người trong mộng đi theo Dương Thiên Bồi vào phòng tắm bên trong. Hai chiếc thùng gỗ lớn đang bốc hơi nước nồng nặc. Hai cô gái sớm đứng trong nước liền xoa bóp cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã bao giờ được chăm sóc như vậy, chẳng qua hắn nhìn thì thấy Dương Thiên Bồi có vẻ đến nhiều lần nên cũng không quản nhiều. Hai cô gái cũng đã cởi áo ngoài của mình ra, bên trong chỉ còn áo tắm, bên dưới là chiếc quần lót màu trắng, khi nước ngấm vào thậm chí còn lộ mái tóc đen bên dưới. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, nơi này phục vụ hình như hơi quá thì phải. Một nơi sông hơi đã như vậy, không biết mấy nơi kinh doanh vấn đề kia sẽ như thế nào. Hai cô gái không hề có gì là xấu hổ, chăm chú làm việc. Bọn họ bắt đầu từ cổ đến vai, nách, tay, chân, tất cả đều được kỳ sạch cho Triệu Quốc Đống. Ở nơi bí ẩn nhất của người đàn ông, hai cô gái càng chăm chú hơn, đến khi nó ngẩng đậy thì hai cô mới nở nụ cười mà lui ra. Bồi ca, anh muốn kéo em xuống nước ư? Triệu Quốc Đống thấy mấy cô gái cười đùa rời đi thì mới thoải mái dựa lưng vào thành bồn. Hai cô gái vừa nãy làm hắn hỗn loạn, hắn là người đàn ông bình thường thì sao chịu được như vậy, thiếu chút nữa muốn nâng súng tiến lên. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải quân tử nhưng không muốn dính ở mấy nơi này. Sao lại là kéo chú xuống nước? Dương Thiên Bồi cười nói. Đó là do chú nghĩ quá phức tạp mà thôi, mình nghĩ biến thái thì có thể trách ai. Tắm ở đây khác nơi khác, chính là có công tác phục vụ, làm như thế nào thấy tốt nhất thì làm như vậy. Chú đừng nghĩ linh tinh. Bồi ca, anh tin em không phạm sai lầm sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, chẳng lẽ nói chú chưa từng thấy gái? Hay là thằng hơn 20 năm không ăn thịt? Dương Thiên Bồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Đừng giả vờ với anh, cái khác không nói, chú dám nói chú và Tiểu Âu không có vấn đề gì sao? Triệu Quốc Đống á khẩu. Lão cổ đã nói với anh vài lần, nói Tiểu Âu rất quật cường, không biết sao lại mê chú. Thà không lấy chồng cũng muốn theo chú. Anh cũng nói với Tiểu Âu rằng chú không thể làm chồng của nó, nhưng Tiểu Âu nói nó thà làm vợ bé của chú cũng được. Anh nói bây giờ đâu phải thời phong kiến, xã hội chỉ cho phép một vợ một chồng. Dương Thiên Bồi cười hì hì nhìn Triệu Quốc Đống đang không dám nói gì. Tiểu Âu nói pháp luật không cho phép nhưng nó tình nguyện ngủ với chú thì sao? Đảng quản trời quản đất có thể quản chuyện hai người tình nguyện lên giường ngủ sao? Nó lại không có chồng. Cho dù ai điều tra thì nó cắn răng nói không có thì còn có thể bức cung nó sao? Anh phục chú rồi, chú giỏi, có thể mê hoặc Tiểu Âu đến thế. Quyển 9, chương 36. Triệu Quốc Đống không còn gì để nói, tính cách của Tiểu Âu rất ngang bướng, gì cũng dám nói, đã xác định gì là không quay đầu lại. Thấy Triệu Quốc Đống chỉ lắc đầu, Dương Thiên Bồi cười nói. Quốc Đống, cậu đừng nhăn nhó như vậy, người ta mong còn không được cơ mà. Tiểu Âu theo anh thấy thì chú nhất định đã khuyên nhưng không tác dụng. Bồi ca, anh cũng biết em đã nói với Tiểu Âu bao lần rồi nhưng đâu có tác dụng gì. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng mà nói. Em không biết làm sao bây giờ, chỉ mong ngày nào đó cô ấy gặp người thích hợp hơn cả. Nếu Tiểu Âu không chạm vào thì sao? Dương Thiên Bồi hỏi tiếp. Thì em có thể biết làm gì, cô ấy muốn sống như thế nào là tự do của cô ấy, cùng lắm em nuôi cô ấy. Triệu Quốc Đống cắn răng nói. Thế giới bây giờ thay đổi quá nhanh, ai biết 10 năm tới sẽ như thế nào? Hừ, Quốc Đống, cậu nói giỏi nhỉ? Tiểu Âu là con gái có thể cô đơn với chú cả đời sao? Sau này chú lấy vợ thì Tiểu Âu sẽ như thế nào? Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Chú không có ý tưởng nào khác sao? Triệu Quốc Đống có chút cảnh giác mà nhìn Dương Thiên Bồi. Bồi ca, có phải là cổ thúc nói gì với anh? Triệu Quốc Đống tin bản thân Tiểu Âu sẽ không hề nghĩ nhiều như vậy. Ai, lão cổ không phải lo Tiểu Âu cứ tiếp tục như vậy cả đời cũng không phải là cách. Tiểu Âu nếu cứ như vậy thì chú cũng phải có gì đó cho cô bé đó chứ. Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Anh không phải nói tiền hay gì đó. Nhà lão cổ bây giờ đâu thiếu tiền. Hay là sau này Tiểu Âu muốn có con thì chú để Tiểu Âu ra nước ngoài sinh con. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, một lúc lâu sau mới cười khổ một tiếng.
Bồi ca, anh có phải là thay đổi tư tưởng không thế? Anh cảm thấy như vậy được không? Là ý của cổ thúc hay là ý của anh? Dương Thiên Bồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Chú đừng có châm chọc anh, còn không phải do chú tạo nghiệt sao? Anh và lão cổ khuyên Tiểu Âu không có tác dụng, mong Tiểu Âu tìm người khác nhưng có được không? Chuyện nam nữ phải tình nguyện, Tiểu Âu không hứng thú thì anh và lão cổ có thể làm gì? Lão cổ vì thế mà suốt ngày nhăn nhó, anh phải khuyên lão cổ đó. Bồi ca, đừng nghĩ cách đó. Tiểu Âu còn trẻ, chuyện sau này như thế nào thì sao có thể biết trước? Biết đâu mai Tiểu Âu tìm được người thích hợp hơn thì sao? Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Chúng ta đừng nghĩ xa như vậy có được không? Hừ, ai bảo chú làm như vậy chứ? Chú nghĩ xem, Tiểu Âu quá ngang bướng, không biết chơi đến khi nào mới chịu yên. Dương Thiên Bồi nằm vào trong nước rồi thản nhiên nói. Cũng may anh có con trai, nếu gặp chuyện này thì không buồn chết mới lạ. Tiểu Chí năm nay thi đại học phải không? Triệu Quốc Đống nói. Ừ, sang năm, nó bây giờ đang tranh thủ học để thi vào trường tốt một chút. Nhắc tới con trai, tâm trạng Dương Thiên Bồi vui vẻ lên nhiều. Anh có định cho nó ra nước ngoài học không? Triệu Quốc Đống cười nói. Tạm thời thì chưa, xem đã. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Anh bây giờ quá bận, không có thời gian quản nó. Hai người đang nói chuyện thì bốn cô gái kia đi vào mời bọn họ đứng lên ra ngoài massage. Hai cô gái cởi quần cộc ướt ra cho Triệu Quốc Đống, sau đó hai người cầm khăn lau khô người cho hắn, rồi đổi quần khác. Triệu Quốc Đống nằm lên giường theo ý hai cô gái. Một cô bò lên trên khẽ đấm lưng cho hắn, một cô khác thì quỳ gối bên giường bóp chân, tay cho hắn. Hai cô gái khá chuyên nghiệp, Triệu Quốc Đống không chú ý hai cô như thế nào mà đã chìm vào giấc ngủ. Khi Triệu Quốc Đống tỉnh lại thì đã thấy Dương Thiên Bồi mặc quần áo ngủ xem tivi, mấy cô gái kia đã sớm rời đi. Bồi ca, em ngủ bao lâu rồi? Triệu Quốc Đống tỉnh lại mà thấy người rất thoải mái. Ừ, cũng gần 11 giờ rồi. Chú thấy sao? Dương Thiên Bồi cười nói. Được, em mới đầu tưởng rằng đi nhầm chỗ. Triệu Quốc Đống ưỡn người mà nói. Chú muốn làm thì ở đây cũng có đủ loại, có cả gái Nga. Dương Thiên Bồi thản nhiên nói. Bồi ca, anh rơi sâu như vậy sao? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, theo hắn biết Dương Thiên Bồi không dính vào mấy vấn đề này, sao bây giờ nói chuyện lại thành thạo đến vậy? Cút ngay, cái gì là rơi sâu? Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng. Người trong giang hồ mà, nơi này trước anh cũng tới 2-3 lần, sau đó phát hiện nhiều người thích. Anh và Tiểu Huy cũng phải làm hai chiếc thẻ với giá 100 ngàn để mời khách quan trọng tới đây. Chú đừng nói, hừ, đám khách tới đây chơi vui quên trời đất. Hôm nay anh và chú coi như tự tiêu tiền của mình. Xem ra nơi này không đơn giản, có thể đứng vững ở Ando. Ha ha, Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Quy mô lớn như vậy, thủ đoạn kinh doanh như vậy, lại ở nơi đây, không muốn phát triển thì cũng khó. Chủ yếu phải xem duy trì được bao lâu. Người ta dám đầu tư vài chục triệu ở đây thì không sợ xảy ra chuyện. Hơn nữa chủ nơi này khá biết điều, chính thức vào cấp này chỉ là khách có thẻ VIP mà thôi. Chú cho rằng ai cũng có thể tùy tiện tiến vào sao? Không chỉ là tiền đâu. Dương Thiên Bồi cười nói. Càng như vậy thì người muốn đến càng nhiều. Giá không rẻ, hôm nay chúng ta cũng phải mất tầm 5 ngàn. Hả, đắt như vậy. Mặc dù đã sớm chuẩn bị về tư tưởng nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có chút giật mình. Chú nghĩ thùng nước tắm kia là rẻ sao? Nó có đủ loại thuốc quý làm người ta thoải mái đó. Dương Thiên Bồi cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Có lẽ người trẻ tuổi thì không thấy gì nhưng người trung niên thì lại khác hẳn. Dương Thiên Bồi không nói thì Triệu Quốc Đống còn không thấy. Hắn nghe xong thì mới thấy cả người đều dễ chịu. Bồi ca, thứ này có tác dụng thật sao? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Không phải là dụ người phạm tội đó chứ? Vậy là chú nghĩ linh tinh rồi. Ai bảo chú đi làm chuyện phạm pháp? Chú muốn làm gì thì làm, cần làm gì thì làm, câu lạc bộ bên cạnh có đủ mà, từ ca hát, nhảy múa, hát, về phần thứ kia thì chân tay, miệng là của chú, ai có thể ngăn cản. Nói tóm lại chú vào phải tiêu một khoản nhất định, còn về phần khác thì có việc gì ai có thể quản được. Dương Thiên Bồi chớp mắt mà nói. Ha ha, thú vị, chủ nơi này đúng là thú vị. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc xem chủ nơi này dựa vào ai mà có thể mở được nơi này. Khi hai người đi ra, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 11:30. Hắn định về chỗ Từ Xuân Nhạn nhưng đột nhiên nhớ đến lời Dương Thiên Bồi nói.
Đối với Cổ Tiểu Âu thì hắn có vẻ đúng là quá lạnh nhạt, gần như chưa từng chủ động tìm cô, thậm chí cũng không chủ động đi ăn với cô. Dù là Từ Xuân Nhạn hay Trình Nhược Lâm thì hắn cũng không lạnh nhạt đến vậy. Quyển 9, chương 37. Triệu Quốc Đống vừa vào cửa thì đã thấy tiếng ồn ào đập vào mặt, tiếng nhạc chói tai làm hắn không quá thích ứng. Trong sàn nhảy các đôi nam nữ như quái thú, như điên dại nhảy theo điệu nhạc, các DJ không ngừng đẩy âm nhạc lên thật cao. Phần thứ 9 của bài Hà Đông Không Muốn Nói Lời Tạm Biệt không ngừng quanh quẩn khắp sàn nhảy. Một cảm giác từ lâu ập tới làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Hắn nhớ bài hát Hà Đông này là thứ mà Đức Sơn thích nhất, âm thanh với những tiết tấu đầy mê hoặc, mà sàn nhảy cũng phát ra những điệu nhạc làm các đôi nam nữ thanh niên điên cuồng. Triệu Quốc Đống cố gắng làm mắt mình quen với hoàn cảnh và tìm anh. Đây là một trong ba sàn nhảy lớn nhất thành phố Ando, sàn nhảy Thiên Bách Độ. Chẳng qua nơi này cũng nổi tiếng là nơi rất nguy hiểm của thành phố Ando. Đám nam nữ bị rượu bia làm mờ đi lý trí có thể xung đột với nhau ở đây. Gần như hàng năm ở đây đều xảy ra vài vụ án mạng, Thiên Bách Độ cứ đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng, không ngừng chỉnh đốn, không ngừng có vụ việc xảy ra. Tiếng mắng chửi thô lỗ, tiếng gào thét, tiếng kêu đầy phóng đãng hợp thành một bản nhạc quái dị trong đêm. Triệu Quốc Đống không biết đám Cổ Tiểu Âu sao lại tới đây. Khi gọi tới cho Cổ Tiểu Âu, Triệu Quốc Đống chỉ thấy tiếng ồn ào. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã tìm được mục tiêu, nó quá bắt mắt vì có ba cô gái đầy quyến rũ ngồi đó. Mặc dù các cô không nói nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra các cô. Khi Cổ Tiểu Âu hưng phấn ôm vai Triệu Quốc Đống, hắn liền cảm nhận được hôm nay có phiền phức. Vô số ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào hắn. Đám thanh niên 17 đến 20 tuổi ngồi quanh quẩn mấy bàn bên cạnh rất tự nhiên nhìn chằm chằm vào ba cô gái hơn bọn họ 2-3 tuổi. Ba cô uống hết cả chai rượu vang, còn có nhiều chai bia nằm bên dưới. Hai thằng thanh niên đang không ngừng mời rượu mấy cô, nhưng Kiều San ngồi ở giữa lại kiêu ngạo như công chúa, không thèm để ý tới, cứ giơ chén của mình lên uống. Hai tên này có chút buồn bực, có lẽ thấy Triệu Quốc Đống tới nên mới hậm hực cầm chai rời đi. Cũng may tình hình không quá xấu như mình nghĩ, ít nhất còn trong phạm vi khống chế. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm, hắn không quá quen với hoàn cảnh này. Theo hắn thấy nơi này nên là dành cho đám thanh niên dưới 25 tuổi, hắn sao có thể quen với nơi này. Triệu Quốc Đống rất nhanh biết rõ tại sao mấy người tới đây. Hôm nay là sinh nhật của Kiều San, Cổ Tiểu Âu và Đồng Úc chúc mừng cô nên mới chọn nơi này. Sự náo nhiệt của Thiên Bách Độ làm cho con người ta dễ thả lòng. Ba cô gái tuyệt đẹp đấu rượu ở đây khó tránh khỏi bị đám nam giới thiếu bạn gái nhìn chằm chằm. Không ngừng có người đến mời rượu, mời nhảy, gần như các cô không thể né tránh nên mới có nhiều vỏ chai dưới chân như vậy. Triệu Quốc Đống cầm chai bia lên uống một ngụm, hắn đã đuổi được hai thằng đi, chai bia trên bàn nhanh chóng rơi vào bụng hắn. Mà ba cô Cổ Tiểu Âu đang không ngừng cười nói, trêu chọc hắn, nơi này rất nguy hiểm. Nhiệt độ xung quanh đang không ngừng tăng lên, các ánh mắt căm thù nhìn hắn. Nhất là khi Cổ Tiểu Âu thân thiết ôm vai hắn, thậm chí còn cả cặp vú to vào tay hắn, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận ra không khí đang khẩn trương. Nhìn ánh mắt tóe lửa của đám thanh niên, có hai thằng đang đi về phía cửa. Triệu Quốc Đống biết hôm nay muốn bình yên ra khỏi sàn nhảy cũng khá phí công. Hắn đã qua thời kỳ dùng nắm tay mà giải quyết mâu thuẫn, đã đến lúc dùng đầu óc. Xếp Quảng, tối như vậy rồi không làm phiền chứ? Tiếng ồn ào của điện thoại làm Quảng Minh rất buồn bực. Đối phương có vẻ rất quen với mình, giọng cũng quen nhưng trong lúc nhất thời y không nghĩ ra. Alo, xin hỏi ai đó? Tôi không nghe rõ. Quảng Minh mới ra khỏi văn phòng, hôm nay y trực ban. Tôi là Triệu Quốc Đống, sao, quên bạn cũ rồi ư? Quảng Minh có chút giật mình mà nói. Ồ, là cậu ư, đã lâu không gặp, sao hôm nay lại nhớ tới ông anh này thế? Sau buổi ở Lam Loan, Triệu Quốc Đống đã tới cảm ơn đồn công an Nhị Khẩu. Vị phó trưởng đồn Quảng Minh này làm hắn có ấn tượng tốt, sau đó mời cơm mới biết Quảng Minh tốt nghiệp trường cảnh sát Ando, chẳng qua chỉ hơn Triệu Quốc Đống vài khóa. Tính cách Quảng Minh chính trực hơn Khương Bách Toàn khiến y dù có năng lực tốt đến mấy cũng chỉ có thể làm phó. Lãnh đạo đã có ấn tượng anh là người bốc đồng nên khó có thể thay đổi. Chẳng qua sau khi gặp Triệu Quốc Đống làm vận mệnh Quảng Minh thay đổi đôi chút. Sau bữa ăn đó, Quảng Minh và Triệu Quốc Đống coi như làm bạn. Cái khác không nói. Nói tóm lại phân cục trưởng phân cục Hoa Khê Triệu Ứng cũng dần có ấn tượng tốt đối với Quảng Minh. Khi Khương Bách Toàn lên làm phó phân cục trưởng, Quảng Minh cũng đánh bại các đối thủ khác thành trưởng đồn công an.
Khi Triệu Quốc Đống ở Sở Giao thông cũng mời Quảng Minh và Khâu Nguyên Phong đến ăn cơm vài lần, chẳng qua sau đó hắn tới Ninh Lăng nên ít liên lạc. Ha ha, anh Quảng, tôi gặp chút phiền phức trên địa bàn của anh nên gọi tới cầu cứu. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, có gì cậu cứ nói. Quảng Minh ngẩn ra, Triệu Quốc Đống có năng lực như thế nào thì y không rõ. Y chỉ biết bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố Lưu Triệu Quốc có quan hệ mật thiết với hắn, Triệu Ứng để bạt mình không phải vì năng lực của mình. Thời này anh muốn đi tới đâu có dễ, phải có quan hệ. Tôi có cô em gái và hai bạn của nó ở Thiên Bách Độ, tôi cũng ở đây. Có lẽ một nhóm thanh niên muốn gây chuyện, tôi lo có việc nên chưa đi, lại sợ gây phiền phức trên địa bàn của anh cho nên. Bây giờ mặc dù vẫn chưa có chuyện gì nhưng tôi lo bọn chúng sinh sự. Anh bố trí hai người tới giúp chút, đừng xảy ra chuyện là được. Quảng Minh bỏ máy xuống rồi gọi cho cảnh sát trực ban rồi dẫn người lên hai chiếc xe cảnh sát chạy thẳng tới Thiên Bách Độ. Thiên Bách Độ là câu lạc bộ phức tạp nhất trên địa bàn, dù không có việc thì Quảng Minh thi thoảng cũng dẫn người tới. Thứ nhất đề phòng kẻ say gây chuyện, hai là nhắc nhở chủ câu lạc bộ. Quảng Minh dẫn theo cảnh sát xuất hiện ở Thiên Bách Độ, Triệu Quốc Đống mới yên tâm vì không có chuyện nữa. Ba cô Cổ Tiểu Âu có vẻ không ý thức tính nghiêm trọng của vấn đề nên vẫn vui vẻ uống. Mấy tên thanh niên đều đang chuẩn bị gây chuyện vì Triệu Quốc Đống cái tội một mình ôm ba cô gái. Triệu Quốc Đống biết ở tình huống này rất hay xảy ra. Cảnh sát xuất hiện làm nhiều người phải sợ. Khi tình hình chưa cực đoan thì sự xuất hiện của cảnh sát sẽ cứu vãn được tình hình. Nhưng khi đã có xung đột mà anh muốn khống chế thì không dễ. Quyển 9, chương 38. Khi theo xe đến đồn công an, Triệu Quốc Đống không xuống dưới. Ba cô gái đang say rượu ngồi trong xe, hắn không biết nếu mình không tới thì ba cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đương nhiên nói lại, nếu không đến thì ba cô cũng không dám uống nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống ném cho Quảng Minh hai bao Trung Hoa rồi nói. Vất vả các anh em, hôm nào mời cả sếp Triều, đúng, còn cả sếp Khương đi ăn một bữa. Đã lâu không gặp bọn họ. Quảng Minh không thể không thừa nhận con người có cảnh ngộ khác nhau. Đối phương học kém y vài khóa mà bây giờ đã làm bí thư huyện ủy, hơn nữa còn có thể quen biết thân với sếp Triều, thậm chí là bí thư Lưu của Cục Công an thành phố. Xe Audi vững vàng chạy trên đường, Triệu Quốc Đống đúng là có chút hối hận sao lại cao hứng gọi cho Cổ Tiểu Âu để bây giờ phải đưa ba cô gái say xỉn về nhà. Triệu Quốc Đống không biết ba cô uống bao nhiêu, theo hắn biết Cổ Tiểu Âu uống kém nhất, ngược lại Kiều San và Đồng Úc lại uống giỏi. Chẳng qua xem ra tối nay hai cô này cũng uống nhiều. Tiểu Âu, bọn em làm gì mà lại đến đó uống rượu? Triệu Quốc Đống thấy mắt Cổ Tiểu Âu mê đi vì say nên không nhịn được hỏi. Anh, ai cũng nói Thiên Bách Độ có không khí tốt, âm nhạc sôi động, dễ làm người ta vui vẻ. Hôm nay sinh nhật Kiều San nên em cùng Tiểu Úc đến đó ăn mừng một phen. Cổ Tiểu Âu có chút hưng phấn mà nói. Anh, cảnh sát kia có phải bạn anh không? Em thấy anh ta vừa xuất hiện đã khiến đám người xung quanh ngoan ngoãn hẳn lại. Ánh mắt chúng nói chuyện vào em, Kiều San và Đồng Úc, hận không thể lột sạch quần áo bọn em xuống. Hi hi, ai bảo bọn bà và San San ăn mặc quyến rũ như vậy. Đồng Úc ngồi sau xe không nhịn được nghiêng người, Kiều San đúng là đã say, đầu dựa vào bụng Đồng Úc, hai chân mở rộng. Bên dưới váy mặc dù có quần tất nhưng Triệu Quốc Đống lái xe đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy rõ quần lót của cô màu gì. Ai bảo thủ như bà chứ? Mới 22 mà đã mặc như bà già 40 tuổi. Cổ Tiểu Âu đắc ý nói. Tiểu Úc, bà không thấy mấy thằng nhóc đó sao? Tôi trêu bọn họ để bọn chúng không làm gì được, tối về nằm mơ đi. Triệu Quốc Đống lắc đầu không biết nói gì. Cổ Tiểu Âu này không biết sao mà hay nghĩ linh tinh như vậy. Một khi uống rượu vào không thể khống chế được và xảy ra chuyện thì sao? Lúc ấy muốn khóc cũng không được. Vừa vào đến căn nhà của Cổ Tiểu Âu. Cổ Tiểu Âu đã không nhịn được dẫn đầu lao vào WC, nôn không ngừng. Triệu Quốc Đống chưa kịp đỡ Cổ Tiểu Âu lên giường, Kiều San đã nôn. Một tay Triệu Quốc Đống đẩy lên giường, ngay cả giày của cô bé cũng không kịp cởi, hắn đã bế Kiều San chạy vào WC. Cũng may phòng nhà Tiểu Âu không lớn, hắn chạy vài bước đã đưa Kiều San đến WC. Cô bé không ngừng nôn và ho đến độ nước mắt chảy ra. Triệu Quốc Đống thầm than sao tự chuốc khổ vào mình như vậy. Rượu mà không nôn ra sẽ khó chịu cả đêm, tốt hơn hết là nôn sớm. Triệu Quốc Đống dìu Kiều San, một tay vỗ lưng cô giúp cô dễ nôn. Đồng Úc cũng cảm thấy mình không thể chịu được, cô rất buồn nôn. Cô vốn không uống mấy,
nhưng kết quả Cổ Tiểu Âu và Kiều San trêu nên uống vài ly bia, thêm cả việc đấu rượu nên uống vài ly. Cô muốn vào WC nhưng xe cảnh sát đến làm không kịp. Bây giờ nhịn lâu như vậy càng làm cô khó chịu. Cô định về là vào WC ngay, không ngờ nhà Tiểu Âu chỉ có một phòng WC. Tiểu Âu chưa xong thì Kiều San đã nôn, một lúc không ra làm đồng Úc rất khó chịu. Cô kẹp chặt hai chân lại cảm thấy quần mình ướt ướt. Khi cô lảo đảo tiến vào WC, Triệu Quốc Đống còn nghĩ cô muốn nôn nên nói. Tiểu Úc, em thật sự muốn nôn thì có thể nôn vào chậu rửa mặt. Kiều San vừa vào WC thì thấy không thể khống chế được nữa, cô nói với giọng nghẹn ngào. Anh mau ra đi. Sao thế Tiểu Úc, em khó chịu ở đâu ư? Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, hắn thấy đồng Úc không phải giống như buồn nôn, mặt đỏ bừng, hai tay đặt trên cạp váy, hai chân giữ chặt vào nhau trông khá kỳ lạ. Đồng Úc không nhìn được nên muốn khóc. Anh mau ra đi, đưa San San ra, em muốn đi WC, em không nhìn được nữa. Hả? Triệu Quốc Đống thấy đồng Úc như vậy thì đoán có lẽ mất khống chế. Nhưng Kiều San bây giờ đang dựa vào thành bồn cầu mà nôn. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm gì nên thuận tay cầm một chậu nhựa ở sàn đưa cho đồng Úc. Mau, vào đây. Đồng Úc không nhịn được mà khóc nhưng bây giờ không suy nghĩ nhiều. Cô lột quần và quần lót xuống, ngồi xuống mà tiểu. Triệu Quốc Đống há hốc mồm khi thấy cảnh này. Đồng Úc che mặt khóc, cô đúng là không ngờ mình lại gặp cảnh này. Mình không ngờ cởi quần đi WC trước mặt một người đàn ông. Triệu Quốc Đống cũng không biết làm gì vì lần đầu gặp phải. Đồng Úc có lẽ không dám đứng lên kéo quần trước mặt hắn nên chỉ biết ôm mặt ngồi đó khóc. Chẳng lẽ cô không biết bên dưới cứ như thế lộ ra trước mặt hắn sao? Triệu Quốc Đống không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao các cô đều say nên mất khống chế. Hắn liền đi lên đỡ cô dậy, kéo quần của cô lên. Chẳng qua chỉ thoáng nhìn đã làm hắn điên đảo tâm hồn. Khi Triệu Quốc Đống kéo Đồng Úc lên, Đồng Úc xấu hổ đến độ không thể đứng vững. Nhất là khi hắn kéo quần làm cô càng hoảng loạn. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết xử lý sao với việc này. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai Đồng Úc mà an ủi, hắn có thể nói gì chứ? Khi Triệu Quốc Đống bế Kiều San nôn đến độ trời đất quay cuồng lên, Kiều San đã không thể đứng vững. Hôm nay là sinh nhật của cô nên cô được mời nhiều nhất. Uống rượu cùng bia đúng là không hề nhẹ. Triệu Quốc Đống lau mặt cho Kiều San xong, sau đó mới bế cô từ WC ra. Cổ Tiểu Âu đã ngủ, chẳng qua ngủ trông không đẹp mắt chút nào. Váy cô không buồn cởi, giày ném ở đầu giường, tất chỉ cởi được một chiếc, chiếc còn lại vẫn ở đầu gối, cặp đùi trắng nõn lộ ra, quần lót màu tím đỏ ôm chặt vào mông, thậm chí cả khe rãnh kia cũng mơ hồ thấy. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, ngay cả khi đã có quan hệ với Cổ Tiểu Âu nhưng tư thế này của cô cũng làm hắn phải nuốt nước bọt. Cũng may Cổ Tiểu Âu giường ngủ của Cổ Tiểu Âu đủ lớn, ba người chen nhau cũng được. Kiều San và Đồng Úc có lẽ đã ở đây không ít. Triệu Quốc Đống đặt Kiều San lên giường rồi nhìn lại thì thấy Đồng Úc đã cuộn mình thiếp đi trên ghế. Hắn vào phòng đun nước, sau đó vào WC dọn dẹp một chút. Hắn lấy khăn lông lau mặt, cổ cho Cổ Tiểu Âu. Cô đảo người và lẩm bẩm gì đó. Triệu Quốc Đống nâng Tiểu Âu lên, cởi váy của cô, cởi áo len, áo lót ra, sau đó lấy váy ngủ trong tủ ra mặc cho cô rồi nhét cô vào chăn. Tiếng điều hòa ông ông, thấy Kiều San nằm ngửa trên giường, Triệu Quốc Đống liền cởi hết váy. Quần tất của cô, lật cô lại. Kiều San trong mơ màng có lẽ cảm nhận được gì đó. Cô mơ màng biết Triệu Quốc Đống lột sạch quần áo của mình, chỉ còn lại một chiếc quần lót, sau đó mặc váy ngủ cho cô rồi nhét cô vào chăn. Đồng Úc giả vờ ngủ nhưng vẫn tì hí mắt nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm việc khá quen thuộc và không e ngại nhiều. Đồng Úc sớm biết Triệu Quốc Đống và Tiểu Âu có quan hệ nên quen thuộc như thế kia là bình thường. Nhưng còn Kiều San, chẳng lẽ Triệu Quốc Đống và Kiều San cũng có quan hệ kia? Tiểu Úc, Tiểu Úc. Triệu Quốc Đống đến gần làm Đồng Úc sợ đến độ muốn nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn giả vờ đã ngủ. Thấy Đồng Úc không có phản ứng, Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi bế Đồng Úc lên giường, sau đó cởi quần jean của cô xuống. Chiếc quần lót in nhân vật hoạt hình xuất hiện trước mặt hắn. Đồng Úc rất xấu hổ mà muốn lên tiếng. Khi Triệu Quốc Đống cởi áo lót của cô, Đồng Úc càng khẩn trương hơn. Cũng may Triệu Quốc Đống làm nhanh và mặc ngay váy ngủ cho cô. Bố trí xong cho ba cô, hắn tắt đèn phòng ngủ và thở dài một tiếng. Hôm nay đúng là làm hắn đổ mồ hôi, không còn chút sức lực nào. Hắn vào tắm một trận mới thư thái lại. Ở nhà Cổ Tiểu Âu có áo ngủ của hắn nhìn đồng hồ thấy đã 2 giờ liền ngồi trong phòng tìm sách đọc.
Đột nhiên hắn nghe trong phòng có tiếng Cổ Tiểu Âu gọi. Anh, sao thế? Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Em khát. Giọng Cổ Tiểu Âu vẫn mơ màng như trước. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi rót nước ấm đi vào phòng. Dậy uống. Triệu Quốc Đống ngồi xuống cạnh giường nâng Tiểu Âu lên, đặt cốc vào miệng cô. Uống ngụm nước, Tiểu Âu tỉnh táo đôi chút. Cô giữ tay Triệu Quốc Đống rồi nói. Anh đừng đi, ở lại đây đi. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Em bảo anh ngồi thế này cả đêm ư. Cổ Tiểu Âu có vẻ thấy không ổn nên suy nghĩ một chút rồi chen vào trong. Anh nằm đây một lúc. Được rồi, Tiểu San và Tiểu Úc đều nằm ở đây, đừng làm hai cô ấy thức. Triệu Quốc Đống dán miệng vào tai Tiểu Âu mà nói. Không đâu, hai đứa nó uống nhiều hơn em, bây giờ ngủ say mà. Cổ Tiểu Âu bị Triệu Quốc Đống thổi khí nóng vào tai nên người nóng chút. Cô biết hai người Đồng Úc và Kiều San nằm bên mình nhưng không biết sao lại nũng nịu nói. Anh lên đi, không có anh ở bên em không ngủ được. Quyển 9, chương 39. Bị Cổ Tiểu Âu nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng run lên. Tay hắn đưa xuống dưới váy ngủ của cô mà vuốt ve. Cổ Tiểu Âu liền dán sát lên, giữ vai hắn rồi nói. Anh, lên đây, nằm một lát đi mà, để em dựa vào vai anh ngủ. Triệu Quốc Đống cắn chặt răng để chống lại sức hấp dẫn này. Chiếc giường này lớn gần như theo hình vuông. Lúc ấy Triệu Quốc Đống rất khó hiểu sao Cổ Tiểu Âu lại làm giường to như vậy. Cổ Tiểu Âu nói vì cô từ nhỏ ngủ đã hay lăn bên này, lăn bên kia nên đặt giường lớn. Anh lên đi mà, em nhớ anh, em muốn anh. Triệu Quốc Đống gần như không thể chịu nổi nhưng hắn biết lúc này không thích hợp. Hắn khẽ vỗ vỗ khuôn mặt đã nóng lên của cô rồi nhỏ giọng nói. Tiểu Âu ngủ đi, còn nhiều thời gian mà. Cổ Tiểu Âu mặt khao khát cầm tay Triệu Quốc Đống đầy lưu luyến. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của hắn, cô chỉ có thể cắn môi gật đầu. Triệu Quốc Đống ra phòng khách xem tivi một lát rồi nằm trên ghế ngủ. Khi ánh nắng chiếu vào, Triệu Quốc Đống nghiêng người thức dậy. Hắn nhìn thì thấy đã hơn 9 giờ. Hắn vào phòng ngủ thấy ba cô đã dậy nhưng vẫn còn nằm trên giường. Sao ba vị đại tiểu thư chưa dậy vậy? Triệu Quốc Đống rửa mặt xong thấy ba cô vẫn ngồi nói chuyện trên giường liền nhíu mày nói. San San hình như bị cảm, người nóng lên. Cổ Tiểu Âu ngồi lên ưỡn lưng mà nói. Anh đi mua đồ ăn sáng cho bọn em đi mà, được không? Chiếc cổ và nửa bên vai của cô lộ ra đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống, Đồng Úc ở bên thấy thế không nhịn được cười. Tiểu Âu, không được làm như vậy trước mặt người đàn ông khác, như thế dễ hại chết người. Phi, thấy được không sờ được cho thèm chết. Cổ Tiểu Âu yêu kiều cười nói. Anh, có được không, mua đồ ăn sáng cho bọn em. San San bị cảm, anh phải xuống mua thuốc cảm cho cô ấy. Ừ, Tiểu Úc hôm nay cảm thấy không tiện, anh, phiền anh mua cái kia cho cô ấy. Ừ, tốt nhất mua loại dùng cho cả đêm. Đồng Úc xấu hổ đỏ mặt hét dầm lên rồi túm lấy cổ Tiểu Âu. Tiểu Âu, bà muốn chết hả? Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ một tiếng, cô bé này cái gì cũng dám nói. Một buổi sáng thoáng cái trôi qua trong tiếng nói cười của ba cô. Triệu Quốc Đống lần đầu thấy thời gian nhanh như vậy. Mặc dù cổ Tiểu Âu rất hy vọng có thể Triệu Quốc Đống ở lại với mình nhưng Kiều San bị bệnh làm cô mất hết hy vọng. Cô không thể để Kiều San cô đơn một mình ở trong khu nhà tập thể, để Kiều San ở lại đây là thích hợp nhất. Người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên bố chỉ mất 10 phút, miễn chức bí thư thị ủy Ninh Lăng của Kỳ Dư Hồng, bổ nhiệm y làm thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy Lam Sơn. Mà về phần thư chí cao càng đơn giản, y tạm thời chủ trì công việc của thị ủy Ninh Lăng. Tiếp theo Kỳ Dư Hồng nói mấy câu cảm ơn, sau đó là thư chí cao tỏ thái độ. Chẳng qua thư chí cao tỏ thái độ khá khôn khóe, nói trong lúc mình tạm thời chủ trì công việc nhất định sẽ làm tốt, cũng hy vọng tỉnh ủy nhanh chóng bố trí người thích hợp đến chia sẻ trọng trách. Bữa tối tổ chức ở Ninh Uyển, bởi vì đồng chí phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trang Quyên tối còn về An Đô nên bữa tiệc diễn ra vào lúc 5 giờ. Triệu Quốc Đống lần đầu thấy Kỳ Dư Hồng có ý sai, có lẽ y vui vì đến thành phố Lam Sơn, hoặc là cảm thấy không muốn rời nơi đã công tác 4 năm. Tóm lại ai mời Kỳ Dư Hồng đều nhận. Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương đi chậm trong vườn hoa phía sau thị ủy, trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn làm nơi này khá đẹp mắt. Vưu tỷ, xem ra thị trưởng thư có vẻ không đủ tự tin. Triệu Quốc Đống dừng lại một chút rồi cầm viên đá ném mạnh xuống mặt ao phía trước làm bắn tung bọt nước lên. Hiện tượng bề ngoài mà thôi, tỉnh ủy để thị trưởng thư chủ trì công việc cũng là có ám chỉ.
Vưu Liên Hương lắc đầu nói. Nếu ngay cả cơ hội này y không thể nắm bắt thì y cứ tiếp tục ở Ninh Lăng lâu dài đi. Không chắc, tôi nghe Phó Bí Thư tỉnh ủy Yến yêu cầu rất nghiêm đối với việc đề bạt cán bộ. Thị trưởng Thư mới được chọn làm thị trưởng chưa lâu nên sợ khó lọt vào mắt. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Quốc Đống, xem ra lần vừa rồi về An Đô cậu biết không ít. Đúng thế, Bí Thư Yến đúng là có ý kiến, chẳng qua không phải hai ông chủ Ninh, ứng vẫn chưa tỏ vẻ sao. Thái độ của ban tổ chức cán bộ và Bí Thư Yến khác nhau, như vậy phải xem ý kiến của Bí Thư Ninh là chính. Vưu Liên Hương trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cán bộ từ Lam Sơn ra đúng là đang được sủng ái, ngay cả Miên Châu Kiến Dương cũng không bằng. Cậu không thấy bây giờ Bí Thư của Lam Sơn điều tới làm Bí Thư Thị ủy thành phố Kiến Dương, mà thị trưởng điều tới làm Bí Thư Thị ủy Hoài Khánh sao? Cả hai người cao nhất điều đi đúng là không phù hợp so với mọi lần, sao trên tỉnh lại quyết định như vậy? Vưu Liên Hương đang hoạt động. Triệu Quốc Đống biết thứ bảy tuần trước Vưu Liên Hương đã lên An Đô, có lẽ cô đã đi một vòng. Thư Chí Cao là từ Phó Bí Thư Thị ủy Lam Sơn điều tới, bây giờ quyền thị trưởng Lam Sơn trước đó là Phó Thị trưởng thường trực khi Thư Chí Cao còn ở đây. Như vậy xem ra khả năng Thư Chí Cao có thể lên không phải không có. Triệu Quốc Đống nghĩ mà có chút đau đầu, nhưng hắn nghĩ thì thấy dù ai làm bí thư cũng quan hệ gì với hắn. Duy nhất làm người ta đau đầu là cải cách của các công ty ở Tây Giang. Thái độ của lãnh đạo khá mập mờ, mong ổn định, điều này đúng là làm khó cấp dưới. Triệu Quốc Đống đã quyết định đẩy mạnh, Chu Xuân Tú không phải yêu cầu cải cách mấy công ty thương mại sao? Triệu Quốc Đống biết người được giới thiệu đến khai thác cải tạo thành cũ Ninh Lăng là do Chu Xuân Tú giới thiệu, chẳng qua việc này cũng không vấn đề gì. Chỉ cần đưa ra giá bồi thường hợp lý thì ổn. Còn công nhân các nhà máy thì chính quyền Tây Giang có năng lực làm tốt công việc. Còn nhà máy Tiêu Kiện và nhà máy Ngũ Kim thì còn cần Triệu Quốc Đống đi nói chuyện với Thư Chí Cao. Vưu tỷ, việc cải cách các nhà máy trong quận có lẽ có chút phiền phức. Tôi đoán thị trưởng Thư bây giờ đang mong được ổn định, không muốn có động tác quá lớn. Nhưng quận lại không thể kéo dài, mấy nhà máy đã vào giai đoạn đàm phán cuối cùng, nhất là nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim là đầu tàu. Nếu hai nhà máy này thuận lợi cải cách, Tây Giang năm nay sẽ nghênh đón cục diện rất tốt đẹp. Triệu Quốc Đống biết chuyện không thể kéo dài nên phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu đưa chuyện ra hội nghị thường ủy thì Vưu tỷ phải nói giúp đó. Quốc Đống, cậu không nên làm vào lúc này có được không? Cậu không biết Thư Chí Cao lúc này không muốn thấy vấn đề đó. Cậu có phải cố ý đối đầu với y không? Biết làm sao được Vưu tỷ, đây là cưỡi hổ khó xuống, không được bỏ nửa chừng nếu không sau này cải cách thì càng khó khăn. Cho nên đừng nói là đổi bí thư, dù đổi cả bộ máy thì chỉ cần không đổi tôi, việc này nhất định phải làm. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Thị ủy đẩy Tây Giang cho tôi cuối cùng không thể ngồi im 2 năm rồi giao ra chứ. Chậm chút không được sao. Vưu Liên Hương cũng có chút khó xử. Cô vốn đã mâu thuẫn với Thư Chí Cao, bây giờ còn lên tiếng ủng hộ Triệu Quốc Đống thì sợ sao càng lúc càng khó hỏa hoãn. Có thể được thì tôi còn phải gấp cải cách như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Được, tốt nhất cậu có thể được Chu Xuân Tú và Kim Vĩnh Kiện ủng hộ thì đỡ hơn. Chẳng qua Quốc Đống, tôi thấy nên để tạm đó. Thư Chí Cao sợ không đồng ý. Nếu cậu tự tiện làm thì khi xảy ra chuyện thì cậu phải chịu trách nhiệm. Hai người kia thì tôi sẽ làm, chẳng qua đúng như chị nói chỉ sợ lúc này không ai muốn giúp tôi. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình. Ở ngay dưới mắt thị ủy. Ủy ban thị xã thì luôn được lãnh đạo quan tâm. Được rồi, cậu đừng tự châm biếm nữa, ai bảo cậu vượt qua cửa kia. Vưu Liên Hương cười nói. Tốt nhất có thể đả thông chính Thư Chí Cao thì mọi việc sẽ xong. Triệu Quốc Đống đứng lại rồi nghiêm túc nói. Mặc kệ thị trưởng Thư có đồng ý hay không thì tôi vẫn phải làm theo kế hoạch. Nếu vì nguyên nhân này mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ gánh chịu. Quyển 9, chương 40. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh xoay xoay cây bút trong tay mà nghe Lăng Tiêu nói. Ở tình hình hiện nay thì rốt cuộc có thích hợp hay không, tôi cảm thấy đáng để nghiên cứu. Tôi hiểu ý của Bí Thư Triệu, Tây Giang trì trệ đã lâu, Bí Thư Triệu hy vọng nhanh chóng khởi động quá trình cải cách, đẩy mạnh kinh tế Tây Giang hồi phục. Ý tưởng này thì tốt nhưng chúng ta phải xem thời cơ đã chín hay chưa. Thời cơ không chỉ dựa vào nội bộ các công ty, nhà máy, còn cần phải suy nghĩ các nhân tố khác như chính sách của Trung ương. Cùng với đặc thù của thị xã Ninh Lăng chúng ta. Căn cứ tôi biết thì Trung ương đang đề nghị chỉnh đốn việc đề xuất cải cách các công ty vừa và nhỏ,
yêu cầu căn cứ tình hình thực tế của các xí nghiệp mà xác định phương thức cải cách. Còn nếu chỉ nghĩ đẩy xí nghiệp ra ngoài, giúp chính quyền thoát gánh nặng là không chính xác. Lăng Tiêu nói chuyện rất sắc bén. Tôi đã nghiên cứu qua về mấy xí nghiệp, nhà máy ở Tây Giang chúng ta. Vấn đề như nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim đang làm ăn tốt, sao cần cải cách? Đây là một vấn đề khác là MBO không phải không thể, nhưng nhân viên quản lý nhận cổ phần thì tôi thấy cần bàn, có phải là cứ làm quản lý sẽ được phần hơn? Như vậy có ảnh hưởng tới tính tích cực của nhân viên không? Mà cổ phần hóa có khiến tài sản quốc gia mất đi không? Mấy vấn đề này đã làm rõ chưa? Tôi cảm thấy Ủy ban kỷ luật nên điều tra làm rõ ở mấy vấn đề này, đảm bảo không khiến tài sản quốc gia bị thất thoát. Không thể không nói Lăng Tiêu này nói chuyện khá có trình độ. Ít nhất nói ra chỗ thiếu sót của cách MBO này, làm người ta thấy nó có mạo hiểm. Triệu Quốc Đống không lo Lăng Tiêu đặt câu hỏi, ngược lại khi Lăng Tiêu đặt câu hỏi thì có thể thấy trong hội nghị thường vụ thị ủy mình sẽ bị chất vấn lớn hơn nữa. Nhưng người này nói chuyện đúng là có tính mê hoặc cao, hai nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim đều có hiệu quả kinh doanh tốt, sao nhất định phải bán, hoặc là nói cải cách. Hội nghị trở nên yên tĩnh, các thường vụ đều ra vẻ suy nghĩ. Mọi người cần nói gì thì mời nói ra, có ý kiến, nghi ngờ gì cũng xin nói thẳng. Chúng ta chỉ cần không vì lợi ích cá nhân thì tranh luận là bình thường. Tăng Lệnh Thuần thấy hội nghị hơi im lặng liền nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Nói ra trong hội nghị là việc tốt, chứ nói sau chính là đi ngược kỷ luật tổ chức. Tôi xin nói một chút, vừa nãy Bí Thư Lăng nói tôi thấy có lý. Hai nhà máy kia có hiệu quả kinh doanh khả quan, mặc dù hai năm nay có một chút khó khăn nhưng dưới sự cố gắng của toàn bộ nhân viên nhà máy thì năm ngoái vẫn làm ăn có lãi. Ở điểm này Bí Thư Lăng đưa ra ý kiến không cần cải cách, bên ủy ban có phải nên bàn lại hay không? Vương Ích Sa sầm mặt nói. Tôi không phải chuyên gia kinh tế nhưng vẫn đọc tài liệu về phương thức MBO, thấy phương thức này áp dụng khi cải cách công ty nhà nước chưa nhiều. Đúng như Bí Thư Lăng nói, hai nhà máy này có hiệu quả kinh doanh tốt có phải do nhân viên quản lý lầm ra? Xác định số cổ phần thì phải dựa theo pháp luật, không thể nói trống rỗng, hoặc nói khách quan một chút anh thấy ai có cống hiến nhiều cho nhà máy thì sẽ thưởng cổ phần, như vậy là không thích hợp. Quy mô hai nhà máy này không nhỏ, liên quan ít nhất vài triệu, với thu nhập của nhân viên quản lý, bọn họ sao có thể mua nổi? Vấn đề tài chính có thể có chuyện không? Tôi thấy nếu như nguồn gốc tài chính không vấn đề gì thì chỉ có thể là vay. Nếu nói là vay, bọn họ thành cổ đông lớn có thể chuyển khoản vay sang nhà máy không? Tôi thấy khả năng này rất lớn. Nếu vì như vậy mà nhà máy hoạt động không tốt thì nó càng là gánh nặng cho chính quyền. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống đề cử Lạc Dục Thành làm phó bí thư quận ủy, quan hệ giữa Vương Ích và Triệu Quốc Đống đã không còn hòa thuận nữa. Triệu Quốc Đống đề cử Lạc Dục Thành làm Vương Ích rất phản cảm. Chẳng qua Tăng Lệnh Thuần vùi đầu làm việc nên Vương Ích biết mình phải nhịn. Đến khi Lăng Tiêu thay Lôi Bằng thì mới có chút biến hóa. Vị phó bí thư này có vẻ rất tích cực, hơn nữa không e ngại nhiều như các vị thường vụ quận ủy khác, nói chuyện thẳng thắn. Hơn nữa cũng không hề lùi bước trước việc Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy. Hai người dần trở nên mật thiết, đồng thời Lăng Tiêu cũng có quan hệ tốt với Tăng Lệnh Thuần, điều này càng làm Vương Ích cảm thấy Lăng Tiêu có năng lực. Hai người Vương Ích và Lăng Tiêu cũng thường xuyên nói ra quan điểm của mình về việc Triệu Quốc Đống không ngừng đòi cải cách các nhà máy với Tăng Lệnh Thuần. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến cái nhìn của Tăng Lệnh Thuần. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được thời gian vừa rồi mình chỉ chú ý tới biến hóa trên thị xã cùng với hội nghị công tác phát triển kinh tế của tỉnh thị huyện đã bắt đầu có biến. Làm Triệu Quốc Đống không ngờ nhất là Lăng Tiêu và Vương Ích có thể kéo gần Tăng Lệnh Thuần lại. Tăng Lệnh Thuần vốn có quan hệ cũng khá được với hắn. Mặc dù trong công việc có vài điểm không nhất trí nhưng tổng thể mà nói Tăng Lệnh Thuần khá ủng hộ Triệu Quốc Đống. Nhưng từ thái độ trong lần trước khi Tăng Lệnh Thuần chủ trì hội nghị nghiên cứu công tác của toàn quận đã làm Triệu Quốc Đống cảm thấy có biến hóa. Triệu Quốc Đống không phải là thấy thái độ Tăng Lệnh Thuần có biến hóa về căn bản, mà là Tăng Lệnh Thuần coi trọng ý kiến và thái độ của Lăng Tiêu và Vương Ích, đây là biến hóa khá vi diệu. Người chủ trì khi lên tiếng vào lúc nào sẽ thể hiện khuynh hướng của người đó. Nếu nói ngoài hắn là bí thư ra, trong hội nghị thường ủy nếu ba vị phó bí thư đều phản đối hắn, như vậy hắn không làm tròn trách nhiệm của bí thư quận ủy. Mấy vị đồng chí có ý kiến gì khác đều có thể nói. Tăng Lệnh Thuần nhẹ nhàng nói. Quế Toàn Hữu đã lên tiếng, Tiếu Chiêu Quý và Bành Nguyên Hậu cũng có ý kiến. Dù sao ở vấn đề kinh tế thì không liên quan mấy tới bọn họ. Lạc Dục Thành không quá quen vấn đề này. Về phần Hạ Đồng thì thường sẽ theo dòng phương hướng chính. Chủ tịch Tăng,
tôi muốn phát biểu ý kiến của mình. Ngụy Hiểu Lam đặt bút lên sổ rồi nói. Ồ, được, Hiểu Lam nói đi. Tằng Lệnh Thuần có ấn tượng phong phú với Ngụy Hiểu Lam. Mặc dù không thể nói là quan hệ mật thiết nhưng Tằng Lệnh Thuần khá coi trọng năng lực làm việc của Ngụy Hiểu Lam. Tôi thấy vừa rồi Bí thư Triệu nói rất đúng đáng để chúng ta suy nghĩ. Nghiên cứu công việc cần nghiên cứu tình thế. Ngụy Hiểu Lam thản nhiên nói. Tại sao phải nghiên cứu tình thế? Chúng ta bây giờ ở tình thế gì? Nghiên cứu tình thế, chúng ta mới có thể xác định rõ vị trí lịch sử của Tây Giang, qua đó làm điểm dựa đáng tin cậy khi đưa ra quyết định và triển khai công việc. Dựa vào tình thế chính là các hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng tới công việc, mà nghiên cứu công việc nhất định cần nghiên cứu tình thế. Tây Giang chúng ta đang ở tình thế gì? Đại hội Đảng 15 đã chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển 5 năm tới của chúng ta, vậy 5 năm tới chúng ta cần nắm bắt gì? Nói rốt cuộc là nắm bắt công việc trọng tâm đó là phát triển kinh tế. Lại xem tình hình Tây Giang chúng ta, sản xuất công nghiệp mấy năm liền trì trệ, tăng trưởng gần như không có, đây là do trụ cột của chúng ta không tốt. Không phải, mọi người đều biết Tây Giang kế thừa trụ cột của quận Ninh Lăng trước đây, có trụ cột hơn bất cứ quận, huyện nào khác của Ninh Lăng. Trên thị xã không coi trọng, không phải, thị ủy phái Bí thư Triệu đến quận Tây Giang chúng ta, hơn nữa Bí thư Triệu còn kiêm chức thường vụ thị ủy, Bí thư Triệu phụ trách công tác kinh tế của huyện Hoa Lâm 2 năm, Hoa Lâm năm 95 xếp gần cuối của thị xã, vậy mà năm 97 đứng thứ 3 của thị xã, chỉ kém Tây Giang và Tào Tập. Bí thư Lăng từ cơ quan trực thuộc Trung ương phái xuống, Chủ tịch Tăng đến từ Ủy ban Kinh tế thị xã, qua đó đủ để chứng minh thị ủy ban thị xã coi trọng Tây Giang chúng ta. Ngụy Hiểu Lam đột nhiên lên tiếng làm tất cả mọi người đều chú ý tới. Mọi người đều hứng thú với lời nói của Ngụy Hiểu Lam, và muốn xem vị phó chủ tịch này có lời lẽ kinh người gì. Trung ương và hai cấp tỉnh, thị xã đã xác định công tác trọng tâm là phát triển kinh tế, kiên định đi theo con đường cải cách. Tây Giang chúng ta cũng không ngoại lệ. Lúc này Tây Giang có viễn cảnh tốt, khu công nghiệp Lâm Cảng sắp khởi công, khu khai phát bên cạnh cũng chuẩn bị được quy hoạch thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, chúng ta không thể ngồi chờ. Cải cách nhà máy, thành lập chế độ công ty hiện đại, tôi nhớ đây là lời phát biểu của Thủ tướng Hồng sau hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đã đưa ra khi phóng viên nước ngoài hỏi về ý tưởng cải cách công ty nhà nước của chính phủ, đây cũng là nguyên tắc cơ bản mà Trung ương xác định. Các nhà máy của Tây Giang nhỏ mà phân tán, không là nhà máy thuộc mấy ngành hàng đầu của quốc gia. Nếu chúng ta không quyết đoán bỏ trói buộc cho các nhà máy, giải phóng từ chính sách đế cơ chế, để các nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường mà cứ có quan niệm cụ khống chế bọn họ trong tay sẽ hại các công ty, nhà máy, còn liên lụy tới chính quyền. Về phần lời Bí thư Lăng cùng Bí thư Vương nói nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim có hiệu quả kinh doanh tốt, tôi thấy nhìn một nhà máy không nên nhìn theo tình hình trước mắt mà phải xem xu thế trong tương lai. Tôi từ chỗ Phó Chủ tịch Hoắc mà nhận được bản phân tích tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính của hai nhà máy này thì thấy bắt đầu từ năm 92, tiền thuế của nhà máy Ngũ Kim mỗi năm giảm hơn năm trước 20%. Đến năm 97, một công ty lớn như vậy đạt lợi nhuận sau thuế chỉ là 150.000. Tình hình nhà máy Tiêu Kiện cũng không tốt hơn là bao. Năm 92 lãi là 5,8 triệu, năm 93 giảm mạnh xuống còn có 600.000, năm 94 tăng lên 1,8 triệu. Bắt đầu từ năm 95 không ngừng giảm. Năm 96 kỳ còn lãi 300.000, năm ngoái tiền trả lãi ngân hàng ngang với tiền lãi kiếm được. Nếu chúng ta vẫn còn lưu luyến ôm hai nhà máy này thì tôi đoán năm nay hoặc năm sau muốn đẩy ra ngoài cũng không được mấy. Một loạt số liệu, lời lẽ sắc bén làm các vị thường vụ quận ủy ngồi đây không còn gì để nói. Quyển 9, chương 41. Vừa nãy Phó Bí Thư Lăng và Phó Bí Thư Vương đã nhắc tới tổn thất tài sản quốc gia khi dùng phương thức MBO, tôi cảm thấy đây chỉ là về vấn đề kỹ thuật, không nên coi đó là lý do ngăn cản cải cách. Ngụy Hiểu Lam cười tươi như hoa mà nói. Về tài sản quốc gia có thể lập cơ cấu ước định và cơ cấu do chính quyền quản lý tài sản để đề phòng việc tổn thất. Vấn đề quản lý tài chính khi MBO càng đơn giản. Ủy ban kỷ luật và thanh tra có thể lập tổ công tác vào giám sát. Yêu cầu nhân viên quản lý nói rõ nguồn gốc tài chính. Về vấn đề tài khoản ngân hàng thì đây không phải điều chính quyền cần lo lắng. Bất cứ cải cách nào cũng có mạo hiểm, không ai có thể cam đoan nhà máy sau khi cải cách sẽ thuận lợi. Chính quyền cần chính là phải đảm bảo công bằng, công chính, công khai và cơ chế bảo đảm an sinh xã hội. Ngụy Hiểu Lam nói như vậy làm Tằng Lệnh Thuần rơi vào trầm tư, Lăng Tiêu và Vương Ích nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Ngụy Hiểu Lam lại đột nhiên nhảy ra như vậy.
cô ta không phụ trách mảng công nghiệp sao lại hiểu rõ vấn đề này đến thế. Hơn nữa các số liệu cũng nắm bắt cụ thể. Lão Tằng. Triệu Quốc Đống thấy Tằng Lệnh Thuần trầm ngâm suy nghĩ liền nhíu mày nhắc. Ồ, Phó Chủ tịch Hiểu Lam đã phát biểu ý kiến của mình, các đồng chí khác có đồng ý hay không? Tằng Lệnh Thuần gật đầu nói. Ừ, nếu không thì mời Bí Thư Triệu nói. Hội nghị thường ủy hôm nay chính là hội nghị nghiên cứu công việc năm nay sẽ triển khai công việc gì? Mục tiêu của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân đã đặt ra, các vị ngồi đây đã học tập. Tôi cũng xin nói ra suy nghĩ của mình, hoặc là nói về dự định công việc năm nay của Tây Giang chúng ta. Đại hội Đảng 15 và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần 9 đã xác định lấy công tác xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì cải cách là không thể thay đổi, tăng tốc phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng cường lực lượng quốc gia và từng bước nâng cao cuộc sống quần chúng nhân dân. Ở đây tôi muốn nói chính là Tây Giang chúng ta làm như thế nào để thay đổi tình hình hiện nay. Đúng như chị Ngụy vừa nói, Tây Giang chúng ta dù về trụ cột kinh tế, vị trí địa lý hay tố chất của cán bộ đều đứng đầu thị xã, nhưng tại sao mấy năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Tây Giang luôn xếp nhóm sau? Tôi thấy nó có quan hệ lớn đối với tư tưởng của cán bộ lãnh đạo. Bài trừ tư tưởng cũ, phá vỡ trói buộc, đổi mới tác phong làm việc, đây là vấn đề đối với cán bộ lãnh đạo chúng ta. Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng vẻ mặt các thường vụ. Tôi cũng đã tìm hiểu về tình hình phát triển của các nhà máy Tây Giang. Quy mô nhỏ, thị trường không rõ ràng, thiếu sức cạnh tranh, đây là kết luận của tôi. Làm như thế nào một lần nữa thúc đẩy sản xuất công nghiệp Tây Giang phát triển, tôi đã cùng Chủ tịch Lệnh Thuần, Phó Chủ tịch Vân Đạt cùng với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và có kết luận cải cách nhà máy là con đường duy nhất, phải sớm cải cách, còn nếu muộn thì càng khó khăn hơn. Điểm này trong hội nghị tổng kết cuối năm quận ủy đã nêu rõ. Đó chính là cải cách nhất định phải tiến hành, hơn nữa còn phải đẩy mạnh. Trung ương và Quốc vụ viện đã xác định nhiệm vụ chính của chính quyền khóa mới chính là đẩy mạnh cải cách tất cả các công ty nhà nước, nhất là các công ty trong lĩnh vực có tính cạnh tranh cao càng phải tiến hành. Các công ty, nhà máy vừa và nhỏ phải tiến hành trước, thành lập chế độ công ty hiện đại, khiến cho các công ty vừa và nhỏ tiến vào nền kinh tế thị trường. Tôi và Chủ tịch Lệnh Thuần đã giao nhiệm vụ cải cách cho Phó Chủ tịch Vân Đạt. Có thể nói 2-3 tháng nay Phó Chủ tịch Vân Đạt ngày nào cũng xuống các nhà máy điều tra, tìm các số liệu, cũng đưa ra các phương án cải cách cho từng nhà máy. Nhà máy muốn phát triển, nhất định cần phải có cơ chế khích lệ, đầy đủ phát huy tính tích cực của nhân viên quản lý. Ở nguyên tắc chính là cải cách không làm tổn thất tài sản quốc gia, làm NTT khiến nhân viên quản lý phát huy tác dụng khiến nhà máy phát triển sau cải cách. Làm như thế nào xác định tính hợp pháp của tài chính khi MBO, làm như thế nào đảm bảo quyền lợi của nhân viên, tôi nghĩ đề nghị của hai đồng chí Lăng Tiêu và Vương Ích là khá tốt. Phó Chủ tịch Hiểu Lam cũng đưa ra không ít đề nghị đồng chí Toàn Hữu ghi chép chính xác những trao đổi của các vị thường vụ quận ủy gửi đến thành viên tổ lãnh đạo cải cách nhà máy Tây Giang, yêu cầu bọn họ chăm chú chứng thực tinh thần này của hội nghị thường ủy, thiết thực làm tốt công việc. Nhất là lo lắng của hai đồng chí Lăng Tiêu, Vương Ích. Tôi đề nghị có thể do Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra quận cùng Phòng Tài chính, Chi cục Thuế tiến vào các nhà máy cải cách, nhất là nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiệt, đảm bảo cải cách tiến hành thuận lợi. Lăng Tiêu và Vương Ích trợn mắt nhìn bên mình vốn đang thắng lại bị lời nói của Ngụy Hiểu Lam phá vỡ. Mà Triệu Quốc Đống lại phát biểu mang tính phê bình, nguyên tắc cải cách đã xác định là không thể thay đổi, chỉ nói qua loa câu hỏi của bọn họ. Mà tình hình hiện nay của Ninh Lăng bây giờ càng không nhắc tới nửa chữ, người này quá bá đạo. Tằng Lệnh Thuần tất nhiên là nghe xong Ngụy Hiểu Lam nói chuyện liền thay đổi thái độ, điều này làm cho quyền chủ động trong hội nghị thường ủy một lần nữa về tay Triệu Quốc Đống. Nếu như Tằng Lệnh Thuần dám đứng ra phản đối kế hoạch cải cách của Triệu Quốc Đống, Lăng Tiêu và Vương Ích tin Hạ Đồng sẽ ủng hộ Tằng Lệnh Thuần. Như vậy dù Triệu Quốc Đống muốn mạnh mẽ thay đổi cục diện cũng phải lo đến ý kiến phản đối của mọi người. Được rồi, Hiểu Lam nói rất tốt, không ngờ chị lại quen với tình hình các nhà máy như vậy. Đúng là làm tôi có cái nhìn mới. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi ra hiệu Ngụy Hiểu Lam ngồi xuống. Xem ra Lão Lăng và Lão Vương vẫn còn nghi ngờ, điểm này có một phần trách nhiệm của tôi. Vân Đạt cũng có trách nhiệm không làm cho các thường vụ hiểu rõ nguyên nhân tại sao cần cải cách. Bí thư Triệu, ngài quá khen, trên thực tế tài liệu do Phó Chủ tịch Vân Đạt đưa cho tôi. Khi ngài đề nghị việc Tây Giang có thể thành điểm tham quan của Hội nghị Công tác Kinh tế Toàn tỉnh vào tháng 5, tôi đã bàn với Phó Chủ tịch Vân Đạt, nếu như thăm Tây Giang chúng ta, như vậy Tây Giang có gì để xem? Bởi vì tôi thấy thời gian đi thăm có hạn, không chừng sẽ sang cả khu khai phát.
cho nên tôi bàn với Phó Chủ tịch Vân Đạt làm như thế nào phối hợp mảng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp thành điểm tham quan. Phó Chủ tịch Vân Đạt chủ động nói tình hình cải cách các nhà máy cho tôi cũng thấy hứng thú không ngờ lại dùng tới trong hội nghị thường ủy. Ngụy Hiểu Lam giải thích làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Hắn chỉ đạo công việc, Ngụy Hiểu Lam có thể chăm chú đi chứng thực. Bây giờ còn một thời gian mới tới tháng 5 mà Ngụy Hiểu Lam đã có chuẩn bị trước, như vậy hơn xa đám người chỉ biết ngồi trong văn phòng chỉ tay chỉ chân. Vương Ích thì không cần nói làm gì, công việc bên ủy ban kỷ luật vốn là nhìn chằm chằm người khác. Nhưng tên Lăng Tiêu kia làm Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Hắn đã dặn Lăng Tiêu đi kiểm tra công tác xây dựng đảng trong các công ty tư nhân nhưng không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy y đi phụ trách việc thay đổi tác phong làm việc của các phòng ban. Hai người đang nói chuyện thì Hoắc Vân Đạt cũng tới. Triệu Quốc Đống đã gọi đối phương đến phòng mình để thông báo ý kiến của hội nghị thường ủy, thứ hai là nhắc y phải tăng cường báo cáo Tăng Lệnh Thuần, đồng thời cũng phải thông báo tình hình với Lăng Tiêu cùng Vương Ích. Quyển 9, chương 42. Sau khi Ngụy Hiểu Lam rời đi, Triệu Quốc Đống lưu Hoắc Vân Đạt lại mà dặn dò, nhắc y không được phạm sai lầm về kinh tế khi cải cách nhà máy. Hoắc Vân Đạt liền tỏ vẻ mình tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp này. Chỉ là nếu muốn làm tất cả nhân viên bình thường và nhân viên quản lý của các nhà máy đều hài lòng là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống cũng biết việc chia số cổ phần cho nhân viên quản lý nhiều hơn là điều làm mọi người tranh cãi. Nếu như không làm cho nhân viên quản lý thấy mình được đối xử tốt thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của các nhà máy. Mà trên thực tế các nhà máy loại nhỏ càng khiến cho nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật có tác dụng chủ đạo. Bọn họ nếu không thấy có lợi thì sau khi cải cách sẽ vỗ mông rời đi, nhà máy nhất định rơi vào khó khăn. Đây là điều Triệu Quốc Đống không muốn thấy. Hắn thà bị mang tiếng cũng muốn cho mấy nhà máy hoạt động bình thường. Trong hội nghị thường ủy vừa rồi chính là một bài toán thử, Triệu Quốc Đống cũng đoán được trong hội nghị thường vụ thị ủy càng gặp khó khăn lớn hơn nữa. Trong hội nghị thường vụ quận ủy hắn là bí thư nên có thể khống chế được tình hình. Nhưng ở hội nghị thường vụ thị ủy thì hắn xếp cuối cùng, có thể nói sức ảnh hưởng của ai cũng hơn hắn. Nếu muốn qua cửa trên thị ủy là rất khó khăn. Đương nhiên trong hội nghị thường vụ thị ủy không thể ngăn cản việc cải cách nhà máy ở Tây Giang, cùng lắm yêu cầu đảm bảo ổn định xã hội. Mới đầu còn chưa thấy nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống mới thấy khổ sở khi kiêm hai chức. Tây Giang quá nhiều việc cần hắn quan tâm. Nhưng bên khu khai phát thì hắn cũng không thể không quản. Phương án về trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty Quốc Điện đã sắp hình thành, chỉ là ở ngay tỉnh An Nguyên đã có 3 thị xã, thành phố cạnh tranh, trên tỉnh cũng khó có thể chọn ai, chỉ có thể giao hết lên trên do Bộ Năng lượng và công ty Quốc Điện xác định. Kỳ Dư Hồng rời đi làm cho Ninh Lăng thoáng thiếu hụt, thư chí Cao bởi vì chưa xác định rõ thân phận nên muốn lĩnh vực thì sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể cố gắng làm công việc không mạo hiểm mà thôi. Cũng may việc tranh thủ công ty Quốc Điện lại do khu khai phát phụ trách. Thư chí Cao khá hứng thú với hạng mục này, có lẽ y cho rằng nếu như hạng mục này được xác định sẽ là bàn đạp khiến y lên làm bí thư thị ủy, nhưng Triệu Quốc Đống biết hy vọng này là quá xa vời. 2 tuần đã trôi qua nhưng trên tỉnh vẫn không có tin tức gì. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì tỉnh ủy đã bác bỏ việc thư chí Cao làm bí thư thị ủy, mà nhất định sẽ chọn người từ cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc thành phố khác tới. Nếu Tương Uẩn Hoa có thể đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy thì quá tốt nhưng Ninh Pháp đã loại trừ khả năng này. Chẳng qua qua tính hình như đã hứa với Tương Uẩn Hoa rằng có cơ hội thích hợp sẽ một lần nữa đưa Tương Uẩn Hoa đến thị xã nào đó nhận chức. Ai đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy vẫn là bí ẩn. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy thư chí Cao gần như không có cơ hội. An Đô tháng 4 có thời tiết rất tốt, các cô gái có thể mặc áo mùa xuân mỏng. Lục Nhị bên cạnh cũng không ngoại lệ. Cô mặc chiếc áo khoác màu xanh ngắn bên ngoài, bên trong là áo sơ mi màu trắng cổ chữ V, thắt lưng tinh xảo lộ ra ngoài, chiếc quần dài bên dưới càng tôn thêm đôi chân thon dài của cô. Lục Nhị mặc dù không mặc đồ hàng hiệu nhưng phối hợp vào trông rất dễ nhìn. Lô Miễn Dương đã lên Bắc Kinh trước 2 hôm, bây giờ là thời khắc cuối cùng, có thể thành công hay không thì sẽ được biết trong 2 ngày tới. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất tự tin nhưng dù sao chuyện cũng liên quan đến sự sống còn của khu khai phát Ninh Lăng. Hắn không thể bỏ được. Thư chí Cao yêu cầu hắn lên Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống không thể không đi. Lục Nhị chú ý thấy Triệu Quốc Đống có vẻ có tâm sự, ánh mắt không ngừng nhìn ra xa xa. Lục Nhị nghe nói thời gian gần đây các nhà máy Tây Giang đang cải cách, bảo sao hắn vẫn không quan tâm chuyện bên khu khai phát, hầu hết đều ủy thác chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lô chạy, đến lúc cuối cùng mới xuất hiện. Lục Nhị, đã tìm bạn trai chưa?
Triệu Quốc Đống vứt mấy chuyện phiền lòng ra ngoài vì biết chuyện sẽ không ngừng kéo tới, xử lý xong việc này, việc kia sẽ kéo tới. Chưa ạ, Bí thư Triệu, ngài hỏi việc này làm gì? Lục Nhị cười hì hì nói. Làm gì ư, tôi quan tâm cuộc sống của cô không được sao? Em còn tưởng Bí thư Triệu muốn giới thiệu ai đó cho em. Lục Nhị cười cười rất ngọt ngào. Cô còn cần tôi giới thiệu, có không ít thanh niên ở khu khai phát có ý với cô, tôi thường thấy một hai người đi xung quanh cô mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Bọn họ, em bây giờ tạm thời còn chưa nghĩ tới việc này, em còn nhỏ nên chưa cần nghĩ tới. Lục Nhị lắc đầu nói. Có không ít nhân viên trong khu khai phát theo đuổi Lục Nhị. Chẳng qua theo Lục Nhị thấy đồng nghiệp tuổi tương đương mình làm cô có cảm giác không tốt, thấy bọn họ thiếu gì đó. Hôm nay Triệu Quốc Đống hỏi, Lục Nhị mới mơ hồ cảm thấy mình luôn so sánh những người đó với Triệu Quốc Đống, mà luôn có kết luận tương tự là không chín chắn, không có sự nghiệp, nói tóm lại làm người ta không hài lòng. Triệu Quốc Đống không biết Lục Nhị coi mình là đối tượng, hắn chỉ cảm thấy Lục Nhị nên tìm bạn trai mới đúng. Công việc bên khu khai phát đang đi vào quỹ đạo nhưng lượng công việc không giảm. Nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên đã đến khu khai phát tiến hành làm thủ tục thuê đất, xây dựng nhà máy, điều này cũng làm hai công ty khác của tỉnh Tô tới khảo sát. Lý Trạch Hải đã nói chắc chắn với các nhà đầu tư ba tỉnh Tô, Thượng, Chiết rằng Ninh Lăng nhất định sẽ được xây dựng trụ sở kia. Điểm này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu sao y lại tự tin như vậy. Nhưng Lục Nhị nói cho y biết Lý Trạch Hải nhận định Triệu Quốc Đống có thể đối phó được với tầm trên của công ty Quốc Điện vì có quan hệ với Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng. Triệu Quốc Đống đoán Lý Trạch Hải tin như vậy là biết một ít quan hệ mật thiết giữa hắn và Thái Chánh Dương, cho nên mới tự tin như vậy. Bí thư Triệu, em thấy ngài có tâm sự, có phải là lo không thể cạnh tranh được không? Lục Nhị cẩn thận nói. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Lục Nhị đang có chút lo lắng. Tôi không lo điểm này. Chúng ta đã cố gắng đến mức cao nhất, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Lục Nhị, cô không cần lo lắng, tôi tin trời không phụ lòng người. Cho dù chúng ta có thất bại thì với xu thế phát triển của khu khai phát bây giờ thì thị xã cũng không rút lui khu khai phát. Dù có rút lui khu khai phát thì cô cũng có thể sang văn phòng thị ủy làm. Điểm này cô cứ yên tâm. Triệu Quốc Đống hứa làm Lục Nhị rất yên tâm. Nhưng cô thích làm việc ở khu khai phát hơn. Đi theo bên cạnh Triệu Quốc Đống làm cô thấy mình như được đổi khác. So sánh với lúc mình bị xa lánh trước khi Triệu Quốc Đống tới hoặc là bị điều về quận Đông Giang, Lục Nhị thấy đó là địa ngục. Bây giờ ngay cả Ngô Luân cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống coi trọng cô khiến thái độ của y đối với cô đã thay đổi hẳn. Bí thư Triệu, em chỉ là hy vọng cố gắng của chúng ta có thể mang lại kết quả khiến người ta hài lòng. Lục Nhị cười cười trông rất đẹp khiến Triệu Quốc Đống bớt phiền não hớn. Quyển 9, chương 43. Xe Mercedes, Ben 350 biển Thượng Nga đón ở sân bay quốc tế Bắc Kinh đón Triệu Quốc Đống và XX. Khi XX hỏi Triệu Quốc Đống là có cần đi xe bus rời sân bay vào Bắc Kinh không, Triệu Quốc Đống cười cười và chỉ vào Mercedes, Ben 350 vừa tới. Dương Thiên Bồi và Kiều Huy vẫn ở Bắc Kinh, bọn họ đang đàm phán cuối cùng cho hai khu đất kia. Có lẽ trước 1 tháng 5 sẽ chính thức có quyền khai thác hai khu đất này. Diện tích hai khu đất không lớn nhưng có điều kiện địa lý và hệ thống giao thông thuận tiện, mỗi khu đất đều có mấy nhà cạnh tranh. Diện tích vừa phải cũng phù hợp với ý đồ của Thiên Phu. Làm các khu nhà cao cấp là sở trường của Thiên Phu, dù Mai Giang Minh Châu hay là Lan Khê Ngự Uyển đều khiến địa ốc Thiên Phu đạt được danh tiếng ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Đây là điểm tự tin để Thiên Phu tiến quân đến Bắc Kinh và Thượng Hải. Triệu Quốc Đống vẫn chọn khách sạn Tiền Môn làm chỗ ở. Ở đây có vị trí thích hợp, hoàn cảnh được. Ngồi trong xe Mercedes-Benz, XX có chút vui mừng, đây là lần đầu cô đi sang trọng như vậy. Cô cảm thấy mình như cô gái lọ lem ngồi trong xe của hoàng tử vậy. Theo thông lệ, Triệu Quốc Đống đến gặp mấy vị lãnh đạo của công ty Quốc Điện. Tổng Giám đốc Đường, tình hình sao rồi? Triệu Quốc Đống đặt hai hộp trà lên bàn Đồng Minh Đường mà nói. Sáng mai hội nghị đảng ủy công ty sẽ diễn ra, nếu không có bất ngờ xảy ra thì Ninh Lăng sẽ đạt được tư cách này. Đồng Minh Đường trầm ngâm một chút rồi nói. Chẳng qua quyền quyết định cuối cùng là của bộ. Tổng Giám đốc Đường, anh đừng nói như vậy với tôi. Ai chẳng biết quyền quyết định của hạng mục này là công ty, bộ chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua dù là như vậy tôi vẫn phải cảm ơn Tổng Giám đốc Đường đã ủng hộ Ninh Lăng.
dân chúng Ninh Lăng nhất định nhớ kỹ sự quan tâm của Tổng Giám Đốc Đường và Công ty Quốc Điện với chúng tôi. Được rồi Quốc Đống, hai chúng ta còn cần nói như vậy sao? Ninh Lăng có điều kiện trụ cột cũng được, năm ngoái các cậu lại thành công thu hút đầu tư ở Thượng Hải, ký được hiệp định đầu tư với nhiều công ty sản xuất thiết bị ngành điện như vậy, điều này đã tăng sức cạnh tranh cho Ninh Lăng. Công ty cũng biết sự chờ đợi và ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng đối với hạng mục này. Giúp đỡ và phát triển khu vực khó khăn cũng là nguyên tắc cơ bản của công ty Quốc Điện, cùng với việc Bộ trưởng Thái cũng đã nói rõ công ty nhà nước phải có trách nhiệm trong việc phát triển xã hội, phải tăng cường ủng hộ khu vực khó khăn. Cho nên Đảng ủy công ty về cơ bản xác định nguyên tắc này. Tâm trạng Đồng Minh Đường lúc này khá tốt. Triệu Quốc Đống này và Thái Chánh Dương có ảnh hưởng lớn đối với việc lên chức của y sau này. Tạo quan hệ tốt đẹp với Triệu Quốc Đống thì có thể khiến y tạo được quan hệ cá nhân với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương bây giờ đã là Bộ trưởng Bộ Năng lượng, tất cả các lĩnh vực năng lượng như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, điện, điện hạt nhân, điện tái sinh đều nằm trong sự quản lý của Bộ Năng lượng. Chính sách nguồn năng lượng quốc gia được chú ý cao độ. Nghe nói Thủ tướng Hồng cũng rất lo lắng với việc Trung Quốc phát triển nhanh như vậy, năng lượng về sau sẽ là một vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa cũng càng lúc càng coi trọng bởi vì chính sách năng lượng không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển ngành sản xuất năng lượng và bảo vệ môi trường của quốc gia. Bộ Năng lượng có tác dụng đi đầu trong việc đưa ra các chính sách về nguồn năng lượng quốc gia. Vì thế các công ty trong lĩnh vực năng lượng cũng trực thuộc Bộ Năng lượng quản lý. Mặc dù các công ty này có nhiều cán bộ cấp giám đốc sở, cấp phó bộ trưởng nhưng Bộ Năng lượng có quyền quyết định nhân sự của các công ty trực thuộc. Vậy tôi chờ tin tốt của Tổng Giám đốc Đường. Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc nào Tổng Giám đốc Đường và Tổng Giám đốc Bàng rảnh thì đến Ninh Lăng chúng tôi chơi. Suối nước nóng núi Hốt Luân đã chính thức đi vào hoạt động. Ha ha, Quốc Đống, tôi thấy tắm suối nước nóng ở Ninh Lăng rất được. Đồng Minh Đường cười nói. Tắm một trận ở suối nước nóng đúng là làm người ta dễ khôi phục sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Các cậu đúng là sướng, có thể thoải mái hưởng thụ tài sản của thiên nhiên. Tổng Giám đốc Đường, các vị ở Bắc Kinh, nhìn khắp cả nước, đi đâu đều là khách quý thì sao có thể so sánh với người nông thôn chúng tôi? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Nếu thật sự đến Hoa Lâm ở vài năm, cả ngày suy nghĩ vì việc phát triển kinh tế và giúp dân chúng tăng thu nhập thì dù cho anh mỗi ngày tắm suối nước nóng cũng thấy chán. Nói cũng đúng, mỗi nhà đều có khó xử. Quốc Đống, lần này nếu như công ty xác định xây dựng trụ sở ở Ninh Lăng, thị xã các cậu sợ còn phải tăng cường xây dựng cơ sở trụ cột. Hy vọng các cậu có thể nắm bắt cơ hội này mà khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển thật nhanh. Đồng Minh Đường nghiêm túc nói. Điểm này là nhất định, thị xã khá coi trọng cho nên mới bảo tôi tới đây chờ tin. Tôi được sự ủy thác của thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng cam đoan tất cả lời hứa của chúng tôi với công ty Quốc Điện trước đây đều thực hiện được. Đúng, nghe nói bí thư Kỳ chỗ các cậu đã đi. Đồng Minh Đường cười nói. Vậy bây giờ Ninh Lăng ai làm bí thư? Tạm thời do thị trưởng thư chủ trì công việc, về sau này thì không rõ. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua dù ai đến làm bí thư thì nhanh chóng xây dựng trụ sở cũng là sự đồng lòng của cả Ninh Lăng. Ừ, như vậy cũng tốt, bây giờ công ty Quốc Điện chúng tôi trực thuộc Bộ Năng lượng. Nghe nói Bộ muốn tiến hành cải cách các công ty, tập đoàn trực thuộc. Mảng dầu mỏ, khí thiên nhiên là một, mảng điện lực là một, than đá là một, mấy ngành này cần phải cải cách. Tôi đoán có lẽ Thủ tướng Hồng đã dặn Bộ trưởng Thái phải tăng cường sức sống cho ngành sản xuất năng lượng này. Đồng Minh Đường chuyển đề tài mà nói. Ừ, tôi nghe Bộ trưởng Thái cũng nói về việc tăng cường sự khống chế của quốc gia đối với ngành sản xuất này, tăng sức cạnh tranh của các công ty nhà nước, xác định rõ phương hướng chính sách năng lượng quốc gia. Đây là ý đồ chính khi thành lập Bộ Năng lượng. Các công ty này không chỉ tăng sức cạnh tranh trong nước, còn phải đi ra nước ngoài, tranh đoạt thị phần quốc tế cho sự phát triển của Trung Quốc. Đồng Minh Đường cẩn thận phân tích lời Triệu Quốc Đống nói. Không thể nghi ngờ lời của Triệu Quốc Đống chính là ý tưởng của Thái Chánh Dương. Bây giờ hiểu rõ ý trong công việc của Thái Chánh Dương là rất quan trọng, nhất là nếu muốn lên thì cần phải hiểu ý lãnh đạo. Xem ra Bộ trưởng Thái khá ủng hộ việc các công ty năng lượng đi ra nước ngoài. Những năm gần đây công ty Quốc Điện cũng tham gia vài hạng mục đầu tư ở nước ngoài, nhưng chủ yếu là do yêu cầu chính trị của quốc gia, còn về mặt kinh tế thì không có mấy. Đồng Minh Đường nói, ừ Tổng Giám đốc Đường, anh biết ý của Bộ trưởng Thái là tốt. Công ty Quốc Điện là công ty đứng đầu trong ngành điện thì cần làm gương, đây không chỉ là yêu cầu chính trị mà cũng có thể trở thành tấm gương trong lĩnh vực kinh tế.
Triệu Quốc Đống chỉ điểm đến là thôi. Ha ha, đúng thế, vừa phải học cách quan tâm tới chính trị, vừa phải học cách tranh đoạt lợi ích kinh tế, đây là trách nhiệm của các công ty khổng lồ. Đồng Minh Đường gật đầu nói. Quốc Đống, cậu xem lúc nào có thể mời Bộ trưởng Thái, Đồng ca này mời khách để báo cáo công việc với Bộ trưởng Thái. Tổng Giám đốc Đường, thời gian này sợ không được, Bộ trưởng Thái vừa lên chức nên chỉ sợ rất nhiều việc. Hơn nữa cũng không tiện đi gặp các nước chư hầu. Anh xem như vậy có được không, chờ khi trụ sở Ninh Lăng xác định, tháng 6 này tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Đường, đến lúc đó tôi mời Bộ trưởng Thái đến là được. Được, cứ quyết định như vậy đi, tháng 6 tôi chờ cậu tới. Đến lúc ấy tôi sẽ tham gia, chúng ta coi chọn một nơi coi như nghỉ hè. Quyển 9, chương 414. Ra khỏi phòng ăn Tây, Triệu Quốc Đống và Khấu Linh đều chưa cảm thấy vẫn còn chưa hết ý. Phòng ăn này và phòng ăn do người Nga mở coi như hai nhà hàng nổi tiếng về đồ Tây ở Bắc Kinh. Bây giờ đi đâu ngồi? Triệu Quốc Đống rất tùy ý mà nói. Mấy chén rượu vang thực ra không đáng gì, nhưng hôm nay lại làm Khấu Linh có chút hưng phấn. Quốc Đống, chúng ta đi hát đi, đã lâu không hát, ông cũng không thường xuyên tới Bắc Kinh mà. Hai chúng ta thôi ư? Triệu Quốc Đống hỏi câu này thì thấy vẻ mặt Khấu Linh có vẻ không tốt nên vội vàng nói. Được. Hôm nay nghe cô bố trí, muốn chơi thì chơi cho vui. Cô nói đi đâu, chúng ta đi đó. Tâm trạng Khấu Linh lúc này mới tốt hơn. Ừ, đi thôi, hôm nay tôi mang ông đến một quán hát có hoàn cảnh rất được. Các thanh niên ở cơ quan tôi thường xuyên tới đó. Triệu Quốc Đống thực ra không muốn đi hát với Khấu Linh. Hắn biết đến nơi ấy khó tránh khỏi việc uống rượu, một nam một nữ mà hai người vốn đã có ý kia thì rất dễ có hoa lửa trong không khí đó. Anh có bao nhiêu người em gái, vì sao mỗi cô em gái đều mệt mỏi? Anh rốt cuộc có bao nhiêu người bạn tốt, vì sao từng người bạn đều rơi nước mắt? Khấu Linh hát rất chăm chú, bài hát này có lẽ là sở trường của cô làm cô hát rất nhập thần. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu và nghe Khấu Linh hát. Tâm trạng Khấu Linh một năm qua có vẻ không tốt, Mễ Á sau khi từ chức đã đến Bắc Kinh một thời gian, đây là điều mà Triệu Quốc Đống nghe Khấu Linh nói. Mễ Á đã từ chức khỏi Ngân hàng Hoa Kỳ và tham gia vào bộ tộc Phiêu Bạt. Nghe Khấu Linh nói bây giờ Mễ Á có thể đã đến Quảng Châu hoặc là Thâm Quyến, cô đã đổi số điện thoại nên giờ cũng không liên lạc được. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì nhiều. Mễ Á đúng là đã đổi số điện thoại, cũng đúng là đã tới Quảng Châu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn còn duy trì được liên lạc. Triệu Quốc Đống cũng biết Mễ Á và Khấu Linh vẫn duy trì được liên lạc. Nhưng Khấu Linh có vẻ không muốn cho hắn biết cách liên lạc với Mễ Á. Khấu Linh chọn cho Triệu Quốc Đống bài hát khá lưu hành lúc này là Trái Tim Mềm Yếu, Triệu Quốc Đống không giỏi hát. Như hắn nói giọng hắn thích hợp hét và quát nhưng do Khấu Linh ép mãi nên hắn đành phải hát một bài. Đương nhiên điều này được Khấu Linh vỗ tay khen. Khi bài hát Không Phải Em Không Cẩn Thận, Em Lặng Lẽ Che Mắt Anh được vang lên, nhiệt độ trong phòng cũng có vẻ tăng lên không ít. Quần áo hai người mặc vốn ít thì giờ càng thêm mẫn cảm. Không khí này rất thích hợp với những đôi tình nhân. Đôi môi ngọt ngào và tỏa hương thơm của Khấu Linh lầm Triệu Quốc Đống nhộn nhạo. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được luồng khí nóng trên mặt Khấu Linh. Men rượu và tâm trạng dung hợp với nhau khiến cho Khấu Linh càng thêm nóng bỏng, nhiệt tình. Áo khoác Triệu Quốc Đống đã được ném ở sofa bên ngoài. Lúc này nhiệt độ trong phòng tăng nhanh, ánh đèn u ám của phòng càng làm cho hai người mất khống chế. Triệu Quốc Đống cảm nhận được tối nay kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nhưng hắn lúc này lại không thể từ chối được. Tay Khấu Linh vốn đặt trên vai Triệu Quốc Đống đã từ từ đưa xuống và cuối cùng tạo thành hình thức ôm Triệu Quốc Đống, cơ thể chỉ trong nháy mắt dán sát vào người Triệu Quốc Đống. Điệu nhạc chậm đã cung cấp thời cơ thích hợp nhất cho bọn họ. Triệu Quốc Đống gục đầu xuống nhìn Khấu Linh đang si mê. Khấu Linh, đừng nói, Quốc Đống, đừng nghĩ gì, cũng được nói gì, cứ như vậy có được không? Khấu Linh ngửa đầu lên nhìn, đôi mắt cô sáng rực lên dưới ánh đèn u ám. Hơi thở và tiếng nói nũng nịu đủ để làm cho người đàn ông ngây dại. Triệu Quốc Đống nhanh chóng cảm nhận được cơ thể mình đang biến hóa. Khấu Linh dán chặt cơ thể cô vào hắn, tiếng nhạc du dương làm hai người si mê. Trong bóng tối, Khấu Linh khẽ ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch, hơi thở gấp gáp như đang tìm gì đó hoặc chờ mong gì đó. Ở tình huống này Triệu Quốc Đống biết mình không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể ôm chặt eo cô rồi khẽ cúi đầu xuống. Nụ hôn nóng bỏng thoáng cái thúc đẩy ngọn lửa tình mà Khấu Linh dồn nén đã lâu. Khấu Linh gần như dựa sát người mình vào người Triệu Quốc Đống. Cô ôm chặt lấy cổ Triệu Quốc Đống mà cọ cọ người,
tiếng ư ư bằng mũi giống như thuốc kích thích đâm thẳng vào tim Triệu Quốc Đống. Ngón tay Triệu Quốc Đống chạy xuống thắt lưng Khấu Linh, kéo sơ mi cô lên, nhanh chóng tìm khóa ngực nhưng không thấy mục tiêu. Không ở đó, ở đằng trước. Khấu Linh cũng cảm nhận ý đồ của hắn nên hơi con người lại rời khỏi lòng Triệu Quốc Đống, sau đó cô vén áo mình lên và để cho tay Triệu Quốc Đống đưa vào trong lồng vú của mình. Chiếc khóa phía trước được Triệu Quốc Đống cẩn thận cởi ra. Hắn nghịch ngợm bộ ngực của cô, vú Khấu Linh không quá lớn nhưng lại mềm mại, nhẵn nhụi. Sự u ám của phòng làm hai người càng chìm vào tình dục. Hôn, vuốt ve, thân mật, kích thích trong nháy mắt đã bao phủ hai người. Ngón tay Triệu Quốc Đống cuối cùng đã đẩy quần lót của Khấu Linh sang bên, tiến vào hang sâu ẩm ướt và nóng bỏng kia. Khấu Linh gần như nằm sụi lơ trên mặt đất, tiếng thở hổn hển làm cô không thể khống chế lửa tình dục của mình. Quốc Đống, chúng ta về đi, về chỗ anh. Khi ánh mặt trời chiếu vào làm Triệu Quốc Đống có chút si mê nhìn cơ thể với đường cong hoàn mỹ đang nằm trước mặt mình. Đây là người hắn yêu hồi cấp 3 sao. AI cũng nói chỉ có những thứ trong trí nhớ mới là đẹp, nhưng không phải có câu nói không ăn nho mà nói nho chua sao. Triệu Quốc Đống cho rằng tuyệt đối là như vậy, may là hắn không tin mấy câu kia để làm cho hắn nuối tiếc vì không dám ăn nho. Dáng người Khấu Linh đẹp nhất trong các cơ thể mà Triệu Quốc Đống từng thấy. Nếu cần có người so sánh thì may ra chỉ có Trình Nhược Lâm là sánh bằng. Cổ Tiểu Âu mặc dù cao hơn nhưng dù sao cô mới hơn 20 còn thiếu sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, có lẽ sau này Cổ Tiểu Âu sẽ hơn Khấu Linh. Mà Trình Nhược Lâm lại thấp hơn Khấu Linh đôi chút, Khấu Linh khi nằm nghiêng thì đúng là khiến người ta thấy đây là cơ thể hoàn mỹ. Một đêm điên cuồng làm Khấu Linh chìm sâu vào giấc ngủ nhưng hai má đỏ bừng quyến rũ lại làm người ta có thể thấy giống một em bé đang ngủ. Cánh tay và bờ vai lộ ra ngoài, trên đôi môi vẫn còn nở nụ cười. Tiếng điện thoại di động đáng ghét cắt ngang làm Triệu Quốc Đống khó chịu, hắn đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Khấu Linh lúc này cũng đã tỉnh lại và thấy Triệu Quốc Đống đang thưởng thức cơ thể mình. Cô không những không xấu hổ che đi mà còn kiêu ngạo cố gắng ưỡn ngực và ghếch mông lên làm cho người cô yêu thấy rõ hơn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nghe điện, một bên nghịch ngợm cặp vú căng cứng của Khấu Linh. Tổng giám đốc Đường. Ồ, có kết luận rồi sao? Tình hình thế nào? Giọng nói Triệu Quốc Đống tuy bình tĩnh nhưng vẫn mang theo một tia khẩn trương. Khấu Linh ý thức được hắn có công việc gì đó rất quan trọng nên ngừng việc hấp dẫn Triệu Quốc Đống bằng mắt. Chẳng qua cô dán sát người vào hắn, nhất là bộ mông không ngừng đè ép bên dưới của hắn. Đã qua, đã xác định, bao giờ báo cáo lên bộ? Sao không phải là ngày mai? Ồ, tôi quên mất mai là thứ bảy. Tâm trạng Triệu Quốc Đống lúc này đang rất tốt. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường, không vấn đề gì. Tôi sau khi về sẽ nói lại ý của công ty Quốc Điện với thị ủy, nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Yên tâm, Tổng Giám Đốc Đường, cảm ơn, gặp lại. Quyển 9, chương 45. Thấy Triệu Quốc Đống đã bỏ máy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười thì đây là biểu hiện chiếm được tin làm người ta vui mừng. Khấu Linh ưỡn người lên nói. Sao vậy Quốc Đống? Đại công cáo thành. Triệu Quốc Đống rất hưng phấn. Hội nghị đảng ủy công ty Quốc Điện đã nghiên cứu và quyết định thành lập trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khu vực Trung Tây ở Ninh Lăng tỉnh An Nguyên. Hơn nữa ngày thứ hai sẽ báo cáo ý kiến này lên Bộ Năng lượng. Cửa quan trọng nhất đã qua, bên Bộ Năng lượng chỉ là trình tự mà thôi. Đại công cáo thành gì cơ? Khấu Linh dựa đầu vào lòng Triệu Quốc Đống. Bộ ngực đầy đặn không ngừng cạ vào bụng hắn. Lần này anh lên Bắc Kinh làm việc về cơ bản đã xong, có thể yên tâm rồi. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý cười nói. Ừ, cũng nên thư giãn một chút. Ý trong lời của Triệu Quốc Đống làm Khấu Linh run lên. Cô chưa có động tác gì thì Triệu Quốc Đống đã nâng mông cô lên mà tiến vào. Trong tiếng kêu chói tai đầy hưng phấn của Khấu Linh, một trận mưa gió đã tới. Hai người nằm trên giường quấn lấy nhau đến tận trưa mới dậy. Khấu Linh thấy điện thoại di động của Triệu Quốc Đống không ngừng vang lên. Lúc thì hắn nói đầy nghiêm túc, lúc thì thân mật trêu chọc, lúc thì rất tôn kính, tất nhiên là đang liên lạc gì đó. Đến tận khi ăn trưa mà Triệu Quốc Đống vẫn phải nghe điện. Triệu Quốc Đống có chút do dự không biết bữa tiệc mừng chiều nay có nên mang Khấu Linh đi hay không. Điều này có làm lãnh đạo có ấn tượng không tốt không? Nhưng Khấu Linh dịu dàng như một cô nữ sinh, hắn lại không đành lòng bỏ cô lại. Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao? Thái Chánh Dương không cần phải nói. Thái Chánh Dương nói nếu mình không có duyên với Lưu Nhược Đồng thì không cần cưỡng cầu. Lôi Hướng Đông thì cũng không cần phải nói, thân như anh em nhưng cuộc sống riêng của hắn thì đối phương không quá để ý. Điểm duy nhất không tiện là Dương Thiên Minh.
Đây chẳng qua chỉ là lần gặp mặt thứ hai, hơn nữa còn là buổi tiệc gặp mặt. Mặc dù chỉ là cuộc gặp bình thường nhưng Triệu Quốc Đống không muốn đối phương có ấn tượng không tốt. Triệu Quốc Đống đang do dự thì điện thoại di động của Khấu Linh vang lên. A, à, Khấu Linh nghe điện mà mặt hơi là lạ, cô đi sang bên một lúc rồi mới quay lại. Sao vậy em? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Là Mễ Á, cô ấy 4 giờ 30 chiều nay xuống sân bay. Trên mặt Khấu Linh có vẻ rất lạ. Ồ, vậy thì tốt, chiều nay cô ấy tới thì chúng ta có thể tụ tập một chút. Triệu Quốc Đống cười nói. Tối nay anh không có lịch sao? Em thấy anh rất bận, công việc quan trọng hơn. Bên Mễ Á thì em tiếp cô ấy là được. Trong lòng Khấu Linh có chút không muốn nhưng không có cách nào. Dù sao tách với Triệu Quốc Đống ra thì vẫn tốt hơn là để Mễ Á tiến vào. Hơn nữa Khấu Linh cũng cần thời gian điều chỉnh tâm trạng của mình. Mai chúng ta liên lạc là được mà. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, hắn đỡ phải giải quyết vấn đề khó khăn. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình làm thế là không hay, chẳng qua bữa cơm hôm nay đúng là rất quan trọng đối với hắn. Như vậy cũng tốt, sáng mai anh gọi cho em. Ngày kia anh bay về An Nguyên, chúng ta còn một ngày vui vẻ bên nhau. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống đứng trước cửa mời Dương Thiên Minh, Thái Chánh Dương, Lôi Hướng Đông. Triệu Quốc Đống còn gọi thêm của Lô Miễn Dương và Lục Nhị đến cùng. Không khí khá vui vẻ, đề tài cũng rất rộng từ chính sách nguồn năng lượng quốc gia đến xây dựng hệ thống đê điều. Từ khai thác tài nguyên thủy điện tỉnh An Nguyên đến việc vét sâu các nhánh sông của dòng Trường Giang đến xây dựng hệ thống đê điều ở tỉnh An Nguyên. Từ cơn lốc tài chính Đông Nam Á đến hệ thống kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Trong bữa ăn, Triệu Quốc Đống cố ý nhắc đến hệ thống đê điều ở An Nguyên quá yếu ớt, nhất là việc đầu tư xây dựng hệ thống đê điều ngăn lũ là quá kém. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng nửa thật nửa giả nói rằng hắn chú ý thấy hệ thống đê điều ở bên dòng Trường Giang có nhiều sơ hở, một khi gặp cơn đại hồng thủy thì rất dễ tạo thành tổn thất cực lớn đối với tính mạng quần chúng nhân dân và tài sản quốc gia. Triệu Quốc Đống biết lời này của mình trong bữa ăn chỉ là mấy lời nói gió thoảng qua tai. Ở Tây Giang hoặc thị xã Ninh Lăng nếu nói chuyện này ra thì không thích hợp. Chẳng qua hắn nhớ rất rõ năm 98 tỉnh An Nguyên, thậm chí các tỉnh trong lưu vực sông Trường Giang sẽ gặp trận lũ lụt rất lớn, cái giá phải trả là không hề nhỏ. Nếu như hắn đã biết thì phải cố gắng thay đổi trong phạm vi nhất định. Triệu Quốc Đống hy vọng mình có thể dùng hết sức. Đương nhiên hắn không thể nào giống vị Nostradamus nước Pháp tuyên bố thế giới bị hủy diệt vào lúc nào. Nhưng hắn có thể phản ánh một chút về hệ thống đê điều chống lũ ở lưu vực sông Trường Giang trải qua An Nguyên. Triệu Quốc Đống hy vọng có thể thông qua Dương Thiên Minh là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống đê điều An Nguyên, kéo dài đến các khu vực khác, như vậy cũng không uổng phí phần giấc mơ đó. Mới đầu Dương Thiên Minh cũng không quá chú ý, dù sao Triệu Quốc Đống có thể khẳng định chỉ là tình hình ở Ninh Lăng. Nhưng Triệu Quốc Đống lại nói với giọng rất kiên quyết. Thậm chí nhắc đến hệ thống đê điều An Nguyên yếu ớt thì đã làm y chú ý. Y mặc dù mới làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi nên không chỉ trỏ nhiều, đối với việc Triệu Quốc Đống nhắc hệ thống đê điều dòng Trường Giang có nhiều sơ hở thì y cũng không quá tin. Theo y thấy đây là cách Triệu Quốc Đống làm để mình chú ý. Y thậm chí cũng không cho là đúng. Chẳng qua đối với hệ thống đê điều của các dòng sông đi qua An Nguyên, y lại hiểu khá rõ. Triệu Quốc Đống dám can đảm kiên quyết nói lời này với y. Chỉ sợ cũng có điểm đáng tin cậy. Dương Thiên Minh và Thái Chánh Dương uống khá tốt, Lôi Hướng Đông càng không cần phải nói. Về phần Lô Miễn Dương và Lục Nhị không cần phải nói. Lô Miễn Dương lần đầu chính thức thấy được thực lực giấu sau lưng Triệu Quốc Đống. Dù là bí thư thị ủy thậm chí phó chủ tịch tỉnh cũng không có năng lực hẹn hai vị bộ trưởng đến ăn cơm. Mà y chỉ là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát không ngờ còn được hưởng vinh dự này. Lô Miễn Dương biết rõ Triệu Quốc Đống có thể gọi mình tới tham gia bữa ăn này cũng có nghĩa coi mình là người thân tín, điểm này làm Lô Miễn Dương có chút hưng phấn. Nhất là khi thấy Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết thì càng làm y phải than thở, đây là thực lực mềm. Mặc dù Dương Thiên Minh và Thái Chánh Dương đã không còn công tác ở An Nguyên, có vẻ không ảnh hưởng được đến nhân sự Ninh Lăng. Nhưng anh cẩn thận suy nghĩ là có thể hiểu năng lực của bọn họ. Đừng nói một bí thư thị ủy. Chính là một cán bộ cấp phó tỉnh muốn được ưu ái như vậy cũng không thể. Đây là điều không phải quan hệ bình thường là đạt được. Lô Miễn Dương rất hưng phấn nên không ngừng đứng lên mời rượu. Lục Nhị lại khá ngoan ngoãn phối hợp rót rượu cho mọi người. Ăn xong, hai người Thái Chánh Dương, Dương Thiên Minh rời đi, chỉ mình Lôi Hướng Đông ở lại.
Trong bữa ăn hai người nói không ít về cuộc khủng hoảng tài chính đến nền kinh tế châu Á, Lôi Hướng Đông vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm với tình hình kinh tế thế giới. Mặc dù người này không có tri thức chuyên nghiệp về ngành kinh tế, nhưng lại nắm chắc xu thế. Triệu Quốc Đống cũng khẳng định nguy cơ tài chính của Hong Kong, cũng nói rõ với Lôi Hướng Đông rằng các tập đoàn quốc tế nhất định sẽ công kích Hong Kong. Qua đó chứng minh cho sự thất bại khi Hong Kong về Trung Quốc, cũng muốn đạt được lợi ích phong phú. Quyển 9, chương 46. Cả ngày chạy xe nhưng Triệu Quốc Đống lại đang có tâm trạng rất tốt. Bầu trời trong xanh cung cấp cho ba người cơ hội đi chơi tốt đẹp. Bọn họ đi từ Mộ Điền đến Di Hòa Viên, đến Bắc Hải, đến Cung Ung Hòa. Có Khấu Linh dẫn đường, Triệu Quốc Đống cứ việc làm lái xe. Khấu Linh cẩn thận giấu đi quan hệ kia của cô và Triệu Quốc Đống. Cô biết mình và Triệu Quốc Đống từ lời nói động tác đều dễ lộ, vì thế trong cả ngày đi chơi, cô liền cố giữ khoảng cách với Triệu Quốc Đống để tránh làm Mễ Á nghi ngờ. Mễ Á lần trước khi tới Bắc Kinh đã nhắc đến Triệu Quốc Đống, trong giọng nói tỏ vẻ tò mò về Triệu Quốc Đống làm Khấu Linh ghen. Chỉ là Khấu Linh giấu rất kỹ nên Mễ Á không nhận ra. Khấu Linh sau khi biết thân phận thật của Triệu Quốc Đống thì càng thêm hứng thú với hắn. Cô cảm thấy Phí Dương rời đi chính là vì Triệu Quốc Đống xuất hiện. Ý tưởng giữa cô và Triệu Quốc Đống có quan hệ không minh bạch. Mễ Á đã nói Triệu Quốc Đống là một viên ngọc chưa được điêu khắc, là viên kim cương giấu trong phòng. Ai có thể bắt được thì người đó sẽ lấy được bảo tàng vô giá. 28 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở, Khấu Linh làm trong cơ quan nhà nước nên biết trọng lượng của nó. Không có chỗ dựa mạnh, mạng lưới quan hệ cùng năng lực cá nhân thì không bao giờ được. Có thể nói đây là ngôi sao chính trị mới có tương lai vô hạn. Hơn nữa Mễ Á còn mơ hồ nói nhà Triệu Quốc Đống thoáng cái trở nên rất giàu, chỉ là Khấu Linh không biết tình hình cụ thể. Khấu Linh cũng không biết Mễ Á đây là cố ý giấu tình hình gia đình Triệu Quốc Đống với cô. Đợt Tết Mễ Á về tham gia họp lớp đã từ chối lời tỏ tình của Tiêu Chí Viễn. Cả cô và Khấu Linh đều nói đó chỉ là tên quan liêu bình thường, theo người đó có lẽ sống cuộc sống an nhàn. Có lẽ là hy vọng của nhiều cô gái nhưng không phải cuộc sống cô muốn. Cô thích cuộc sống mạo hiểm, muốn khiêu chiến, mà chinh phục Triệu Quốc Đống, làm hắn quỳ xuống chân cô là mục tiêu lúc này của cô. Sau khi Mễ Á nói ý đồ này ra, Khấu Linh lại có quan hệ kia với Triệu Quốc Đống nên Khấu Linh cảm thấy Mễ Á mặc dù nghĩ thoáng, thậm chí còn nói khích đối phương nhất định phải thành công, nhưng thật ra trong lòng cô lại cố tránh cho chuyện đó xảy ra. Mễ Á bây giờ đang ở Thâm Quyến. Ở đó có bạn học thân nhất hồi đại học của cô. Chẳng qua Mễ Á cũng chưa rõ mình nên làm gì. Triệu Quốc Đống lén hỏi Mễ Á có dự tính gì không, cô trả lời rất mơ hồ là không biết, đi một bước tính một bước. Cô còn chưa xác định mình muốn làm gì. Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa. Chẳng qua hắn biết điều kiện gia đình Mễ Á khá tốt nên không lo về kinh tế. Triệu Quốc Đống khi ở sân bay đã biết việc hơn 20 công nhân của nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiện tố cáo lên Ủy ban thị xã. Kim Vĩnh Kiện đã bảo phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã gọi điện cho hắn. Chẳng qua hắn mới ra sân bay, hơn 3 tiếng nữa mới có thể về tới. Triệu Quốc Đống đang vui vẻ đột nhiên gặp chuyện này thì rất căm tức. Hắn từng hỏi Hoắc Vân Đạt rằng hai nhà máy này khi cải cách có thể gây mất ổn định không? Hoắc Vân Đạt trả lời việc này tiến hành khá thuận lợi. Mới đầu công nhân bình thường ý kiến về việc nhân viên quản lý được cổ phần nhiều hơn. Nhưng sau khi làm công tác tư tưởng và giảm thấp một chút cổ phần của nhân viên quản lý thì về cơ bản đã xong. Mặc dù đây không phải việc lớn nhưng Triệu Quốc Đống đã hứa với thư chí cao rằng không xuất hiện tình hình mất ổn định, vậy mà chuyện hôm nay chính là tín hiệu nguy hiểm. Quốc Đống, đây là việc gì? Không phải nói không có vấn đề gì sao? Sao vẫn còn có công nhân đến tố cáo với thị xã? Thư chí cao có chút khó chịu mà nói. Thị trưởng Thư, con người muôn hình muôn vẻ. Hơn 200 công nhân về cơ bản đều hài lòng với cải cách, chỉ có 20 công nhân không hài lòng, tỷ lệ là bao nhiêu? Không đầy 10%, chỉ cần chúng ta đảm bảo lợi ích của đông đảo nhân viên, một bộ phận người quen với việc hết ăn lại nằm và nhận tiền gây sự là tất nhiên. Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng liền chạy ngay tới ủy ban thị xã. Hắn cũng đã gọi cho Hoắc Vân Đạt mà tìm hiểu tình hình mà biết đám nhân viên kiện cáo kia vốn là nhân viên văn phòng và nhân viên hậu cần không được ưu đãi như nhân viên quản lý. Số cổ phần giống công nhân bình thường. Mà bọn họ lại không giỏi về kỹ thuật, nhà máy một khi cải cách thì bọn họ có thể bị mất việc hoặc đổi sang việc khác. Vì thế mới kiện lên ủy ban thị xã đòi tăng cổ phần. Quốc Đống, tôi cũng không nói nhiều với cậu. Cậu tự nghĩ biện pháp mà xử lý tốt. Tôi nghe nói mấy tên cầm đầu còn định kiện lên tỉnh. Chuyện này tôi không hy vọng tỉnh biết, Tây Giang tự phụ trách đi.
có lẽ khu khai phát được xác định xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khiến tâm trạng Thư Chí Cao khá vui vẻ, vì thế không dây dưa nhiều ở việc này. Trên bộ bao giờ thì quyết định? Có lẽ chỉ trong tuần này, bởi vì đây là phương án mang tính chỉ đạo của công ty Quốc Điện, còn chưa có hạng mục đầu tư cụ thể, vì thế không cần thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Khi lập hạng mục cụ thể thì mới cần Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia gật đầu. Rất tốt, Quốc Đống, phương án chỉ đạo của công ty Quốc Điện đã có, như vậy việc chứng thực hạng mục thì cậu phải chú ý kỹ mới được. Công ty Quốc Điện là một tập đoàn khổng lồ, tùy tiện đầu tư một chút là có thể làm Ninh Lăng có lợi ích rất lớn. Cậu phải xúc tiến bọn họ nhanh chóng lập hạng mục cụ thể và xây dựng trụ sở. Thị ủy, ủy ban thị xã cũng sẽ đưa ra các chính sách. Thư Chí Cao rất mong chờ trụ sở này. Thị trưởng Thư, tôi thật ra cảm thấy chỉ cần có phương án chỉ đạo của công ty Quốc Điện là đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó mà thu hút đầu tư. Tôi tin rằng chỉ cần bằng chiêu bài xây dựng trụ sở chế tạo, chúng ta cũng có thể có nhiều công ty tới đầu tư. Quốc Đống, thao tác cụ thể cậu tự quyết định. Tôi chỉ muốn thấy kết quả. Cuối năm khu khai phát Ninh Lăng có khởi sắc hay không thì tôi sẽ hỏi cậu. Thư Chí Cao cười nói. Cậu có yêu cầu gì thì thị ủy ban thị xã hoàn toàn đáp ứng. Chỉ có một yêu cầu, đó là nhất định làm cho khu khai phát Ninh Lăng phát triển, hơn nữa với tốc độ nhanh. Ra khỏi văn phòng Thư Chí Cao, Triệu Quốc Đống cảm thấy trọng trách trên vai mình rất nặng nề. Khu khai phát Ninh Lăng kém quá nhiều so với các khu khai phát lân cận. Bây giờ Thư Chí Cao lại muốn nó vượt qua các khu khai phát khác ư. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất điều này làm Thư Chí Cao bớt chú ý đến việc cải cách các nhà máy Tây Giang, làm cho y không cần quan tâm mấy việc vặt vãnh. Ít nhất việc nhân viên hai nhà máy kia kiện cáo không làm y tức giận. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nghe Hoắc Vân Đạt báo cáo tình hình. Nhà máy Ngũ Kim kiện cáo, số lượng không nhiều, cũng không có chuyện gì. Nhưng làm Triệu Quốc Đống và Hoắc Vân Đạt lo lắng là đám người kia có thể kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu luôn nói quan tâm cuộc sống dân chúng, y dù không trực tiếp phụ trách việc này nhưng chỉ sợ cũng ắng Thư Chí Cao, như vậy hắn sẽ gặp khó khăn. Kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyệt đối không thể xảy ra. Đây là vấn đề nguyên tắc, dù dùng thủ đoạn nào cũng phải chặn. Anh có thể xác định có ai đứng sau gây rối không? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Không thể, nhưng tôi lại nghi ngờ vào việc này. Theo lý công tác chuẩn bị làm tốt, bọn họ cũng không biểu hiện mãnh liệt như vậy. Sao bây giờ thoáng cái kiện lên Ủy ban thị xã, còn tuyên bố kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh? Quyển 9, chương 47. Anh hôm nay nói chuyện với bọn họ có yêu cầu gì? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Yêu cầu vẫn là như vậy. Bọn họ cho rằng mình là nhân viên văn phòng. Hậu cần cũng phải được đối xử như nhân viên quản lý, kỹ thuật. Hoắc Vân Đạt thở dài một tiếng mà nói. Những người này quen sống an nhàn, sung sướng, nhiều năm không xuống phân xưởng làm việc. Bây giờ ngài muốn bọn họ xuống làm việc chân tay thì không muốn làm. Bọn họ trước đó còn miễn cưỡng chấp nhận cải cách, sao bây giờ đột nhiên gây sự? Anh cảm thấy trong này có nguyên nhân khác không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cần phải coi trọng. Đây vốn là chuyện bình thường nhưng nếu lên Ủy ban Nhân dân tỉnh thì nó lại có ý nghĩa khác hẳn. Hoắc Vân Đạt ngồi im mà suy nghĩ, có lẽ đang nghĩ xem trả lời như thế nào. Tôi nghe người văn phòng quận nói một tuần trước có mấy người lấy danh nghĩa đảng viên của nhà máy Ngũ Kim đến phản ánh rồi được Bí thư Lăng Tiếp. Không biết Bí thư Lăng Tiếp lúc đó làm như thế nào. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán chủ quan của tôi. Tôi chỉ là lo Bí thư Lăng vì không rõ tình hình thực tế của nhà máy Ngũ Kim nên. Triệu Quốc Đống run lên, vẻ mặt lại không chút thay đổi. Lăng Tiêu, hắn to gan như vậy. Hoắc Vân Đạt đi ra, Triệu Quốc Đống đứng lên đi lại trong văn phòng. Lăng Tiêu làm như vậy là có ý gì? Muốn mượn Thư Chí Cao mà ảnh hưởng đến uy tín của mình. Có ý gì? Triệu Quốc Đống đúng là không hiểu. Ứng Đông Lưu có thói quen 6 giờ 30 sáng dậy đi bộ nửa tiếng, sau đó rửa mặt, ăn sáng, rồi đi bộ 5 phút đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thư ký sẽ pha trà Thiết Quan Âm mà y thích trước đó 5 phút, sau đó đưa các văn bản theo mức độ khẩn, thường đến cho y sẽ phê duyệt giao cho các vị phó chủ tịch tỉnh khác. Có những thứ các phó chủ tịch tỉnh xin ý kiến của y, cần y quyết định. Tất cả không đầy nửa tiếng nhưng Ứng Đông Lưu đều cố gắng xem hết. Nếu không có hội nghị gì thì y sẽ dành nửa tiếng đọc báo. Một văn bản làm Ứng Đông Lưu phải nhíu mày. Nội dung viết rất hay, số liệu gần như được liệt kê cụ thể.
ít nhất từ điểm này có thể thấy người viết rất chú tâm. Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng ký rồi mời chủ tịch cho ý kiến. Lại là một vấn đề khó khăn. Ứng Đông Lưu biết bây giờ có nhiều người chú ý đến hành động, lời nói của mình. Mỗi lời nói của mình luôn được mọi người suy xét, nhiều người cảm thấy lời nói của mình trong hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh là muốn giật khoảng cách với Ninh Pháp. Khi toàn đảng, toàn quốc nói phát triển kinh tế thì y có vẻ đi ngược xu thế. Ứng Đông Lưu đứng lên đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài một chút cho thư giãn đầu óc. Văn bản kia nói về vấn đề cải cách nhà máy, vấn đề phản ánh khá khách quan và chọn hai nơi làm ví dụ. Một là Vinh Sơn, một là Ninh Lăng. Quận Tây Giang thị xã Ninh Lăng tiến hành cải cách toàn bộ 12 nhà máy trực thuộc quận. Chính quyền sẽ rút khỏi các nhà máy, trong đó có 3 nhà máy thương mại, 9 nhà máy công nghiệp, đã cải cách 5, còn có 7 nhà máy đang chuẩn bị tiến hành. Vinh Sơn tiến hành cải cách xí nghiệp máy tiện, một nhà máy đi đầu trong sản xuất công nghiệp của thị xã, tiếng hô phản đối rất mạnh, nghi ngờ tài sản quốc gia bị tổn thất. Dân Hoán, miệng Ứng Đông Lưu giật giật. Trong văn bản không có từ này, chỉ là nói khi cải cách xuất hiện vấn đề làm người ta khó hiểu. Nhất là xí nghiệp máy tiện Vinh Sơn cùng với 2 nhà máy vốn có hiệu quả kinh doanh tốt ở quận Tây Giang thị xã Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu cũng không tin, nếu tính toán ra rất nhiều thứ là lời đồn thổi, nhưng chuyện này lại không thể bỏ mặc. Không điều tra sẽ không có quyền lên tiếng. Mặc dù bản thân Ứng Đông Lưu nghiêng về ý kiến trong văn bản đưa ra, nhưng y cảm thấy mình cần thận trọng hơn nữa. Trong cải cách gặp phải vấn đề thì phải chia rõ mà đối đãi, xuất hiện tình hình cũng cần nghiêm túc phân tích. Việc cải cách các công ty, nhà máy của tỉnh ta đang vào giai đoạn mới. Mở phó trưởng ban thư ký dụ cùng với thanh tra tỉnh, ủy ban kinh tế tỉnh nghiên cứu việc này, lập tổ công tác điều tra, tổng kết kinh nghiệm, báo cáo với tôi. Ứng Đông Lưu. Triệu Quốc Đống lúc này đang tiếp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên Giang Tô Hứa Tĩnh Giang thì nhận được điện. Điện do Vương Phủ Mỹ gọi tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác điều tra việc cải cách các công ty nhà nước, mặc dù không có nói rõ nhằm vào vấn đề gì nhưng đã chọn Vinh Sơn cùng Ninh Lăng làm đối tượng. Lý Trạch Hải và Lô Miễn Dương cũng nhận ra khi Triệu Quốc Đống nghe điện xong thì mặt hơi khó coi, chẳng qua rất nhanh khôi phục bình thường. Lần này 5 người Hứa Tĩnh Giang đến khảo sát lần cuối. Sau khi công ty Quốc Điện chính thức ra ý kiến mang tính chỉ đạo xác nhận Ninh Lăng làm trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khu vực Trung Tây, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên rất nhanh phái tổ công tác đến Ninh Lăng. Mà đoán người Hứa Tĩnh Giang đến Ninh Lăng chính là để làm thủ tục trao đổi cuối cùng. Tôi vốn còn có hoạt động nhưng Triệu Quốc Đống đã ủy thác Lý Trạch Hải và Lô Miễn Dương toàn quyền tiếp đón Hứa Tĩnh Giang. Hắn vội vã về Tây Giang. Hoắc Vân Đạt đã chờ hắn ở văn phòng. Vân Đạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh sợ rằng sẽ có tổ công tác đến Tây Giang chúng ta điều tra về việc cải cách các nhà máy. Triệu Quốc Đống đúng là có chút khẩn trương. Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chính phái tổ công tác tới thì không phải là nghiên cứu điển hình tiên tiến, tìm vấn đề sẽ là mục đích chính. Mặc dù Triệu Quốc Đống tin vào bản thân nhưng việc này dính tới nhiều người nên có chút phức tạp. Hả, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hoắc Vân Đạt có chút giật mình. Sao lại chọn Tây Giang chúng ta? Trên thị xã đã biết chưa, hay là thị xã tự đề xuất? Vân Đạt, anh nghĩ gì vậy? Triệu Quốc Đống có chút tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vân Đạt vì đối phương không nhận ra được tình hình. Hoắc Vân Đạt lập tức có phản ứng. Bí thư Triệu, ngài nói tổ công tác này đến để tìm vấn đề. Hừ, tôi thấy là như vậy. Tôi không cho rằng kinh nghiệm cải cách nhà máy của Tây Giang đã hoàn thiện đủ để Ủy ban Nhân dân tỉnh coi chúng ta là điển hình tiên tiến. Triệu Quốc Đống cười nói. Vân Đạt, có vấn đề gì không? Bí thư Triệu, ngài nói phương diện nào? Hoắc Vân Đạt nói. Nếu nó tôi hoặc các thành viên tổ lãnh đạo cải cách thì tôi dám cam đoan không ai mưu lợi riêng. Nhưng ngài nếu muốn nói làm tất cả nhân viên các nhà máy cải cách đều hài lòng, không ảnh hưởng đến lợi ích một số người thì tôi dám đảm bảo không thể. Cái này lại không phải vấn đề, tôi tin thành viên tổ lãnh đạo sẽ không lấy quyền mà mưu lợi riêng. Về phần tổn thất lợi ích một số người, có người không hài lòng thì càng không sao cả. Cải cách nhất định sẽ làm người nào đó bị tổn thất, nguyên tắc của chúng ta là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hầu hết nhân viên, phải điều động tính tích cực của nhân viên các nhà máy, thành lập chế độ công ty, nhà máy hiện đại, xúc tiến các công ty, nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường, vậy là đủ. Bí thư Triệu, chúng tôi đã dựa theo ý của ngài mà làm tốt 2 điểm này. Hoắc Vân Đạt tự tin nói. Tôi lo chính là các nhà máy cải cách có sơ hở gì về pháp luật không,
ví dụ như chính sách mà Tây Giang chúng ta đưa ra có thể khiến tài sản quốc gia tổn thất không? Tôi lo có người lấy việc này mà nói chuyện. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thì không sợ, nhưng tôi không hy vọng quá trình cải cách của chúng ta bị tổ công tác cắt ngang. Cho nên chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ. Quyển 9, chương 48. Bí thư Triệu, cải cách này do Tây Giang chúng ta đi đầu, không có quy luật gì. Chúng ta tham khảo chính sách của khu vực Duyên Hải, hơn nữa tình hình các nhà máy là khác nhau, chỉ có thể nhất trí trên nguyên tắc còn chính sách cụ thể thì khác. Theo ý ngài thì các chính sách đều được nghiên cứu trong hội nghị thường trực ủy ban quận, hội nghị thường vụ quận ủy. Tôi nghĩ chắc không vấn đề gì. Hoắc Vân Đạt nói. Hừ, anh nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu lọt vào danh sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh, anh cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta sao? Bọn họ sẽ lấy kính lúc tìm sơ hở. Bọn họ sẽ nghiên cứu kỹ từng bước khi cải cách, từ chính sách đến việc vận dụng, từ công tác chuẩn bị đến cơ chế đảm bảo sau cải cách, bọn họ không bỏ qua. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hắn rất cảnh giác khi tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh tới. Bí thư Triệu, ngài cũng không nên quá để ý. Chỉ cần chúng ta không có lòng tham, không có thành kiến, chỉ cần đi làm vì việc thúc đẩy nhà máy phát triển hơn. Đồng thời quá trình cải cách của chúng ta diễn ra khá thuận lợi thì đừng nói tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dù là của Quốc vụ viện đến, tôi cũng dám đối mặt. Vân Đạt, thái độ này của anh rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Chúng ta không sợ gì, nhưng nếu chúng ta biết bọn họ đến thì có thể sớm chuẩn bị một chút. Ví dụ như chuẩn bị đủ tài liệu bọn họ cần, hơn nữa cũng phải thể hiện được các chính sách đều do quận ủy, ủy ban quận đã nghiên cứu kỹ rồi mới đưa ra. Về phần các nhà máy thì tôi lại thấy không sao. Bọn họ nhất định đi khảo sát thực địa, chúng ta không thể bịt miệng công nhân mà, cứ để bọn họ phản ánh tình hình thực tế. Hoắc Vân Đạt thở dài một tiếng mà nói. Bí thư Triệu, sao có người thích làm khó nhau như vậy? Ngài một lòng muốn làm việc, vì sao bọn họ cứ gây khó dễ cho ngài? Ngài khó khăn lắm mới làm thông được công tác bên dưới, bây giờ bên trên lại điều tra. Như vậy cải cách rốt cuộc có hiệu quả hay không? Không ai có quyền chặn xu thế cải cách, chỉ cần chúng ta chấp hành trong phạm vi pháp luật là được. Triệu Quốc Đống an ủi Hoắc Vân Đạt. Vân Đạt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ nhắc anh nên phản ánh hết những công việc mình làm với tổ công tác, chuyện này tạm thời không nói ra ngoài, chờ tổ công tác đến rồi nói. Hai ngày sau tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới. Do một vị trưởng phòng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đoàn, một đồng chí của thanh tra tỉnh, hai đồng chí của Ủy ban Kinh tế tỉnh. Đầu tiên bọn họ đến Ủy ban thị xã, thị trưởng Thư Chí Cao cùng Phó Thị trưởng Chu Xuân Tú tham gia buổi gặp mặt. Thư Chí Cao cảm thấy có vẻ như Triệu Quốc Đống đã chuẩn bị tâm lý, từ trong điện thoại không hề lộ ra vẻ lo lắng gì, thậm chí là như chờ đợi. Điều này cũng làm Thư Chí Cao yên tâm không ít. Y mặc dù không còn bao hy vọng làm bí thư thị ủy nhưng cũng không mong mình mang tiếng gì. Lão Chu, tôi gọi điện cho Triệu Quốc Đống, cậu ta tỏ vẻ hoan nghênh tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Tây Giang điều tra. Anh cảm thấy việc cải cách nhà máy ở Tây Giang có điểm nào vi phạm pháp luật hay là không hợp lý? Thư Chí Cao trầm ngâm một chút rồi nói. Chu Xuân Tú trong lòng cũng không yên tâm, cải cách nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu Kiện thì y không xen vào. Nhưng cải cách ba nhà máy thương mại thì y hết sức ủng hộ. Ba nhà máy này không cải cách thì cải tạo thành cũng không thể thực hiện. Cho nên y không ngừng gây áp lực với Triệu Quốc Đống và Hoắc Vân Đạt yêu cầu bọn họ đẩy nhanh tiến độ cải cách ba nhà máy kia. Thị trưởng Thư, anh nói là phương diện nào? Chu Xuân Tú lấy lại bình tĩnh mà nói. Hai phương diện, một là có tổn hại lợi ích nhân viên, hai là có khiến tài sản quốc gia tổn thất không? Ví dụ như hạ giá tài sản. Hoặc là phương thức bồi thường không hợp lý. Thư Chí Cao tất nhiên không nghĩ đến cái khác. Tôi cảm thấy lần này tổ công tác nhằm vào phương diện thứ hai, chủ yếu để phòng tổn thất tài sản quốc gia. Tôi lo nhất là cán bộ lãnh đạo của chúng ta lấy việc công mưu lợi riêng. Thị trưởng Thư, tôi thấy lần này tỉnh đến Ninh Lăng là có chút khó hiểu. Theo lý việc cải cách nhà máy ở Ninh Lăng chúng ta làm khá vững vàng. Tây Giang tiến hành thí điểm, tốc độ tuy nhanh nhưng ổn định. Mặc dù có mấy lần kiện lên ủy ban thị xã nhưng trong cải cách không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Hơn nữa sau đó cũng được giải quyết khá ổn thỏa. Mặc dù có người vẫn phản ánh vấn đề, nhưng so sánh với các nơi khác thì tôi thấy không đáng. Sao lại chọn Ninh Lăng chúng ta? Chu Xuân Tú hút một hơi thuốc rồi nói. Có phải trên tỉnh có động tĩnh gì? Lão Chu, không nên nghĩ nhiều như vậy. Tôi gọi cho Triệu Quốc Đống, cậu ta tỏ vẻ hoan nghênh làm tôi cũng yên tâm hơn.
Thư Chí Cao cũng thừa nhận Chu Xuân Tú nói có lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ phái hai tổ công tác, một tới Vinh Sơn, một đến Ninh Lăng. Chuyện Vinh Sơn rất ồn ào, hơn 100 công nhân kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạo thành ảnh hưởng lớn. Hơn nữa đã 3 lần chặn trước cổng Ủy ban thị xã Vinh Sơn, cơ quan công an đã dùng lực lượng can thiệp mới không gây họa lớn. Như vậy chuyện ở Ninh Lăng có đáng gì, sao lại chọn Ninh Lăng? Tôi cũng tin Tây Giang cải cách tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, hơn nữa theo tôi biết việc cải cách từng nhà máy ở Tây Giang đều được thông qua hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy nghiên cứu, đều là quyết định tập thể, không ai có thể giở trò trong này. Bây giờ có 2 nhà máy sau khi cải cách đã tiến vào giai đoạn khôi phục sản xuất, mà 3 nhà máy thương mại thì công nhân đều được bố trí ổn thỏa. Chu Xuân Tú dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy lần này Triệu Quốc Đống tiến hành cải cách thí điểm vừa ổn thỏa vừa có lực độ, vừa đảm bảo toàn diện đẩy mạnh cải cách, vừa xử lý tốt các nhân tố không ổn định. Thư Chí Cao có chút kinh ngạc và thái độ của Chu Xuân Tú. Theo y biết Chu Xuân Tú và Triệu Quốc Đống không hòa hợp. Mấy lần trong hội nghị thường trực ủy ban thị xã, Chu Xuân Tú cũng đều phê bình với công việc của Tây Giang, sao bây giờ lại thay đổi. Triệu Quốc Đống sau lần đầu tỏ vẻ chào đón tổ công tác ủy ban nhân dân tỉnh tới, còn đâu không xuất hiện trong mắt bọn họ. Mọi công việc hắn giao cho Hoắc Vân Đạt cùng một phó chánh văn phòng ủy ban làm. Tăng Lệnh Thuần thi thoảng tham gia hội nghị báo cáo, nhưng Triệu Quốc Đống không xuất hiện. Tổ công tác có chút khó chịu với thái độ lạnh nhạt này của Tây Giang. Nhưng dù sao đối phương cũng phái một phó chủ tịch phụ trách mảng thương mại đi cùng, chủ tịch ủy ban quận thi thoảng cũng tham gia hội nghị, điều này làm bọn họ chỉ có thể nhịn trong lòng. Mấy ngày liên tiếp điều tra, bọn họ vốn nghĩ Tây Giang sẽ gây phiền phức nhưng chuyện đó lại không xuất hiện. Ủy ban quận mặc dù không nói là hết sức ủng hộ nhưng cũng coi như phối hợp với tổ công tác. Muốn tài liệu thì có tài liệu, mặc kệ nhân viên tổ công tác ban ngày tới xưởng, tối đến nhà công nhân, thậm chí nghe thấy lời oán giận của một vài nhân viên cũng không tỏ vẻ gì, cũng không giải thích, cũng không ngăn đối phương phản ứng. Điều này làm cho nhân viên tổ công tác rất kinh ngạc. Bọn họ tất nhiên không rõ đây là do Triệu Quốc Đống đã chỉ thị tổ lãnh đạo cải cách nhà máy là phối hợp nghiêm túc, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, không ngăn cản cuộc điều tra, đợi điều tra kết thúc rồi có kết luận. Triệu Quốc Đống đã nói nếu anh cứ đi theo, nịnh bợ thì làm bọn họ thấy anh có vấn đề. Anh lạnh nhạt thì đối phương nói anh không phối hợp, vậy dứt khoát coi bọn họ đến khảo sát công việc, đối với một vài phản ứng quá khích của nhân viên các nhà máy cũng tỉnh táo đối phó. Hắn tin tổ công tác sẽ có phán đoán chính xác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.